Triệu Quốc Đống vì việc này đã nói với Hàn Độ nhưng Hàn Độ không trả lời rõ. Triệu Quốc Đống cũng không tiện hỏi mãi nên phải thông qua Hàn Đông mà hỏi. Tình hình nhất định là do Ninh Lăng thoáng cái có hai cán bộ cấp phó giám đốc sở được xếp vào danh sách khảo sát tạo thành tranh luận. Miêu Trấn Trung cùng Tôn Liên Bình đều phản đối, mà Tần Hạo Nghiên lại có suy nghĩ mơ hồ cho rằng Ninh Lăng phát triển mặc dù nhanh nhưng do trụ cột kém nên chỉ một ai năm phát triển nhanh là không phản ánh được vấn đề. Y đề nghị tạm hoãn việc khảo sát Vưu Liên Hương. Bởi vì có tranh luận nên Triệu Quốc Đống nghe nói trong hội nghị bí thư cũng không thống nhất ý kiến. Vì thế hội nghị thường vụ tỉnh ủy vẫn gác lại việc này. Nhưng bây giờ xem ra hội nghị thường ủy đã thông qua. Triệu Quốc Đống không rõ tình hình trong hội nghị thường ủy nhưng việc Vưu Liên Hương xếp vào danh sách khảo sát đã phản ánh vấn đề. Xem ra việc hắn đến chỗ Miêu Trấn Trung đã có hiệu quả. Việc đến gặp Miêu Trấn Trung, Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn quyết định đến gặp. Ít nhất Miêu Trấn Trung có ấn tượng khá tốt với hắn, dù không thể chính thức vào vòng tròn đối phương nhưng tạo quan hệ tốt là điều hắn có thể làm. Quyển 14, chương 22. Lục Kiếm Dân có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi làm kinh tế nên ở tình hình từ trên xuống dưới coi trọng PKT thì y được tỉnh ủy để ý cũng là bình thường. Nhưng Vưu Liên Hương cũng thuộc đối tượng khảo sát thì lại khác. Ý này chính là đã khẳng định công tác của thị ủy Ninh Lăng, đó là vầng sáng trên đầu Triệu Quốc Đống. Còn có tin gì không? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Bí thư Triệu, tình hình cụ thể trong điện thoại nói không rõ, tôi thấy sau khi về sẽ báo cáo với ngài. Có thể tôi về hơi muộn nên sáng mai tôi tới văn phòng ngài. Tiêu Phượng Minh nói. Ừ, không vội, anh chú ý an toàn, tối đi chậm một chút. Triệu Quốc Đống dặn. Vương Lệ Quyên vẫn chú ý đến Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng không ngại cô làm cô khá vui. Lần này cô chỉ là đến thăm Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương, kéo gần quan hệ đôi bên. Ngoài ra cô cũng muốn tìm cách giúp em gái Vương Lệ Mai. Sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, Vương Lệ Mai đáng lẽ phải giống như gần mặt trời mới đúng. Nhưng Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng hơn năm, Tây Giang có nhiều điều chỉnh nhân sự nhưng Vương Lệ Mai vẫn không có động tĩnh gì. Tiếu Chiêu Quý lên làm phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ thị ủy, Bành Nguyên Hậu làm phó bí thư. Hoắc Vân Đạt trực tiếp đến làm phó bí thư, quyền chủ tịch Đông Giang. Tuy nói điều kiện Đông Giang kém một chút nhưng cũng thành cán bộ cấp chính huyện. Bây giờ tân bí thư quận ủy Tây Giang, Lưu Như Hoài còn là thường vụ thị ủy có quyền uy rất lớn. Nhưng Vương Lệ Mai vẫn không có điều chỉnh gì. Chủ tịch quận cũng đổi thành Cổ Bình Nguyên, Cổ Bình Nguyên mặc dù được nhưng không quá thích tránh văn phòng ủy ban là Vương Lệ Mai. Có lẽ do Vương Lệ Mai còn quá trẻ. Lại biết Vương Lệ Mai vốn là người của Trương Thiệu Văn trước đây nên khá xa lánh. Vương Lệ Mai cũng biết Phan Xảo đang tích cực liên lạc với Bành Nguyên Hậu để đổi chức, việc này làm cô ngồi không yên. Vương Lệ Mai tự nhận mình làm chức chánh văn phòng ủy ban tốt, tổ chức công việc ngăn nắp gọn gàng, nhưng chủ tịch quận không thích cô thì cô sẽ khổ, chỉ có thể ngồi đó mà kiếm kinh nghiệm. Thoáng cái đã 4 năm trôi qua, đời người có mấy lần 4 năm. Bảo sao Vương Lệ Mai lại phải nhờ chị gái giúp. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi suy nghĩ một chút và quyết định gọi cho Hàn Độ để xác minh tình hình. Hàn Độ nói vài câu xác nhận, Triệu Quốc Đống sau đó cảm ơn và gọi cho Nhâm Vi Phong. Nhâm Vi Phong rất nhiệt tình, nói chuyện một lúc với Triệu Quốc Đống, cũng nói sắp tới sẽ tới Ninh Lăng tham gia hội nghị, muốn xem Ninh Lăng có động tác gì mới trong chế độ đảm bảo nguồn lao động. Cô Nhâm Vi Phong mới nói vấn đề mà Triệu Quốc Đống quan tâm nhất đó chính là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Xác nhận việc xếp Vưu Liên Hương vào danh sách khảo sát đã tạo ra vài tranh luận. Mặc dù Nhâm Vi Phong không nói rõ nhưng Triệu Quốc Đống có thể đoán được tình hình đó là Ứng Đông Lưu quyết định ủng hộ Vưu Liên Hương nên chuyện mới thành. Đến bây giờ Triệu Quốc Đống mới yên tâm hoàn toàn, tin của Lục Kiếm Dân đã sớm có nhưng Vưu Liên Hương lại khác. Dù Vưu Liên Hương đi đâu thì việc lên một bậc cũng là tiến bộ không nhỏ. Bí thư Triệu, có phải có việc gì đáng mừng không? Vương Lệ Quyên thấy Triệu Quốc Đống đang vui nên bạo gan hỏi. Ừ, là việc vui với tôi, nhưng càng vui hơn đối với Vưu tỷ. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Việc đè trong lòng hắn lâu như vậy cuối cùng đã kết thúc một cách hoàn hảo. Mắt Vương Lệ Quyên sáng lên nói. Vưu tỷ sẽ được điều chỉnh. Vương Lệ Quyên loáng thoáng biết trong thời gian này Vưu Liên Hương hay xuất hiện trước công chúng. Vưu Huệ Hương cũng hay than thở với cô về những điều chi mình gặp phải. Nhưng sau đó lại không nghe thấy tin gì. Vừa nãy Triệu Quốc Đống nghe điện cô mơ hồ nghe thấy một chút, nghe Triệu Quốc Đống nói việc vui cô không khỏi giật mình. Ồ, bây giờ chưa xác định nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhanh sẽ đến.
Triệu Quốc Đống cũng không giấu vì đây không phải tin bí mật gì. Dù sao hội nghị ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã diễn ra, tin này trong 1-2 ngày nữa sẽ truyền khắp. Chắc cũng đến giờ rồi, chị gọi thêm Lệ Mai, bố trí ở Ninh Uyển. Vưu Liên Hương ở trên xe nghe Vương Lệ Quyên gọi tới chúc mừng làm cô không thể tin. Nhưng khi cô nghe nói tin này là do Triệu Quốc Đống nói với Vương Lệ Quyên, cô chỉ biết việc này cuối cùng Triệu Quốc Đống cũng đã thực hiện thành công. Cô lúc này vui mừng đến độ không thể nói thành lời. Chờ đợi lâu như vậy, cô dồn hết tâm trí vào trong công việc cuối cùng đã được đền đáp. Vưu Liên Hương ngồi một lúc trong văn phòng để mình cố bình tĩnh nhưng cô vẫn thở hổn hển. Điện thoại di động vang lên mấy lần nhưng cô không nghe. Đến khi thư ký dẫn chị em Vương Lệ Quyên đến gõ cửa văn phòng, cô mới tỉnh táo lại. Cô nói vọng ra rằng mình cần trang điểm lại một chút. Hai chị em Vương Lệ Quyên ở ngoài mới yên tâm. Vừa nãy nghe thấy tiếng khóc bên trong làm hai cô sợ hãi, thiếu chút nữa gọi bảo vệ phá cửa. Đến khi nghe thấy tiếng Vưu Liên Hương, hai cô mới bình tâm. Vưu Liên Hương lúc này thấy mắt mình sưng mọng, dù trang điểm như thế nào cũng không giấu được người nên chỉ có thể đeo kính râm. Nhưng lúc ăn thì sao? Có chút bất đắc dĩ nên Vưu Liên Hương chỉ trang điểm một chút, sau đó đeo kính râm, cầm túi rồi lên. Dù sao chỉ có chị em Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống. Vương Lệ Mai nghe chị mình lộ tin mà rất hâm mộ. Vưu tỷ sẽ được đề bạt lên làm cán bộ cấp giám đốc sở. Vương Lệ Mai đột nhiên thấy ghen tị. Mình còn đang cố gắng vì chức phó huyện, vậy mà Triệu Quốc Đống có thể dễ dàng đưa Vưu Liên Hương lên là cán bộ giám đốc sở. Tuy nói Vưu Liên Hương ở chức vài năm nhưng chênh lệch vẫn quá lớn mà. Có đôi khi Vương Lệ Mai thầm nghĩ không biết Triệu Quốc Đống có ý gì mà mãi không tính tới chuyện của mình. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã là bí thư thị ủy Ninh Lăng, hắn suy nghĩ chủ yếu là cán bộ cấp chính huyện, cán bộ cấp phó huyện đối với hắn chỉ là vị trí thứ yếu. Bởi vì thế nên Vương Lệ Mai mới thấy khó chịu. Cả Ninh Lăng phải có tầm 200, 300 cán bộ cấp phó huyện, chẳng lẽ không có một chức nào cho mình sao? Vì thế Vương Lệ Mai đã tâm sự với chị gái. Nói về năng lực công tác thì công việc của chánh văn phòng ủy ban quận đối với cô là quá đơn giản, quan hệ ngoại giao cô tự tin mình không thua ai cả, về tài ăn nói cô cũng giỏi mà. Cô và Trương Thiệu Văn không hề có gì nhưng có một số người cứ coi thường cô, những người này cô có thể không thèm để ý vì bọn họ không quyết định được vận mệnh của cô. Nhưng Triệu Quốc Đống lại khác, cô khó khăn lắm mới làm hắn thay đổi quan điểm, hắn lại đi. Tăng Lệnh Thuần là người tốt nhưng không thích cô, mà Tông Kiến lại là kẻ dê xồm, cô không thích loại người như y. Bây giờ Lưu Như Hoài có ấn tượng như thế nào với cô không rõ. Nhưng Cổ Bình Nguyên lại xa lánh cô, chủ tịch quận đối xử với cô như vậy, cô còn có cơ hội gì? Có đôi khi cô muốn phá vỡ tất cả, không phải người ta nói cô dựa vào cơ thể mà lên chức sao? Cô cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Triệu Quốc Đống, Vương Lệ Mai lại sợ không dám. Quyển 14, chương 23. Triệu Quốc Đống đương nhiên không rõ Vương Lệ Mai lại có tâm trạng buồn đến thế. Bây giờ hắn khá vui vẻ, Vương Lệ Quyên tới, chuyện của Vưu Liên Hương đã được xác định, đây coi như một điểm nhấn trong sự nghiệp chính trị của hắn. Mặc dù không phải hắn phát triển lên nhưng Vưu Liên Hương tiến bộ cũng là chứng minh biểu hiện của hắn ở Ninh Lăng đã được tỉnh ủy thừa nhận. Triệu Quốc Đống cho rằng có thể đề bạt cán bộ Ninh Lăng chính là sự tán thành tốt nhất. Đề bạt của Lục Kiếm Dân không thể tính vào đó. Kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh mặc dù cũng làm Lục Kiếm Dân có lợi nhưng không phải chủ yếu. Vì chỉ cần kinh tế Ninh Lăng không quá kém, chỉ cần ổn định như thời Hoàng Lăng là đủ để Lục Kiếm Dân phát triển. Nhưng Vưu Liên Hương lại khác. Về lý thuyết lần điều chỉnh này không tới lượt Vưu Liên Hương. Cô làm phó thị trưởng thường trực chưa đầy 2 năm. Dù là phó thị trưởng thường trực muốn lên làm thị trưởng thì cũng xếp sau phó bí thư thị ủy. Mà toàn tỉnh ngoài An Đô ra thì còn có 13 phó bí thư thị ủy, đấy là còn không tính phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Phải nói lần này Vưu Liên Hương được xếp vào danh sách khảo sát là do cố gắng hết sức của Triệu Quốc Đống, còn một yếu tố rất quan trọng đó là tỉnh ủy chủ trương đề bạt cán bộ ở các nơi phát triển kinh tế. Vưu Liên Hương mặc dù không xuất thân làm kinh tế nhưng gần 2 năm làm phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng đã làm rất tốt. Cô phụ trách mảng thu hút đầu tư về cơ bản đã phụ trách chính việc này. Hơn nữa cô là nữ cán bộ nên thường được các người tiêu dùng, công ty coi trọng. Thậm chí có không ít giám đốc các công ty có quan hệ cá nhân tốt với Vưu Liên Hương. Bởi vì nguyên nhân này mới khiến tiến triển hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng diễn ra khá nhanh. Có vấn đề gì Vưu Liên Hương đều có thể trực tiếp liên hệ với các công ty mà giải quyết. Bên phía các công ty cũng có ấn tượng tốt với Vưu Liên Hương,
Triệu Quốc Đống tin rằng lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến khảo sát cũng có thể hiểu rõ hơn về điều này, nó sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của cô. Phải biết rằng cán bộ cấp giám đốc sở cũng có khác nhau. Vư tỷ, tôi không nói nhiều vì ở đây đều là người quen. Hôm nay đáng ăn mừng, mặc dù chỉ là mở đầu nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng cho chúng ta hy vọng để cố gắng trong công việc mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả giơ chén lên. Rượu Ninh Thuần đặc khúc này không đáng gì vì Triệu Quốc Đống, nhưng nó khá nặng với phụ nữ. Mặc dù Vưu Liên Hương uống tốt nhưng uống liền 5 chén cũng phải kêu lên. Quốc Đống, tôi bây giờ sẽ không coi cậu là lão lãnh đạo của tôi. Trong lòng Vưu Tỷ hiểu rõ nên không nói nhiều. Đừng nói một chén, đủ cậu bảo Vưu Tỷ uống cả chai, Vưu Tỷ cũng không ngại. Vưu Liên Hương mắt đỏ lên trông càng thêm quyến rũ. Nếu nói Vưu Liên Hương này không muốn lên chức là nói dối. Nhưng tôi càng quan tâm các thứ ngoài danh lợi hơn, đó là sự tin tưởng giữa người với người. Tôi cạn. Vưu Liên Hương ngửa đầu uống cạn, Triệu Quốc Đống thấy thế cũng đành phải làm theo. Mấy chén Ninh Thuần vào bụng làm mọi người cảm thấy bắt đầu nóng lên. Rượu Ninh Thuần đặc khúc này đã bắt đầu bán ở phía Bắc, đã được đưa lên sóng truyền hình ở các tỉnh phía Bắc. Công ty rượu Ninh Lăng có thể nói giỏi làm kinh doanh, đã có đột phá ở các tỉnh phía Đông Bắc như Tần, Dự, Lỗ, Ký. Đồng thời công ty cũng đạt thị phần không nhỏ về loại rượu hạng sang ở các tỉnh Tương, Quế, Công. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận Tôn Trường Phú này có khiếu kinh doanh. Tôn Trường Phú chẳng những sát nhập tập đoàn Trường Phú của mình và công ty rượu Ninh Lăng thành tập đoàn Trường Lăng gia, y còn lấy một khu đất cách không xa khách sạn Kiến Quốc Ninh Lăng và Đại Lộ Huy Hoàng để chuẩn bị xây dựng một tòa nhà 28 tầng. Triệu Quốc Đống cũng khá ủng hộ ý tưởng lớn của Tôn Trường Phú. Hắn chẳng những cổ vũ Tôn Trường Phú đầu tư thêm ở mảng vận chuyển đường thủy, tạo ra đội thuyền lớn, tranh thủ mở rộng đến dòng Trường Giang. Hơn nữa hắn còn ủng hộ Tôn Trường Phú đưa công nghệ mới vào công ty rượu Ninh Lăng, nghiên cứu sản phẩm mới, khiến rượu Ninh Lăng mở rộng ra thị trường cả nước. Bí thư Triệu ở bên kia sao? Tôn Trường Phú cầm chén lên mà có chút tò mò nói. Vâng, bí thư Triệu cùng thị trưởng Vưu và hai người phụ nữ khác. Tôi thấy tâm trạng bí thư Triệu hôm nay khá tốt. Cấp dưới cung kính nói. Ồ, xem ra tôi phải sang một chút mới được. Tôn Trường Phú suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Hà, cậu ra xe lấy hai chai Chí Tôn Ninh Thuần đến đây. Hả? Lái xe há hốc mồm nhìn vị khách bên cạnh. Ngay cả khách quý từ Vũ Hán đến mà sếp còn không lấy hai chai này ra. Theo như lời lãnh đạo nếu không phải cán bộ cấp tỉnh thì đừng mong được đụng tới hai chai này. Tôi bảo cậu đi lấy cơ mà. Tôn Trường Phú trừng mắt nhìn lái xe. Lái xe là người thân cận nên biết sếp có vẻ mặt này thì sao dám nói gì, y chỉ vội vàng xuống lấy rượu. Tôn Trường Phú bảo thư ký tiếp khách rồi ra ngoài. Đối với Triệu Quốc Đống, Tôn Trường Phú có tâm trạng khá phức tạp nhưng y có thể khẳng định vị bí thư thị ủy này rất khôn khéo, có năng lực và lợi hại, còn lợi hại hơn nhiều so với các quan chức y gặp. Đừng nhìn tên đó còn trẻ mà coi thường. Tôn Trường Phú cho rằng vị bí thư thị ủy này không tầm thường, ít nhất y hiện nay chưa tìm được nhược điểm của Triệu Quốc Đống. Hoàng Lăng cũng khôn khéo có năng lực, tác phong còn mạnh mẽ, bá đạo hơn Triệu Quốc Đống nhưng hắn có nhược điểm đủ để hắn phải vào tù. Nhưng Triệu Quốc Đống này thì Tôn Trường Phú đã tìm không ít thời gian nhưng không tìm ra nhược điểm của hắn. Y và đối phương tiếp xúc thì đều cố ý tìm nhược điểm của đối phương. Tôn Trường Phú không tin một bí thư thị ủy giúp công ty mình mở rộng quy mô mà không có mục đích gì. Chỉ vì thành tích thôi sao? Quá nực cười, trước mặt tiền thì chút tài chính này có đáng gì? Nhất là năm nay Ninh Lăng đưa vào nhiều hạng mục như vậy, công ty của mình không phải các ngành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng mà được đối phương ủng hộ rất rõ ràng. Tôn Trường Phú đã thử dò xét đối phương xem có thể giúp mình bên ngân hàng để vay vốn mở rộng đội thuyền vận chuyển không, tên Triệu Quốc Đống liền gọi thẳng cho giám đốc mấy ngân hàng Ninh Lăng. Yêu cầu đối phương phải ủng hộ công ty tư nhân trong phạm vi cho phép, hơn nữa còn bảo phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương chuyên môn chú tâm việc này. Điều này làm Tôn Trường Phú không rõ Triệu Quốc Đống là cố ý làm thế hay là thật tâm muốn kinh tế tư nhân Ninh Lăng phát triển, đạt thành tích mà phát triển. Nhưng sự thật rất rõ ràng, Tôn Trường Phú đã mua 3 con thuyền với trọng tải 2.200 tấn từ Nhật Bản với số tiền vay là 45 triệu, chỉ trong một tháng số tiền này đã được chuyển khoản. Nếu không phải do thị xã gây sức ép với ngân hàng, Tôn Trường Phú không biết bao giờ mới có tiền. Tôn Trường Phú vẫn cố ý thăm dò xem mục đích của đối phương là gì, nhưng làm y thất vọng đó là đối phương giống như không hề bị gì ảnh hưởng. Mình cầm 500.000 đến đưa nhưng hắn lại nghiêm túc từ chối, còn cảnh cáo mình.
chiếc dây chuyền 200.000 mình định tặng cũng bị đẩy trả. Hắn còn nói với mình là hắn không thiếu tiền, hắn chỉ hy vọng tập đoàn Trường Lăng là tấm gương trong sự nghiệp xã hội. Người không có nhược điểm là kẻ đáng sợ nhất, Tôn Trường Phú không tin Triệu Quốc Đống không có nhược điểm nhưng hiện nay y không tìm ra, làm cho Tôn Trường Phú có chút nuối tiếc. Quyển 14, chương 24. Tôn Trường Phú vào, đám người Triệu Quốc Đống đã đổi sang rượu vang. Rượu trắng đối với phụ nữ là khá nặng, uống vài chén dù là phụ nữ uống giỏi cũng sẽ có hơi men. Nhất là khi cứ uống cả chén hay nửa chén làm cả Vưu Liên Hương và chị em Vương Lệ Quyên đều có chút khó chịu. Cũng may tâm trạng mọi người hôm nay khá vui vẻ nên uống hết chai đặc khúc Ninh Thuần thì Triệu Quốc Đống uống nhiều một chút nhưng ba người phụ nữ vẫn có men say. Rượu vang nhẹ hơn đối với các cô nhiều, nhưng cũng nhanh chóng hết hai chai Lafite. Khi Tôn Trường Phú rời đi, một chai Chí Tôn Ninh Thuần đã không còn bao nhiêu. Đối với người được coi giàu nhất Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống coi như nể mặt đối phương, cũng không hề ớp mà uống cạn hết ba chén. Thậm chí Vưu Liên Hương, chị em Vương Lệ Quyên cũng đều uống với đối phương một chén. Vưu tỷ, được đó, tôi thấy Tôn Trường Phú đã không chịu được nữa. Chị nếu còn chuốc y thêm hai chén thì tôi đảm bảo y được nâng ra khỏi đây. Triệu Quốc Đống vẫn có thể duy trì tỉnh táo nhưng rượu Chí Tôn Ninh Thuần đúng là khá nặng, uống vào như đốt cháy cổ vậy. Quốc Đống, uống thêm hai chén nữa không phải Tôn Trường Phú ngã mà là Vưu tỷ ngã. Vưu Liên Hương vẫn giữ được tỉnh táo nhưng khuôn mặt đỏ bừng lên. Vưu tỷ, em nếu là chị thì có say ngã cũng sao chứ? Vương Lệ Mai cười duyên nói. Chị còn phải mời bí thư Triệu một chén đó. Con bé này, chị còn chưa nói em đã chia rẽ chị và Quốc Đống rồi. Hai chị em đều từng làm cấp dưới của Quốc Đống, chẳng lẽ sẽ không tỏ vẻ gì sao? Là cảm thấy làm cấp dưới của Quốc Đống không học được gì hay là cảm thấy cậu ta không có ý muốn tải bồi hai người? Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống đang im lặng không nói. Cô gõ giúp Vương Lệ Mai một chút, chỉ là ý trong lời nói của cô làm Vương Lệ Quyên đỏ mặt. Cô không có tính cách mạnh mẽ như em gái, nên thường ngại với những câu nói nhiều hàm ý. Lệ Mai, Vưu tỷ đã nói rồi, hai chị em ta còn có thể nói gì? Chị em mình mời bí thư Triệu một chén. Chẳng qua Vưu tỷ, sau chén này thì chúng ta cũng nên tổng kết chứ. Vương Lệ Quyên mặc dù uống không ít nhưng cô có chuyện mà tới nên không thể nào hết mình như Vưu Liên Hương và Vương Lệ Mai. Hôm nay không khí mặc dù tốt nhưng lại ra khỏi mục tiêu cô đề ra. Vưu Liên Hương thành nhân vật chính, Lệ Mai lại không nói được gì mấy. Được, Lệ Mai, em thấy sao? Vưu Liên Hương mỉm cười nhìn Vương Lệ Mai. Vưu tỷ, uống chén này rồi tổng kết đi. Chẳng qua ở đây đã bố trí chỗ cho chúng ta ngồi xuống một chút. Vương Lệ Mai nói. Triệu Quốc Đống nhảy bật dậy như con cá. Hắn cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh. Hắn nhìn quanh thấy không vấn đề gì, mình vẫn ở trong phòng của mình, không có gì lạ. Nhưng sao giấc mơ lại thật đến vậy? Trong không khí vẫn còn mùi thơm của rượu, Triệu Quốc Đống mệt mỏi nằm xuống để điều hòa làm dịu cơn nóng của hắn. Hắn không nhớ nổi việc tốt qua, hoặc là nói trí nhớ của hắn đang quay cuồng. Hắn không thể sâu chuỗi nó lại để tạo thành trí nhớ đầy đủ. Càng làm hắn hoảng sợ đó là hình như mình làm gì đó. Hắn không biết đó là mơ hay thật mà sao nó giống thật vậy. Đêm qua hắn uống rất nhiều nhưng chủ yếu do uống nhiều loại, lúc đi vào phòng hát hắn còn uống nhiều bia nên làm mình mất tỉnh táo. Nhưng sau đó thì sao? Ai đưa mình về? Hắn nhớ lúc ấy Vương Lệ Quyên ở Ninh Uyển, Vương Lệ Mai hình như muốn đưa mình về NSNG Vưu Liên Hương, cuối cùng là Vưu Liên Hương đưa mình về nhà phải không? Triệu Quốc Đống giật mình nhớ lại đôi chút, hình như lúc ấy ở trong phòng khách của hắn hai người còn nói chuyện rất lâu. Vưu Liên Hương mượn rượu mà thổ lộ đúng. Hình như cuối cùng Vưu Liên Hương còn nhỏ giọng khóc, mình an ủi Vưu Liên Hương như thế nào? Triệu Quốc Đống nằm trên giường suy nghĩ. Sau đó Vưu Liên Hương đã rời đi, mình về phòng ngủ sao? Đột nhiên như có một ngọn lửa lóe lên trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống ôm đầu rên rỉ, xong rồi. Hắn cố lắc đầu có phải đó là thật hay giả? Chẳng lẽ mình lơ đãng nhìn thấy điểm đỏ ở vú của cô ấy hay là? Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lại. Muốn cho mình nhớ lại đó là giấc mơ hay sự thật. Tại sao hắn cảm nhận rõ cặp mông căng tròn đó, cảm nhận tiếng rên rỉ dâm đãng đó? Chẳng lẽ tất cả là thật? Không, không thể, Triệu Quốc Đống muốn gào lên. Không, có lẽ hình ảnh của Vưu Liên Hương ở suối nước nóng làm hắn nhớ quá nhiều nên mới mơ vậy. Triệu Quốc Đống tự an ủi mình thế, chỉ có thể là như vậy mà thôi, không có việc gì xảy ra mà.
Triệu Quốc Đống nhìn cơ thể mình thấy không có gì khác lạ, nhưng có một điểm rất quan trọng là hắn đã được tắm, lạ quá. Mãi đến khi ngâm mình trong nước lạnh chục phút, Triệu Quốc Đống mới tỉnh táo lại. Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, dù nó như thế nào cũng là quá khứ. Triệu Quốc Đống cũng không biết ở một căn nhà phía bên kia có người đang trùm chăn kín mặt, cuộn mình vào đó không nhúc nhích. Vưu Liên Hương không biết bây giờ nên làm gì, cô sao lại như đứa trẻ thổ lộ hết với hắn, sao lại mở rộng trái tim mình với một người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, nói hết đau đớn trong lòng cô. Về phần sau đó Vưu Liên Hương thấy không có gì cả, thậm chí lúc cô đưa Triệu Quốc Đống về nhà đã sớm nghĩ sẽ có chuyện. Vì thế cô mới kiên quyết từ chối việc Phương Lệ Mai muốn đưa Triệu Quốc Đống về nhà vì cô thấy nguy hiểm. Bản thân cô không sao nhưng Vương Lệ Mai lại khác. Vương Lệ Mai quá tham vọng, hơn nữa ở tâm trạng này là rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống rất dễ bị trúng chiêu, nhất là trong phòng hát Phương Lệ Mai không ngừng mời Triệu Quốc Đống uống bia đã chứng tỏ việc này. Vưu Liên Hương có chút vui mừng vì sự quả quyết của mình, trong lúc nhất thời cô còn không rõ mục đích của Vương Lệ Quyên và Vương Lệ Mai. Vương Lệ Quyên chắc không phải người như vậy nhưng Vương Lệ Mai thì khó nói. Triệu Quốc Đống ra ngoài gặp phải Vưu Liên Hương mặc chiếc quần đùi rất ngắn đang từ phía con đường khác đi tới. Hai người nhìn nhau rồi lập tức chuyển sang hướng khác. Triệu Quốc Đống có chút bối rối, mà tim Vưu Liên Hương cũng đập rất mạnh, mặt đỏ tận mang tai. Vưu tỷ ra ngoài tập thể dục à? Tối qua ngủ ngon không? Tối qua tôi uống nhiều quá. Triệu Quốc Đống cố làm giọng mình trở nên giống bình thường. Ừ. Tôi cũng uống hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều. Xem ra rượu dễ làm người ta có chuyện. Vưu Liên Hương đi chậm lại nói. Đúng, rượu nâng không khí lên là được, đừng có tham uống nếu không sẽ dễ có chuyện. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cậu là người có khả năng khống chế mình, sau này nhất định phải chú ý. Vưu Liên Hương nở nụ cười rất tươi là cô thoáng cái như trẻ hơn vài tuổi. Được rồi, tôi vào vườn hoa tập một chút, cậu đi có việc à? Ừ, lão Tiêu về nên định tới nói chuyện, trưa nay còn cùng Lệ Quyên tới Hoa Lâm tắm suối nước nóng. Triệu Quốc Đống cười nói. Chị gọi cả Giản Hồng theo nữa. Vưu Liên Hương có chút do dự nhưng cảm thấy nếu mình né tránh sẽ làm kẻ khác nghi ngờ nên cô đã gật đầu đồng ý. Quyển 14, chương 25. Tiêu Phượng Minh lúc này trông không được tốt mấy, Triệu Quốc Đống vừa nhìn là biết tối qua Tiêu Phượng Minh ở Ando đã phải uống khá nhiều. Tối qua chắc anh phải uống nhiều đúng không? Biết sao được, trưởng ban Vi quá lợi hại, rượu Tam Nguyên Hồng 53 độ mà uống như nước, đi với lãnh đạo như vậy đúng là khổ. Tôi cảm thấy mình đã phải pha thêm không ít nước nhưng vẫn thấy đầu óc quay cuồng, đến bây giờ vẫn còn váng đầu. Tiêu Phượng Minh cười khổ một tiếng rồi uống ực hết chén trà. Y lúc này càng thêm hiểu tại sao nói cán bộ phải qua được thử thách của cồn. Không ngờ Vi Sùng Thái lại uống tốt như vậy. Triệu Quốc Đống nói. Bí thư Triệu, tình hình bây giờ coi đã rõ ràng. Lần này khảo sát chủ yếu là mấy thị xã có kinh tế phát triển và mấy ngành kinh tế của tỉnh. Ninh Lăng, An Đô, Vĩnh Lương, Hoài Khánh còn có Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục Thu hút Đầu tư tỉnh đều là các điểm được chọn. Ninh Lăng chúng ta sẽ khảo sát bí thư kiếm dân cùng thị trưởng Liên Hương. Có thể nói chúng ta là đơn vị duy nhất được khảo sát hai lần. Tiêu Phượng Minh bây giờ đã bình tĩnh lại, không còn sự ghen tị mà chỉ nói với giọng tự hào. Triệu Quốc Đống gật đầu, xem ra lần này tỉnh ủy khảo sát có mục đích rất rõ ràng đó là muốn đẩy mạnh công tác kinh tế toàn tỉnh. Chẳng qua làm hắn có chút bất ngờ là ngoài các sở ban ngành ra thì lần này Miên Châu cùng Kiến Dương, Tân Châu cùng Lam Sơn đều không có ai được khảo sát. Những năm gần đây chỉ cần là khảo sát cán bộ để đề bạt thì cán bộ các nơi như An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương về cơ bản đều được chọn. Bí thư thị ủy Miên Châu cùng Kiến Dương làm hết một khóa nếu không phải vì tuổi, sức khỏe thì về ơ bản đều vào bộ máy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng lần này tỉnh ủy đã phá vỡ nguyên tắc đó. An Đô không nói vì nó là thành phố cấp phó tỉnh, rút ra một sợi tóc cũng to hơn chân Ninh Lăng. Mà ba thị xã còn lại thì một hai năm nay đều là điển hình phát triển kinh tế, Ninh Lăng có thể được hai người là vinh dự không nhỏ. Đối tượng khảo sát của Hoài Khánh và Vĩnh Lương là ai? Triệu Quốc Đống hỏi. Hoài Khánh là phó thị trưởng thường trực Đặng Nhược Hiền, Vĩnh Lương là phó bí thư thị ủy Địch Đông Bảo. Ồ, Lữ Thu Thần không có trò gì sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Theo lý thuyết Lữ Thu Thần phải có cửa mới đúng. Hơn nữa y làm phó bí thư thị ủy cơ mà. Trong danh sách hình như không có Lữ Thu Thần.
Tiêu Phượng Minh thấy Triệu Quốc Đống vẫn nhìn vào mình nên bất đắc dĩ gãi đầu nói. Nghe nói Lữ Thu Thần có chút mâu thuẫn trong công việc với thị trưởng Phó Thiên, thời gian trước khi Bí Thư Miêu đến Hoài Khánh khảo sát công tác xây dựng đảng đã phê bình bộ máy thị ủy Hoài Khánh, Đàm Lập Phong cũng bị mắng. Đặng Nhược Hiền coi như kiếm được cơ hội, chẳng qua tôi thấy anh ta có năng lực hơn Lữ Thu Thần. Triệu Quốc Đống nói, một người làm trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thị ủy lâu như vậy mà không có sự rộng lượng và ánh mắt, tôi không biết y làm như thế nào đi được đến vị trí này. Anh là cán bộ lãnh đạo phụ trách nếu như không có sự rộng lượng, chỉ biết chấp nhặt thì sao có thể thành công. Tiêu Phượng Minh không biết Triệu Quốc Đống có ý nhắc mình hay không. Nhưng y nghĩ sau khi Triệu Quốc Đống đến, mình cũng không chọc gì đối phương nên khá yên tâm. Ít nhất khí độ dám ủy quyền cho cấp dưới của Triệu Quốc Đống làm cho XX phải cảm phục, cũng có ảnh hưởng lớn đối với y. Công trình xây dựng ở khu Giang Đông lớn như vậy mà Triệu Quốc Đống dám quyết định đẩy mạnh, sau đó ủy quyền cho Trúc Văn Khôi là phó thị trưởng được Hoàng Lăng tin dùng trước đây. Chỉ riêng điểm này Tiêu Phượng Minh đã cảm thấy mình không làm được như đối phương. Tuần tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ cử tổ khảo sát đến Ninh Lăng chúng ta, thời gian cụ thể chúng tôi sẽ liên lạc với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây có phải được coi là phần thưởng đối với sự cố gắng sau hơn một năm công tác của thị ủy Ninh Lăng chúng ta hay không? Triệu Quốc Đống cũng không định để Tiêu Phượng Minh trả lời mà nói tiếp. Tôi cảm thấy đó là sự khẳng định lớn nhất đối với công việc của thị ủy ban chúng ta. Nó cũng nói rõ tỉnh ủy cho rằng hình thức phát triển của Ninh Lăng chúng ta đáng tham khảo, học tập phổ biến. Nhất là sau hội nghị lần trước chúng ta đã thể hiện Ninh Lăng chú trọng phát triển cân bằng giữa các quận, huyện, điều này tỉnh ủy cũng coi trọng. Tiêu Phượng Minh cũng biết sau hội nghị lần đó mọi người đều buông lỏng một chút nhưng Triệu Quốc Đống thì không. Hắn liên tiếp xuống các quận, huyện khảo sát, có thể nói hành động của Triệu Quốc Đống luôn làm người ta bất ngờ. Trước hội nghị hắn rất bình tĩnh, tự nhiên, mặc dù các lãnh đạo phụ trách bên dưới rất căng thẳng nhưng hắn lại bình tĩnh. Khi hội nghị kết thúc thì hắn mới bắt đầu. Ví dụ như trụ sở vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường ở Phong Đình, ví dụ như Tây Giang đẩy mạnh ngành sự nghiệp văn hóa. Ví dụ như kế hoạch khoa học của khu công nghiệp Đông Giang. Ví dụ như Hoa Lâm chủ động việc thu hút các công ty ở khu vực trường tâm giác tiến vào. Mặc dù bây giờ mới chỉ là bộ khung, thậm chí chỉ là quy hoạch sơ bộ nhưng tôi cảm thấy đó ít nhất cũng là mở đầu tốt đẹp. Quan niệm tư tưởng của cán bộ lãnh đạo quận, huyện đã thay đổi nhiều, bắt đầu có cái nhìn khoa học, nó thậm chí còn làm tôi vui hơn là so với việc Ninh Lăng đưa vào mấy hạng mục lớn. Bởi vì nó đại biểu một xu thế, một sự phát triển khoa học. Bí thư Triệu, tôi đồng ý với quan điểm của ngài. Bộ máy lãnh đạo quận, huyện sẽ quyết định sự phát triển ở một nơi. Chọn người dẫn đầu đúng đắn sẽ có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của nơi này. Đúng thế, cho nên chúng ta khi chọn lãnh đạo chủ yếu cần thận trọng, nhất định phải suy nghĩ đến tình hình địa phương, chọn đúng người, dùng đúng người, đưa người thích hợp lên vị trí để phát huy tác dụng. Triệu Quốc Đống nghĩ đến biểu hiện của Vương Lệ Quyên và Vương Lệ Mai tối qua mà không khỏi suy nghĩ. Có thể nói con người sống trên đời sẽ bị nhiều nhân tố ảnh hưởng. Một câu nói dùng người không ngại thân đâu hề đơn giản như vậy. Bí thư Triệu, nếu như tôi nói là nếu như bí thư kiếm dân thật sự sẽ đi thì chỉ sợ chúng ta cần phải nhanh chóng xác định bộ máy quận, huyện. Bây giờ có mấy quận, huyện chưa kiện toàn bộ máy. Ý của tôi là nếu có thể thì làm nhanh việc này. Tiêu Phượng Minh nói, tôi thấy có thể, trọng điểm là xác định bí thư quận ủy Đông Giang và chủ tịch Tào Tập, tranh thủ trong tháng giải quyết hết. Triệu Quốc Đống hiểu ý của Tiêu Phượng Minh. Lục kiếm dân đi thì sẽ không gây phức tạp ở vài vấn đề, cũng có thể giúp hắn nhanh chóng thực hiện ý đồ về nhân sự. Đương nhiên lục kiếm dân không đi, Triệu Quốc Đống cũng tin vẫn có thể thực hiện ý đồ của mình. Nhưng nếu như lục kiếm dân đi thì đám người còn lại của bộ máy như Tiêu Phượng Minh cũng có thể thực hiện chút ý đồ của mình. Dù sao con người không phải thánh, cũng bị tình cảm chi phối. Tin ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tới Ninh Lăng khảo sát lập tức truyền khắp Ninh Lăng. Ninh Lăng là thị xã có kinh tế không quá mạnh, cán bộ từ Ninh Lăng đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người làm to một chút chỉ có Tương Uẩn Hoa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh cùng với Giám đốc Sở Giao thông Mục Cương. Lần này Ninh Lăng thoáng cái có hai cán bộ được khảo sát là điều làm mọi người đều bất ngờ. Vưu Liên Hương nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng, đương nhiên giấu sau các khuôn mặt tươi cười cũng để lộ sự ghen ghét. Lục kiếm dân cũng là như vậy. Chẳng qua so sánh với Vưu Liên Hương thì y làm phó bí thư thị ủy trông tự nhiên hơn nhiều. Quyển 14, chương 26.
Đối với Triệu Quốc Đống mà nói, hắn phải suy nghĩ càng nhiều hơn. Một khi khảo sát kết thúc cũng có nghĩa Vưu Liên Hương và Lục Kiếm Dân sẽ nhanh chóng được điều chỉnh. Hai người rời đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ máy thị ủy đang ổn định. Bây giờ hắn còn không xác định biến hóa này sẽ tốt hay xấu, mà tỉnh vừa có thể không phái ai tới Ninh Lăng, hoặc phái cả hai. Triệu Quốc Đống bây giờ coi như hiểu rõ sự khác nhau giữa thị trưởng và bí thư. Thị trưởng không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề nhân sự, công việc của anh là phụ trách mảng bên chính quyền, ít nhất về thành viên bộ máy thị ủy, thị trưởng không có bao quyền lên tiếng. Nhưng bí thư thì khác, anh có thể chủ động đề cử với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trong một vài vấn đề có thể do trưởng ban tổ chức cán bộ hẹn gặp anh, trao đổi ý kiến với anh. Thậm chí ở vài vấn đề lớn mà bất đồng, anh có thể gặp trực tiếp phó bí thư phụ trách tổ chức để nói về quan điểm của mình. Trong việc phân công thành viên bộ máy các cục, lãnh đạo chủ yếu quận, huyện thì thị trưởng chỉ có thể lấy thân phận phó bí thư thị ủy phát biểu ý kiến, còn bị phó bí thư phụ trách tổ chức hạn chế. Từ ý nghĩa nào đó phó bí thư phụ trách tổ chức có quyền lên tiếng nhiều hơn ở mảng này. Đương nhiên thị trưởng là người đứng đầu các cục thì cũng sẽ được người khác tôn trọng ý kiến. Điều này khiến cho các việc liên quan đến vấn đề nhân sự thường sẽ được thảo luận trước trong hội nghị ban bí thư rồi mới đưa ra hội nghị thường ủy. Cách làm của Triệu Quốc Đống có hơi khác một chút. Ví dụ như việc nghiên cứu vài việc quan trọng bên thị ủy, khi hắn thấy điều kiện còn chưa đến thì hắn có thể lựa chọn nói chuyện riêng với lãnh đạo phụ trách quản lý công việc đó, cũng có thể gọi thêm phó bí thư phụ trách tổ chức đến cùng nghiên cứu. Khi điều kiện tới thì có thể trao đổi trước trong hội nghị ban bí thư, cuối cùng đưa ra hội nghị thường ủy hình thành quyết định. Như vậy vừa có thể đảm bảo đúng thời gian, vừa thể hiện chế độ tập trung dân chủ. Còn khi liên quan đến công việc bên chính quyền thị xã, hắn có khuynh hướng nghe phó thị trưởng phụ trách quản lý và lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo, cuối cùng căn cứ tình hình mà đưa ra hội nghị thường ủy hoặc hội nghị thường trực ủy ban thảo luận, thực thi áp dụng. Nói tóm lại việc không có sự cố định, chỉ xem anh thực hiện như thế nào mà thôi. Ít nhất hiện nay Triệu Quốc Đống thấy mình có thể đoàn kết được bộ máy thị ủy, ủy ban, vừa có thể thông qua phương thức này thể hiện ý đồ và suy nghĩ của mình, cũng ủy quyền không ít cho thị trưởng, các lãnh đạo phụ trách. Ví dụ như việc Hoắc Vân Đạt đến Đông Giang, bước tiến quá lớn nhưng đầu tiên hắn trao đổi với Tiêu Phượng Minh, sau đó do Tiêu Phượng Minh đưa ra trong hội nghị ban bí thư, đạt được ủng hộ, cuối cùng đưa lên hội nghị thường ủy, mọi chuyện cứ thế là xong. Trình Nhược Lâm đeo kính râm che nửa khuôn mặt, hoa tai bằng ngọc màu lam sáng chói, chiếc túi to đeo bên hông, khuy áo trước ngực hơi thấp một chút, một chiếc vòng cỏ màu rám nắng đeo trước cổ, có thể nói đây là một người phụ nữ đầy quyến rũ. Triệu Quốc Đống cẩn thận đóng cửa thư phòng. Mặc dù hắn đã sớm bảo Vân Duệ từ chối khéo mọi người khách nhưng vì cẩn thận hắn vẫn khóa cửa lại. Cửa vừa khóa, Triệu Quốc Đống xoay người, Trình Nhược Lâm đã tháo kính xuống lao vào hắn, hai tay ôm cổ hắn, đôi môi nóng bỏng đưa lên. Một cơn cuồng nhiệt như trận bão ập đến, Triệu Quốc Đống ôm eo cô nghiêng vào lòng hắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên. Không biết bao lâu sau hai người mới dần bình tĩnh lại. Trình Nhược Lâm hời dỗi tát cặp tay vừa thu lại từ trong áo mình. Cô trừng mắt nói, anh là bí thư thị ủy mà không sợ ảnh hưởng đến hình tượng sao? Hắn cười hì hì nói, chẳng lẽ bí thư thị ủy không phải con người, không có tình cảm sao? Trình Nhược Lâm một bên cẩn thận đóng lại móc áo lót, một bên sửa lại quần áo. Cô cũng lấy bộ trang điểm trong túi ra kiểm tra một chút rồi mới ngồi sát vào lòng hắn. Em chính là muốn đến bất ngờ xem anh có nhớ em không? Kết quả thì sao? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại. Ừ, coi như thông qua. Trình Nhược Lâm yêu kiều trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, cô khe vỗ vỗ bên dưới Triệu Quốc Đống. Xem biểu hiện của anh đi. Triệu Quốc Đống bắt lấy tay cô và nói. Đây là biểu hiện mà, phải không? Hừ, cả ngày nghĩ cái này, không sợ người ta cười à? Anh là quan phụ mẫu đó. Nhìn Trình Nhược Lâm, Triệu Quốc Đống không nhịn được cắn lưỡi một chút. Cứ tiếp tục như vậy hắn sợ không thể khống chế được mình. Làm việc và cuộc sống không có mâu thuẫn gì với nhau mà. Triệu Quốc Đống yêu thương nhìn cô rồi khẽ lắc đầu nói. Đúng, Nhược Lâm, sao em đột nhiên tới Ninh Lăng vậy? Ồ, Vân Hải không nói với anh sao? Trình Nhược Lâm có chút ngạc nhiên nói. Chú ấy cũng sẽ tới mà, có lẽ cũng đến rồi. Vân Hải tới ư? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Thằng danh này không gọi cho anh còn tưởng nó ở Dương Thành nữa chứ? Chú ấy hình như hôm nay bay sang đây. Trình Nhược Lâm cười rất rạng rỡ. Người phụ nữ u buồn 6-7 năm trước đã biến mất,
thay vào đó là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Vậy cũng tốt, đã lâu anh không gặp nó. Triệu Quốc Đống cười nói. Công ty có việc ở đây sao? Trình Nhược Lâm đã chính thức rời khỏi đài truyền hình An Nguyên. Cô làm MC cho chương trình siêu cấp sâu khiến cô khá nổi tiếng trong làng giải trí. Mà đài truyền hình Trung ương và nhiều tỉnh cũng bắt đầu tổ chức chương trình siêu cấp sâu. Trình Nhược Lâm được Triệu Quốc Đống khuyên nên rút khỏi vị trí mang đến nhiều vinh quang cho cô. Nhưng điều này không có nghĩa Niết Bàn rời khỏi làng giải trí, ngược lại cô lợi dụng mấy năm làm MC cho siêu cấp sâu để tạo mạng lưới quan hệ và sự nổi tiếng. Cô nhanh chóng liên lạc với mấy người cùng chí hướng trong giới để chính thức thành lập công ty điện ảnh Niết Bàn, cũng nhanh chóng được Tổng cục Điện ảnh Quốc gia phê duyệt cho việc làm phim, chuẩn bị chính thức tiến quân vào mảng làm phim truyền hình và điện ảnh. Sau mấy năm vất vả, Trình Nhược Lâm cũng tích góp được chút, nhưng mấy triệu chỉ làm được bộ khung của công ty, chứ muốn đầu tư vào làm phim thì yếu. Mà người cùng tham gia với cô chỉ là người đại diện nên tài chính lại không phải thế mạnh của bọn họ. Kết quả Triệu Quốc Đống giới thiệu Trình Nhược Lâm cho Vân Hải. Vân Hải thành công với mấy trang web nên khá nổi tiếng trong giới đầu tư mạo hiểm. Bây giờ y cũng đang cân nhắc có nên thành lập công ty đầu tư mạo hiểm hay không. Trang web tiêu giao du Escape đã là trở thành trang web du lịch lớn nhất Trung Quốc, gần như không hề có đối thủ cạnh tranh với nó. Vân Hải chuyển nhượng 10% cổ phần của trang web thu về 18 triệu USD, đến nay trang tay y vẫn còn có 35% cổ phần. Vì thế bây giờ trong tay Vân Hải có khá nhiều tiền và muốn tìm kiếm đối tượng đầu tư thích hợp. Triệu Quốc Đống còn thuận tiện kéo Đức Sơn vẫn ở trong làng giải trí vào công ty của Trình Nhược Lâm. Hắn bảo Đức Sơn cũng làm nhà đầu tư. Vân Hải bỏ ra 10 triệu tệ, Đức Sơn bỏ 5 triệu tệ chiếm 40 và 20% cổ phần. Mà Trình Nhược Lâm lấy 4 vạn cùng với mấy người bạn khác chiếm 40% cổ phần. Cuối cùng bọn họ thành lập công ty điện ảnh Niết Bàn do Trình Nhược Lâm làm giám đốc. Quyển 14, chương 27. Trình Nhược Lâm giới thiệu làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Theo hắn nhớ thì dòng phim lịch sử này sẽ trở thành trào lưu. Hắn không nhớ nổi bắt đầu từ năm nào nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng. Không ngờ Trình Nhược Lâm lại thuê được đạo diễn Cao Đông. Sao bọn em lại định làm bộ phim này? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Sao, anh cảm thấy bộ phim này không có tương lai ư? Trình Nhược Lâm có chút khẩn trương nói. Mặc dù trước đó đã làm xong công tác chuẩn bị nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm. Dù sao đây là bộ phim đầu tiên của Niết Bàn, nếu có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của mọi người với công ty. Cái này anh không dám nói. Anh không chuyên về mảng này. Chẳng qua phim lịch sử cần phải làm sao cho giống cả về bối cảnh đến nội dung, như vậy mới có thể hấp dẫn được người xem. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mắt Trình Nhược Lâm sáng lên. Quốc Đống. Anh còn nói không biết, quan điểm của anh rất giống Cao Đông. Anh ta chủ trương làm bộ phim này với phong cách khác tước, phải miêu tả đầu đủ hình tượng nhân vật. Ha ha, đây là anh hùng có chung chí hướng. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cao Đông này là người có tài năng, em có thể tuyển y làm đạo diễn phụ trách là chính xác. Vâng, bọn em tốn nhiều tâm tư mới mời được Cao Đông. Chủ yếu là do bọn em mua kịch bản bộ phim, Cao Đông thích phim này nên mới nhận lời. Hơn nữa chi phí làm phim không quá lớn, em tính rồi, như vậy là đủ cho công ty mới thành lập. Trình Nhược Lâm thở phào nhẹ nhõm nói. Quốc Đống, nói thật trong lòng em vẫn không yên tâm. Lần đầu làm giám đốc, đầu tư lớn như vậy nếu chẳng may có vấn đề thì em không biết Niết Bàn còn có thể sống lại như Phượng Hoàng không. Chẳng qua nghe anh nói em đã yên tâm hơn. Ồ, anh nói chuẩn như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Vâng. Anh không cảm thấy mỗi bước tiến của anh đều chắc chắn, mỗi ý kiến của anh đều có thể làm người ta thành công sao? Trình Nhược Lâm cười hì hì hỏi lại. Em nói làm anh vui mừng quá đỗi. Triệu Quốc Đống không nhịn được nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô. Trình Nhược Lâm lúc này đã tự tin hơn nhiều so với năm còn ở Ninh Lăng. Trình Nhược Lâm cùng đoàn làm phim tới xem tình hình khu dân cư Tây Giang. Khu dân cư Tây Giang đã được giới điện ảnh. Truyền hình công nhận là nơi thích hợp quay phim thời dân quốc với đủ loại kiến trúc phức tạp được bảo tồn tốt. Hơn nữa còn các nhà vườn quy mô lớn, phong cảnh như tranh. Mà thành cũ Thổ Thành cũng có những công trình kiến trúc cuối thời Thanh bây giờ cũng dần có người biết. Nơi đây cũng có sức hấp dẫn lớn đối với các đoàn làm phim. Bây giờ Ninh Lăng đã thống nhất bố trí khu dân cư Tây Giang và thành cũ Thổ Thành cùng nhau kết hợp tạo thành trụ sở quay phim của Ninh Lăng, nhất là với các công trình kiến trúc bảo tồn tốt. Phong cảnh khí hậu tốt đẹp đúng là làm không ít người chú ý.
đã có một vài nhà đầu tư đến khảo sát việc xây dựng trường diễn ở đây. Bây giờ Tây Giang đã quen với việc có không ít các đoàn làm phim đến quay, thậm chí xung quanh còn xuất hiện không ít ngành phục vụ, ví dụ như chế tạo đạo cụ, cung cấp diễn viên quần chúng, thậm chí còn có một số người thích làm diễn viên cũng đến Tây Giang để thử vận may, mong được đạo diễn nào đó chú ý. Bọn em đi quay phim, vậy Vân Hải đến đây làm gì? Triệu Quốc Đống nói. Vân Hải là cổ đông lớn nhất của Niết Bàn, bộ phim đầu tiên của Niết Bàn có vốn đầu tư không nhỏ, đương nhiên muốn thông báo với chú ấy, phải được chú ấy đồng ý. Trình Nhược Lâm yêu kiều nói. Không phải anh đã nói nó và Đức Sơn không hỏi chuyện của Niết Bàn sao? Em toàn quyền đại biểu hai thằng mà. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Mặc dù nói như vậy nhưng bọn em vẫn theo trình tự công ty, các hạng mục đầu tư lớn đương nhiên phải gặp cổ đông lớn thông báo tình hình. Chẳng qua Vân Hải không quá để ý, có lẽ đến đây để thăm anh thì đúng hơn. Trình Nhược Lâm khá thông minh, cô biết rõ sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống đối với Đức Sơn và Vân Hải. Dù cô đưa ra quyết định gì thì Đức Sơn và Vân Hải đều không can thiệp. Nhưng Niết Bàn là công ty cổ phần nên cô hy vọng làm theo trình tự bình thường, lạm dụng sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống không phải điều cô mong muốn. Ừ, anh đã lâu không nhắc nhở thằng này, cánh đủ cứng nên vứt ông anh đi, một hai tháng mới gọi điện một lần. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Ba thằng em của hắn đã trưởng thành, Vân Hải không còn là cậu thanh niên hay rụt rè trước đây. Bây giờ bốn anh em có công việc của mình. Nếu nói Đức Sơn là người làm theo sở thích như vậy, Trường Xuyên và Vân Hải đã thay đổi gần như hoàn toàn. Hai anh em Trường Xuyên, Đức Sơn năm trước đã lên bảng Forbes. Nhưng bởi vì các công ty thuộc tập đoàn Thương Lãng không niêm yết lên thị trường chứng khoán, chỉ có công ty kinh doanh nước suối là đang tích cực vận động và tiến vào giai đoạn cuối cùng ra, còn các mảng khác đều không muốn lên thị trường chứng khoán. Hơn nữa Thương Lãng chỉ có mỗi mảng kinh doanh nước suối là chói mắt. Công chúng bên ngoài không hiểu mấy về các sản nghiệp khác của Thương Lãng. Cho nên trên bảng kia cũng chỉ là đại khái phỏng đoán khối tài sản của hai anh em Trường Xuyên, Đức Sơn mà thôi. Nhất là công ty dược Thương Lãng và công ty dịch vụ Thương Lãng thì càng không có mấy người biết, truyền thông biết càng ít hơn. Nhưng trên thực tế ngành dược mang lại lợi nhuận hơn xa so với mảng nước suối cho Thương Lãng. Trình Nhược Lâm vốn muốn đưa mảng tài chính và đầu tư từ công ty thương mại dịch vụ Thương Lãng ra để thành lập công ty đầu tư phát triển Thương Lãng, để Vân Hải phụ trách. Nhưng Vân Hải lại kiên quyết phản đối. Theo Vân Hải nói thì y thích cuộc sống bây giờ, công việc cũng thuận lợi, đây mới là nơi y thi triển. Mà Thương Lãng là thuộc về hai ông anh, y không muốn có qua lại với Thương Lãng. Đương nhiên nếu có cơ hội hợp tác thì y sẽ không từ chối. Vân Hải bây giờ muốn lấy tư cách nhà đầu tư nói chuyện với hai ông anh làm Trường Xuyên có chút bất đắc dĩ. Quốc Đống, Vân Hải không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em mặc dù không phải làm trong mảng của bọn họ nhưng em biết chú ấy có tiếng trong giới đầu tư. Trang web tiêu giao du Escape của chú ấy nghe nói muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ bằng điểm này đã không phải người bình thường có thể làm được. Còn có trang web Thiên Hạ nghe nói chú ấy cũng là một trong số người đứng sau. Mặc dù bề ngoài chỉ là một chức vụ nhàn hạ nhưng em biết Vân Hải có quyền lực khá lớn ở trang này. Trình Nhược Lâm bây giờ coi như người khá nổi tiếng trong làng giải trí. Cô làm MC siêu cấp SHOW3 năm khiến cô có đủ danh tiếng. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống nói siêu cấp SHOW dễ được người bắt trước đã khiến cô suy nghĩ hướng đi của mình. Tìm kiếm sự đổi mới và khiêu chiến là mục tiêu của cô. Vì thế khi Triệu Quốc Đống đề nghị cô tự gây dựng sự nghiệp, cô rất kích động. Bắt đầu từ lúc ấy cô tiếp tục đẩy siêu cấp SHOW lên đỉnh, phần khác là mượn siêu cấp SHOW để tạo ra mạng lưới quan hệ của mình. Vì thế khi năm thứ ba của siêu cấp SHOW, cô đã tuyên bố rút khỏi siêu cấp SHOW, đồng thời cũng thành lập công ty điện ảnh Niết Bàn. Ngoài những người hùn vốn ra, nhân viên quản lý của Niết Bàn đều do cô bồi dưỡng khi còn làm ở siêu cấp SHOW. Điều này đảm bảo cô có thể khống chế tốt công ty. Lúc đầu Niết Bàn gặp vấn đề lớn nhất là tài chính, Triệu Quốc Đống đã bảo Vân Hải và Đức Sơn đầu tư ủng hộ Niết Bàn, khiến cho Niết Bàn thoáng cái rất tự tin. Đây không đơn giản là vài chục triệu khởi động mà là do thân phận của Đức Sơn và Vân Hải. Sau lưng Vân Hải là trang web Thiên Hạ khổng lồ, có khả năng truyền thông rất cao. Bây giờ ai cũng biết truyền thông mạng là điều không thể thay thế. Bây giờ có Vân Hải đầu tư vào, đó sẽ là cơ hội hiếm có đối với Niết Bàn. Mà Đức Sơn lại càng nổi tiếng trong làng giải trí, quan hệ rộng rãi. Mặc dù hắn làm không ít chuyện xấu nhưng hắn có quan hệ rất tốt với làng giải trí. Tôn Lôi, Quý Khả Tâm, Lâm Tuệ,
một loạt nữ ngôi sao nổi tiếng đều được hắn giúp. Hơn nữa hắn còn là người trên bảng Forbes, hắn đầu tư vào sẽ khiến danh tiếng của Niết Bàn tăng mạnh. Quyển 14, chương 28. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, trong mắt hắn mấy thằng em dù nổi tiếng, có thân phận như thế nào cũng chỉ là đám trẻ không lớn mà thôi. Ừ, anh phải xem nhân vật nổi tiếng thể hiện như thế nào trước mặt anh. Quốc Đống, anh như vậy là không đúng. Anh mặc dù là anh trai bọn họ nhưng mọi người đều có công việc của mình. Anh không thể vì mình là bí thư thị ủy nên cảm thấy sự phấn đấu của người khác là trẻ con, không đáng nhắc tới. Đúng, anh 32 tuổi làm bí thư thị ủy, nhưng anh có thể nói Vân Hải 27 tuổi đạt thành tựu như vậy có phải là rất giỏi không? Em cảm thấy không ai có thể cho rằng mình hơn người khác. Em không thích anh như thế này. Trình Nhược Lâm có chút tức giận trông càng đáng yêu hơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em hiểu lầm rồi, anh không nói Vân Hải làm được như bây giờ là không đáng gì. Anh chỉ cảm thấy nó thành nhân vật nổi tiếng thì trong mắt anh vẫn là cậu em trai nghe lời, rụt rè mà thôi. Trình Nhược Lâm nghe Triệu Quốc Đống nói thế mới biết mình nghĩ hơi quá. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn nói. Em sao cứ cảm thấy anh do địa vị biến hóa mà lại có vẻ không để ý tình cảm. Đây có phải là quan uy không thế? Quan uy gì chứ, không có cách nói này. Ít nhất anh chưa bao giờ thấy mình làm bí thư thị ủy mà hơn người cả. Đó chỉ là do phân công khác nhau nên đứng ở vị trí khác nhau, thực hiện chức trách khác nhau mà thôi. Chẳng qua anh cảm thấy mình ngồi ở vị trí này có thể làm tốt mà thôi. Triệu Quốc Đống xoa tay nói. Con người ở vị trí thì phải cố gắng làm tốt công việc của mình. Làm quan một khóa, tạo phúc một phương là suy nghĩ của anh. Làm việc em không thể là hoàn hảo, cũng không thể làm ai cũng ủng hộ và tán đồng em. Làm hết kháo nếu hầu hết dân chúng cho rằng em đã thật sự làm được vài việc tốt cho địa phương là đủ mừng rồi. Trình Nhược Lâm không ngờ lời mình nói lại làm Triệu Quốc Đống có cảm xúc. Theo cô thấy thì hắn ngồi ở trên vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng không được thoải mái. Chẳng qua nhìn Triệu Quốc Đống tự tin như vậy, cô cũng được an ủi không ít. Tầm 4 giờ chiều Vân Hải đến Ando, bay từ Dương Thành tới Ando chậm Mã Thu nên gần 1 giờ y mới tới. Vân Hải ăn qua ở sân bay rồi lập tức bắt xe tới Ninh Lăng. Nhìn cậu thanh niên mặc khá đơn giản, thậm chí không cầm cặp, cứ thế đi tay không làm Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Vân Hải vẫn là Vân Hải, đối với một thanh niên mới gần 27 đã có vài trăm triệu đôi khi lại thấy không thật. Nhưng Triệu Quốc Đống thấy Vân Hải vẫn ăn mặc đơn giản như vậy, hắn mới bớt lo lắng. Hắn vốn định nhắc đối phương một chút nhưng bây giờ đã không cần nữa. Thành công! Thất bại trong sự nghiệp không quan trọng, chủ yếu là anh phải giữ được sự bình tĩnh. Mà tất nhiên Vân Duệ không mất đi sự bình tĩnh đó. Vân Hải trông rất tự nhiên trước ánh mắt ông anh, nụ cười rạng rỡ của y làm Triệu Quốc Đống cảm thấy rất thân thiết. Anh còn tưởng chú quên anh rồi chứ? Bao câu nói hóa thành một câu đơn giản như vậy, Triệu Quốc Đống khẽ đấm vào vai Vân Hải và nói. Ngồi đi. Ồ, Nhược Lâm tỷ đâu anh? Vân Duệ ngồi xuống, nhìn quanh nói. Cô ấy cùng người công ty sang Tây Giang, lát sẽ tới đây. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nhìn khuôn mặt như quen như lạ của Vân Hải. Sau Tết không thấy chú xuất hiện nữa, chú bận đến độ không có thời gian tới thăm anh sao? Anh, nói thật là rất bận nên em chỉ gọi điện thôi. Bây giờ không phải có chat sao? Nó rất tiện cho việc trao đổi, nói chuyện. Bây giờ khá lưu hành việc này, anh cũng nên dùng mới được. Vân Hải nhìn bàn làm việc của ông anh. Có máy tính xách tay IBM bề ngoài không có gì đẹp nhưng khá bền. Ừ, anh biết, anh nhớ chú hình như có đầu tư vào mảng này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vâng, em đã đầu tư 2 đợt vào mạng QQ, chẳng qua bây giờ nhu cầu càng lúc càng lớn nên chuẩn bị đầu tư đợt 3. Vân Hải cười cười một tiếng. Đầu tư vào mạng QQ là khoản đầu tư chiến lược, mặc dù không ngừng dồn tiền vào nhưng Vân Hải tin rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Có thể nói chắc sau này sẽ là cách thông dụng ai cũng dùng, gần như không thể bỏ qua. Chẳng qua y chỉ tham gia một chút vào đây mà thôi, Trang Thiên Hạ mới là sân khấu chính của y. Y thích một sân khấu tổng hợp có thể làm y suy nghĩ mọi thứ. Đầu tư vào công ty Niết Bàn của Trình Nhược Lâm coi như là vượt qua mục tiêu mà Vân Hải xác định. Y có nguyên tắc không đầu tư vào lĩnh vực mình không quen thuộc. Mảng điện ảnh truyền hình là điều y không biết gì, nhưng ông anh lên tiếng nên y không có cách nào. Theo y thấy nhị ca mới thích hợp nhất với lĩnh vực này. Quan hệ giữa Trình Nhược Lâm và ông anh, Vân Hải đương nhiên đoán ra nhưng ông anh không nói rõ, Vân Hải chỉ có thể giả ngu.
Chẳng qua Vân Hải khá bội phục một nữ ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí lại có quan hệ được với ông anh mình. Theo y biết Trình Nhược Lâm là người có tiếng tăm tốt trong làng giải trí đầy mảng tối, không có tin xấu gì truyền ra. Tại sao Trình Nhược Lâm lại có quan hệ nam nữ với ông anh mình, Vân Hải không biết. Nhưng y mơ hồ biết chắc là trước khi Trình Nhược Lâm nổi tiếng đã có quan hệ với ông anh mình. Mặc dù lo cho cuộc sống riêng của ông anh có chuyện nhưng hình ảnh cao lớn của Triệu Quốc Đống trong mắt y hình thành lâu dài, không thể xóa nhòa. Nó làm cho Vân Hải có suy nghĩ chuyện gì rơi vào tay ông anh đều có thể giải quyết tốt. Anh nghe Nhược Lâm nói chú có bạn gái, lúc nào dẫn đến cho anh xem mặt. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Anh, cô ấy rất nhút nhát, hay nghe em nói về anh nên cô ấy sợ anh. Em thấy chắc chờ thời gian nữa. Vân Hải cười hì hì nói. Ở đâu? Cùng ở Trang Thiên Hạ. Triệu Quốc Đống tò mò nói. Vâng, cô ấy phụ trách mảng cho chơi. Em và cô ấy quen nhiều năm, từ lúc bắt đầu thành lập web. Vân Hải không giấu ông anh. Cô ấy trông cũng bình thường, không quá xấu nhưng kém xa Nhược Lâm tỷ và chị dâu. Triệu Quốc Đống có chút nóng mặt, thằng danh này không ngờ lại dám trêu mình. Vậy chú định bao giờ kết hôn? Anh, nói cái này có sớm không? Em mới 27. Nhị ca thì em không nói nhưng tam ca vẫn không thấy tăm hơi gì, đâu đã đến lượt em. Vân Hải nháy mắt nói. Nhị ca mấy năm nay gây họa không ít, em thường xuyên thấy tin của anh ấy trên trang tin tức giải trí của bọn em. Cũng may không có mấy người biết đó là anh em, nếu không hình tượng thanh niên hồn nhiên của em chắc bị đặt câu hỏi. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Đừng so sánh với Đức Sơn, chuyện mình thì tự mình quyết định đi. Anh thấy hôn nhân là do cảm giác của mình. Cảm thấy thích hợp thì kết hôn. Đức Sơn là người thích chơi bời, Trường Xuyên lại như nhà sư, thích tự ngược đãi mình. Anh không hiểu sao mấy anh em ta lại khác nhau đến thế. Anh phân tích rất đúng. Em thấy em và Tam ca khá giống nhau, anh và Nhị ca ở nhiều điểm lại giống nhau. Vân Hải vui vẻ nói. Nếu không Nhị ca sao dám làm việc đó mà cứ ngang nhiên như vậy. Anh ấy nói với mẹ rằng mình không muốn kết hôn, nếu mà bị mắng thì mang một đứa con về. Đảm bảo là con y là đủ, làm mẹ từ huyết áp thấp chuyển thành cao huyết áp. Vân Hải, chú đây là đang mắng Đức Sơn hay anh thế? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Vân Hải. Ha ha, em đâu dám. Chẳng qua em cảm thấy Nhị ca trước mặt anh không dám chống đối, chịu nghe anh mắng. Nhưng anh hình như ở mặt này còn xấu hơn Nhị ca mà. Quyển 14, chương 29. Niết bàn đến Tây Giang chỉ là hòn đá ném xuống mặt hồ tạo ra chút chấn động rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thời gian này Tây Giang đã quen việc các đoàn làm phim tới Tây Giang quay phim. Chẳng qua Lỗ Năng vẫn cảm thấy Bí Thư Triệu rất chú ý đến công ty Niết bàn này, còn gọi điện tới bảo bên Tây Giang giúp đỡ. Triệu Quốc Đống mặc dù nói nên lợi dụng các loại truyền thông để nâng danh tiếng Ninh Lăng lên, nhưng hắn thường yêu cầu ban tuyên giáo phụ trách, hiếm khi tự ra mặt gọi điện như vậy. Mặc dù đạo diễn và diễn viên chính của công ty Niết bàn hơi có tiếng tăm nhưng các bộ phim quay ở Ninh Lăng đều có lai lịch mà. Đối với Lỗ Năng mà nói thì thị xã cần phải chú trọng việc của mình hơn, ví dụ như tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến. Vưu Liên Hương được xếp vào đối tượng khảo sát khiến cho bộ máy Ninh Lăng sao động. Chẳng qua chỉ có những người trong cuộc như Lỗ Năng mới hiểu vì được như thế mà Triệu Quốc Đống đã phải cố gắng đến như thế nào. Phải nói rằng nếu không có Triệu Quốc Đống thì Vưu Liên Hương căn bản không thể được khảo sát. Trên 70% cán bộ cấp phó giám đốc sở không vượt qua được cửa ải để lên làm giám đốc sở, mà 30% còn lại có hơn nửa do tuổi nên được bố trí tới mấy cơ quan nhàn hạ như Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh như Mao Bình. Hay ví dụ như làm bí thư đảng ủy Đại hội đại biểu nhân dân hoặc là bí thư đảng ủy Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Chính thức làm cán bộ cấp giám đốc sở có quyền lực trách nhiệm nhiều thì quá ít. Đương nhiên cũng không phải nói Vưu Liên Hương không có năng lực lên chức. Nhưng có thể nói nếu theo trình tự bình thường thì trong vòng 2-3 năm tới Vưu Liên Hương vẫn phải ở cấp phó giám đốc sở. Vưu Liên Hương mới làm phó thị trưởng thường trực có gần 2 năm. Nếu tốt một chút thì Lục Kiếm Dân đi, Vưu Liên Hương sang làm phó bí thư thị ủy 2-3 năm rồi mới lên được. Nhất là khi Ninh Lăng đã xác định Lục Kiếm Dân sẽ lên chức thì có thêm một danh sách nữa là quá hiếm thấy. Dù là Miên Châu Kiến Dương ở thời kỳ huy hoàng cũng không có vinh dự đặc biệt như vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống đã phá vỡ quy tắc này. Nói thẳng ra đó là bản lĩnh. Làm bí thư thị ủy một nơi, đối với thành viên bộ máy mà nói bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là giúp kinh tế phát triển, không phải là có quyền lực tuyệt đối trong thị ủy, mà là anh có thể tạo bao cơ hội cho thành viên bộ máy lên chức.
chỉ cần người lên tới chức cấp phó giám đốc sở thì chỉ cần không phải do tuổi cao thì không ai không muốn lên thêm nữa. Nhưng trong bộ máy có hơn 10 thường vụ, phó thị trưởng cũng có 6-7, tính ra cũng hơn 20 người. Mà trong này nếu muốn tiến bộ cũng cần tuân theo quy luật nhất định. Phó thị trưởng muốn tiến vào thường vụ, các thường vụ muốn làm như thế nào vào vị trí trung tâm như phó bí thư, phó thị trưởng thường trực và trưởng ban tổ chức cán bộ. Làm phó bí thư cũng có nghĩa là anh được vào nhóm có thể ứng cử làm cán bộ cấp giám đốc sở, nếu không có bất ngờ xảy ra thì cấp trên khảo sát sẽ cân nhắc đầu tiên là phó bí thư. Mà phó thị trưởng thường trực có nghĩa là anh phụ trách công việc không chỉ ở một mặt, đã chính thức phụ trách toàn diện, rèn luyện năng lực tổng hợp, đây là vị trí khá vi diệu. Từ góc độ nào đó mà nói vị trí này thích hợp để rèn luyện, nói để anh chuẩn bị làm thị trưởng cũng không quá đáng. Đương nhiên trong đảng thì phó thị trưởng thường trực kém hơn phó bí thư. Vì thế có vài nơi phó thị trưởng thường trực kiêm chức phó bí thư thị ủy. Đối với trưởng ban tổ chức cán bộ mà nói thì vị trí này rõ ràng kém hơn phó bí thư thị ủy cùng phó thị trưởng thường trực. Không phải nói là do quyền lực khác nhau quá nhiều mà là do phạm vi công việc của anh khá giới hạn trong một góc, nhưng đó không phải là góc bình thường. Làm lãnh đạo chủ quản cán bộ, nó không chỉ nắm giữ quyền lực và tài nguyên lớn, càng quan trọng chính là nó có ưu thế trời ban thường xuyên tiếp xúc với ban tổ chức cán bộ cấp trên. Điều này làm cho anh hay xuất hiện và quen với lãnh đạo cấp trên. Đồng thời cũng có nghĩa anh có nhiều cơ hội xuất hiện trong tầm mắt lãnh đạo và được lãnh đạo chú ý. Làm thường vụ chỉ cần có cơ hội tiến vào một trong ba vị trí trung tâm này thì không ai muốn bỏ qua. Lỗ Năng cũng như vậy. Khi Lỗ Năng tới văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang có khách nhưng y không quá để ý. Triệu Quốc Đống là người bận rộn, không hẹn thì thường sẽ có người đến báo cáo công việc. Tiểu Vân, bí thư Triệu có khách à? Văn phòng của thư ký đã thành một điểm dừng tạm cho người đến chỗ Triệu Quốc Đống. Cũng may trước đây khi xây dựng đã tính tới điểm này nên diện tích phòng thư ký không nhỏ, có bộ sofa, có đủ loại báo chí. Ngồi đây có thể nói chuyện với Vân Duệ để giết thời gian. Đương nhiên khi thường vụ thị ủy như Lỗ Năng đến thì Vân Duệ có bận cũng phải gác lại mà tiếp, đó là lễ phép, là quy củ. Vâng, thị trưởng Trúc, bí thư Lang, huyện Vân Lĩnh và cục trưởng viên cục giao thông đến chỗ bí thư Triệu. Vân Duệ cười cười gật đầu bưng chè Hoàng Sơn Lỗ Năng thích uống lên. Ha ha, tôi biết rồi, lại là vì đoạn quốc lộ 915 đến Vân Lĩnh phải không? Lỗ Năng hiểu ngay vấn đề. Vân Lĩnh đến nội thành Ninh Lăng mất 49 km, trong đó có 13 km thuộc quốc lộ 915, còn 36 km là quốc lộ cấp 2, trên danh nghĩa mặc dù là quốc lộ cấp 2 nhưng do xây dựng từ lâu có nhiều đoạn hiểm trở. Hơn nữa việc thi công trạm phát điện Cô Lỗ Câu nhanh chóng khiến mật độ xe qua lại nhiều càng làm đường không tải nổi. Huyện ủy, Ủy ban Vân Lĩnh đang yêu cầu sửa chữa, nâng cấp con đường này, yêu cầu cải tạo yết hầu này của Vân Lĩnh. Nhưng thị xã lại không đồng ý với kế hoạch này, nguyên nhân là do đầu tư vào giao thông quá lớn. Nhất là khi quốc lộ cấp 2 từ Phong Đình đến Ninh Lăng mới vừa được xây dựng, bây giờ thêm cả hạng mục từ Vân Lĩnh đến Ninh Lăng thì sẽ gặp áp lực tài chính quá lớn. Chủ yếu vẫn vương bên phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương. Trong hội nghị thường trực ủy ban, kế hoạch này cũng không được thông qua. Bây giờ Trúc Văn Khôi mang đám người này đến chỗ bí thư Triệu chẳng lẽ là Vưu Liên Hương đã cho qua hay là muốn thông qua bí thư Triệu thuyết phục Vưu Liên Hương? Lỗ Năng có chút tò mò, Trúc Văn Khôi không phải không có đầu óc mà. Bí thư Triệu, thị trưởng Liên Hương quản túi tiền quá chặt. Bản quy hoạch này đã được Cục Giao thông làm sửa vài lần, đã đưa sang bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển và được đồng ý. Nhưng khi đưa lên thị trưởng Liên Hương lại bị đẩy về, yêu cầu mỗi một điểm đều phải chi tiết, chính xác, phải tiết kiệm. Nhưng mà bí thư Triệu, tôi không phải nói không tiện tính toán, làm hạng mục cũng nên tiết kiệm. Tài chính Ninh Lăng chúng ta không nhiều, điều này chúng tôi biết nhưng ngài cũng biết giá vật liệu xây dựng đang tăng lên nhanh, chúng tôi không thể không tính tới. Nhưng thị trưởng Liên Hương không đồng ý và yêu cầu giảm đi nhiều, đây không phải là muốn để công trình không đấu thầu được sao? Mấy lần chạy qua chạy lại, chân tôi cũng to lên. Trúc Văn Khôi nói vọng ra ngoài làm Lỗ Năng có thể nghe được. Văn Khôi, chuyện này anh đi nói với thị trưởng Liên Hương, tôi không nghe. Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Liên Hương phụ trách tài chính nên phải giữ ví cho chặt, nết không chúng tôi không trả nổi lương thì tìm ai mà khóc. Tôi đến nhà anh ăn cơm có được không? Ha ha, vậy thì tốt quá, tôi rất chào mừng bí thư Triệu đến nhà tôi ăn. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Tôi nói rồi,
Chính quyền thị xã nếu đã xác định phải nhanh chóng khởi công thì các công tác chuẩn bị cũng phải nhanh chóng hoàn thành, lập tổ chỉ huy công trình. Lão viên, cục giao thông phải phụ trách sát sao, chuyện bên Phong Đình, bên này cũng phải nắm chắc thời gian đẩy mạnh. Thị trưởng Liên Hương yêu cầu sửa đổi thì cố gắng hoàn thiện, phối hợp. Còn công tác cụ thể do Văn Khôi phụ trách. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra bên Nam Hoa nếu có ý xây dựng từ Nam Độ đến Vân Lĩnh. Ý của tôi là Ninh Lăng chúng ta cần chú ý. Biểu hiện thì con đường này có lợi cho Nam Hoa, nhưng từ lâu dài thì khi con đường này xây dựng xong sẽ kéo gần mối quan hệ kinh tế giữa Ninh Lăng chúng ta và Nam Hoa, xúc tiến Ninh Lăng thành trung tâm kinh tế của An Đông. Phòng tiếp khách rất yên tĩnh, tất nhiên bọn họ có chút ngạc nhiên với đề xuất của Triệu Quốc Đống. Viên Vạn Lý mới nghe được tin này từ Sở Giao thông, thậm chí ở Ninh Lăng cũng không có tin tức gì. Đường từ Nam Độ đến Vân Lĩnh dài 53 km, trong đó có nhiều đoạn đường rất xấu. Đây cũng là cơn đau đầu của Vân Lĩnh, mấy con đường đi thông ra bên ngoài đều kém, mà đó cũng là điểm bị tập đoàn Quốc Điện lên án nhất. Quyển 14, chương 30. Theo đường sắt An Kiềm hoàn thành thông xe, Nam Hoa sẽ là thị xã duy nhất không có đường sắt ở tỉnh ta. Mặc dù đường sắt kiến trung từ An Đô đến Thông Thành đang được đề xuất nhưng lại có nhiều tranh chấp, hơn nữa dù lập tức khởi công cũng phải mất vài năm nữa mới xong. Triệu Quốc Đống thấy mọi người có chút sửng sốt, hắn phải thầm than đây là vấn đề tầm nhìn. Đương nhiên hắn cũng phải chỉ điểm bọn họ một chút. Đây là việc xấu đối với Nam Hoa, nhưng đối với Ninh Lăng chúng ta nó lại là việc tốt. Trúc Văn Khôi hơi chấn động và hiểu ra đôi chút, Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi yên tâm. Nếu như vị phó thị trưởng phụ trách giao thông, xây dựng mà không hiểu được hàm nghĩa này thì đối phương sẽ không đủ tư cách. Nam Hoa là thị xã có nhân khẩu rất đông với trên 7,9 triệu dân, chỉ kém hơn An Đô, sản vật phong phú, là nơi sản xuất lương thực đứng đầu toàn tỉnh. Nam Độ là huyện lớn nhất Nam Hoa, cũng là huyện có số dân đông thứ 3 toàn tỉnh. Nó còn nhiều hơn quận Ninh Lăng trước đây 300.000 dân, với số dân trên 1,4 triệu người, cũng là huyện lương thực, tơ tằm, nuôi lợn trọng điểm của tỉnh. Tình hình của Nam Độ thậm chí Nam Hoa không cần tôi giới thiệu. Các vị đã tính tới Nam Độ có trên 1,4 triệu dân, cách thị xã Nam Hoa hơn 80 km, mà cách Vân Lĩnh chỉ có hơn 50 km, cách Ninh Lăng chúng ta hơn 100 km. Nói cách khác nếu như đường từ Nam Độ đến Vân Lĩnh, từ Vân Lĩnh đến Ninh Lăng được sửa tốt thì từ Nam Độ đến Ninh Lăng chúng ta chỉ mất hơn tiếng. Ninh Lăng là nơi giao nhau giữa đường sắt Tây Liễu cùng đường sắt An Tương, hơn nữa còn có cảng Ninh Lăng. Nam Độ, thậm chí cả mấy huyện phía đông nam thị xã Vân Lĩnh cũng có thể bị Ninh Lăng chúng ta hấp dẫn. Điều này có tác dụng rất quan trọng đối với việc biến Ninh Lăng thành trung tâm thương mại, tài chính, kinh tế, giao thông của khu vực An Đông. Cho nên tôi cảm thấy con đường này cần nhanh chóng được đưa ra bàn bạc, nó có tác dụng thúc đẩy sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng chúng ta lên. Nói khó nghe một chút đó là về sau nông dân mấy huyện phía đông nam Nam Hoa muốn ra ngoài làm thuê không cần biết đi đâu đều có thể đến Ninh Lăng ngồi thuyền, đi tàu, đi xe khách. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm cho không khí trong phòng trở nên tích cực hơn nhiều. Nam Hoa là tỉnh có số công nhân ra ngoài làm thuê đông nhất tỉnh, hàng năm có gần 2 triệu lượt người ra ngoài. Vì Nam Hoa không có đường sắt và đường thủy nối với bên ngoài nên cư dân Nam Hoa thường đi xe khách lên An Đô. Sau khi đường sắt Tây Liễu thông xe, đã có một bộ phận nông dân bắt đầu chuyển sang Ninh Lăng, hoặc Thông Thành đi tàu. Đi về phía Bắc hơn phân nửa chọn Thông Thành, mà đi về phía Nam sẽ chọn Ninh Lăng, mà muốn đi về phía Đông cũng có không ít người bắt đầu chọn Ninh Lăng đi thuyền tới Vũ Hán thậm chí Kim Lăng, Thượng Hải, nhất là cảng Ninh Lăng sau khi được nâng cấp cảng có không ít người chọn nơi này để ra ngoài. Mà một khi sang năm đường sắt An Tương hoàn thành thông xe, Ninh Lăng là đầu mối quan trọng của đường sắt càng thêm rõ ràng. Chỉ sợ khi đó áp lực vận chuyển của ga Ninh Lăng càng thêm nhiều lên. Bí thư Triệu, nông dân Nam Hoa ra ngoài làm thuê đi qua Ninh Lăng chúng ta, ngoài việc tăng thêm áp lực giao thông cho chúng ta ra thì có mấy chỗ tốt chứ? Cục trưởng Cục Giao thông Viên Vạn Lý cung kính nói. Lão Viên, phải nhìn vấn đề với ánh mắt xa một chút. Vấn đề giao thông trong thời gian dài sẽ là điểm yếu của Nam Hoa. Hàng năm bọn họ có khoảng 2 triệu người ra ra vào vào. Lựa chọn điểm trung chuyển ở đâu cũng có nghĩa nơi đó sẽ thành đô thị trung tâm. Ninh Lăng chúng ta có điều kiện này. Triệu Quốc Đống chỉ tay vào bản đồ tỉnh rồi nói. Mọi người có thể nhìn xem tỉnh An Nguyên ta có hình quả trừng. An Đô nằm ở giữa, Ninh Lăng chúng ta hơi lệch về đông, Thiên Châu hơi lệch về tây. Thiên Châu do bị kinh tế và vị trí địa lý ảnh hưởng nên bây giờ đường sắt An Kiềm mặc dù thông xe nhưng bọn họ có kinh tế lạc hậu, ở khu vực miền núi,
còn bị Hoài Khánh ảnh hưởng nên khó có thể thành đô thị trung tâm. Nhưng Ninh Lăng chúng ta lại khác, chúng ta cơ sở hai đường sắt đi qua, còn có vận chuyển đường thủy. Hơn nữa với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của Ninh Lăng thì chỉ vào năm sau tôi tin Ninh Lăng sẽ thành đô thị trung tâm của khu vực An Đông. Mọi người nhìn bản đồ, không sai, nghe thì rất hay. Đô thị trung tâm không phải mọi người đều mơ như vậy sao? Nhưng Triệu Quốc Đống nói cũng không phải là khoác lác. Với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của Ninh Lăng thì việc trở thành trung tâm khu vực An Đông cũng không phải là lạ. Cho nên đường từ Vân Lĩnh đến Ninh Lăng cần nhanh chóng được nâng cấp. Đồng thời nếu bên Nam Hoa muốn làm đường từ Nam Độ đến Vân Lĩnh, như vậy Ninh Lăng chúng ta cũng cần tích cực ủng hộ. Tôi đoán Nam Hoa nhất định sẽ có động tác để giải quyết chướng ngại giao thông. Tôi thấy Ninh Lăng chúng ta cũng cần có hưởng ứng, cùng Nam Hoa lên tỉnh đề xuất việc đưa con đường Nam Hoa, Nam Độ, Vân Lĩnh, Ninh Lăng vào quy hoạch chung của tỉnh. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lang Thế Quần nghe vậy không khỏi khẩn trương nhìn Trúc Văn Khôi. Trúc Văn Khôi vẫn đang đắm chìm trong phương án mà Bí Thư Triệu đưa ra. Lang Thế Quần lại nhìn sang Viên Vạn Lý, hy vọng đối phương ra mặt nói một câu. Nếu thật sự chờ tỉnh có phương án thì thức ăn đã nguội rồi, Vân Lĩnh không chờ nổi. Không chỉ là vấn đề trạm điện cô lỗ câu mà Vân Lĩnh cũng muốn làm công viên cây xanh quốc gia, đồng thời cũng muốn dựa vào năng lượng điện mà thành lập nơi cung ứng điện lớn tại Vân Lĩnh. Phương án mà Bí Thư Triệu đưa ra còn khó khăn hơn cả Phó Thị trưởng Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương cũng ủng hộ nhanh chóng làm được, thị xã chấp nhận bỏ tiền. Nhưng Bí Thư Triệu lại đá quả bóng lên tỉnh, hy vọng tỉnh hỗ trợ làm đường. Họa từ miệng mà ra, nếu như không phải Viên Vạn Lý nói mấy câu về việc bên Nam Hoa thì Bí Thư Triệu đã không nói thế. Viên Vạn Lý có chút khó xử. Trúc Văn Khôi không nói chuyện, mình sao dám nói. Chỉ là chuyện này do mình nói ra, trách mình lắm mồm. Bây giờ thì hay rồi, việc bị gác lại còn không bị Lang Thế Quần mắng chết sao. Bí Thư Triệu, chuyện này sợ là, ý của tôi là con đường từ Vân Lĩnh đến Ninh Lăng đã chuẩn bị xong mọi công việc, chuẩn bị xây dựng, bây giờ lại. Viên Vạn Lý lắp bắp nói. Tôi có nói không lập tức làm không? Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Viên, Lão Lang, có phải tưởng rằng chuyện này sẽ gác lại không? Có phải là cảm thấy thị xã cố ý đá bóng lên tỉnh, không muốn bỏ tiền không? Viên Vạn Lý và Lang Thế Quần có chút xấu hổ xoa tay nói. Bí Thư Triệu, ngài cũng biết con này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Vân Lĩnh chúng tôi, cho nên chúng tôi không thể đợi được thêm nữa. Được rồi. Ý của tôi là chúng ta có thể cùng Nam Hoa báo cáo lên tỉnh. Phần khác chúng ta vẫn làm theo quy hoạch của mình, đến lúc ấy nếu tỉnh xác định thực hiện hạng mục này thì sẽ nhờ tỉnh thêm cả đoạn chúng ta đã làm vào, bù lại chút tài chính cho chúng ta. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Cái này, Bí Thư Triệu, làm như vậy sợ hơi khó, Sở Giao thông sẽ không đồng ý. Mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh cũng không. Viên Vạn Lý nói. Có hạng mục nào không khó khăn chứ? Không có khó khăn thì gọi là hưởng thụ khi làm việc à. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Văn Khôi, Lão Viên, chuyện này tôi thấy do hai người các anh làm. Bên này cũng cần đẩy nhanh, đồng thời phối hợp với cả bên Nam Hoa. Thời gian không đợi người mà, có vài thứ chờ cũng không được, anh phải tranh thủ mới vào tay được. Triệu Quốc Đống nói làm Viên Vạn Lý đổ mồ hôi. Trúc Văn Khôi cũng biết đây là Triệu Quốc Đống tỏ vẻ không hài lòng. Vì thế y vội vàng nói. Bí Thư Triệu yên tâm, tôi sẽ lập tức đi gặp Phó Thị trưởng Vưu Liên Hương, đồng thời liên lạc với bên Nam Hoa. Quyển 14, chương 31. Đoàn người Trúc Văn Khôi rời đi một lúc, Vân Duệ mới vào mời Lỗ Năng vào trong. Xem ra Triệu Quốc Đống cũng đã dặn Vân Duệ không ít việc. Làm thư ký của Bí Thư Thị ủy cũng không phải là việc tốt gì mấy. Có thể nói thư ký có đủ chuyện từ lớn đến bé, phải cân nhắc nặng nhẹ, phải hiểu được tâm tư của sếp, xem việc nào cần bố trí trước. Việc nào sau? Lỗ Năng cảm thấy Triệu Quốc Đống khá hài lòng với Vân Duệ. Sếp có hài lòng với thư ký hay không có thể nhìn ra từ tần suất mang ra ngoài. Nếu như anh có thể đi vào cuộc sống riêng của lãnh đạo, vậy thư ký đó có thể nói rất thành công. Bây giờ Vân Duệ còn chưa được đến mức đó, nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là do Triệu Quốc Đống có một mình ở Ninh Lăng, chủ yếu ở trụ sở thị ủy và nhà, cho nên Lỗ Năng khó có thể phán đoán Vân Duệ có thật sự rất thành công hay không. Lão Lỗ đến à, ngồi đi. Triệu Quốc Đống một bên ký nhanh mấy văn bản, viết vài câu và nói với Lỗ Năng. Hôm nay không có thời gian rảnh để xem văn bản nữa, đừng nói gì là học thêm gì đó. Bí Thư Triệu, điều này sợ là ở cơ sở đúng là còn bận hơn ở cấp bộ mà.
Đều là mấy việc lẻ tẻ nhưng nếu anh nói không quan trọng thì không đúng. Anh cũng phải chú tâm từng việc nếu không có lẽ chỉ chậm một việc nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả chuyện lớn. Lỗ Năng cười nói. Bên bộ năng lượng đúng như lời anh nói, chuyện tuy không ít nhưng đơn thuần, xử lý xong hết là xong. Không ngờ vừa xuống lại đủ mọi chuyện, xong việc này đến việc khác, nhưng nhiều chuyện phải chú ý chứng thực rất phí công. Triệu Quốc Đống một bên nói chuyện với Lỗ Năng, một bên nhanh chóng xử lý văn bản trong tay. Vân Duệ sớm chia các loại văn bản ra để Triệu Quốc Đống tiện ký duyệt. Các văn bản xếp trước là cần Triệu Quốc Đống xử lý gấp, còn lại phần lớn là chỉ cần ký là xong, chỉ cần điền một hai câu vào là được. Bỏ bút vào hộp, Triệu Quốc Đống đẩy văn bản sang bên coi như hoàn thành xong công việc. Chính xác mà nói đây là công việc quan trọng nhất của bí thư thị ủy. Theo yêu cầu đó là mỗi ngày đều phải phê duyệt như giáo viên chấm bài vậy. Công việc khác kéo chậm việc này cũng không được quá 3 ngày. Đương nhiên đặc biệt khẩn cấp thì văn phòng thị ủy, ban thư ký sẽ dùng cách khác để xử lý. Nếu có việc bận một ngày là có một đống tài liệu để đó. Lão Lỗ, anh nói văn bản nhiều như núi, hội nghị nhiều như biển cũng không quá. Bảo sao Trung ương không ngừng yêu cầu ít tiến hành hội nghị. Triệu Quốc Đống đứng lên ưỡn lưng rồi đi tới sofa ngồi xuống. Bí thư Triệu, cái này cũng phải xem xét tình hình cụ thể. Hội nghị chia làm hội nghị triển khai công việc nhưng nếu chỉ là hình thức thì nên phản đối. Văn bản cũng thế, Trung ương đưa ra một tinh thần mà ta lại đưa ra đủ văn bản đối chiếu đúng là hơi thừa. Bây giờ không phải đang phổ biến văn phòng không giấy sao? Theo máy tính trở nên thông dụng về sau các văn bản đều có thể truyền qua mạng, mỗi ngày bật máy tính lên xem một chút là đủ. Làm người của ban tuyên giáo nên Lỗ Năng cũng cập nhật được tình hình phát triển công nghệ thông tin. Bất cứ chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm, nhưng Trung ương không ngừng đưa ra chỉ thị chính là cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc này, muốn thay đổi phương pháp và tác phong làm việc. Triệu Quốc Đống gật đầu, chẳng qua hắn hôm nay không muốn thảo luận việc này với Lỗ Năng. Sao, mấy công ty đến Ninh Lăng cảm thấy thế nào rồi? Có chút khó khăn. Lỗ Năng biết tính cách của Triệu Quốc Đống nên đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, điều kiện trụ cột của Ninh Lăng chúng ta quá kém. Mặc dù có tài nguyên di sản văn hóa nhưng chỉ dựa vào điểm này là không đủ. Không có trụ cột kinh tế hùng hậu sẽ không thể khiến ngành này phát triển. Thứ hai, khu dân cư Tây Giang cùng thành cổ Thổ Thành phân ở hai nơi, muốn tạo thành trụ sở trường quay chỉ có thể làm ở ngoại ô Tây Giang. Thứ ba, thị xã chúng ta còn chưa có chính sách hệ thống hóa giúp đỡ phát triển ngành này, thậm chí không có quy hoạch rõ ràng. Triệu Quốc Đống gật đầu, Lỗ Năng nói rất đúng, muốn tạo ngành này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Có tài nguyên là cơ sở nhưng chỉ điểm này là không đủ. Không có trụ cột kinh tế hùng hậu thì muốn trống rỗng tạo ra một sự nghiệp là không thể. Về phần hai, vấn đề phía sau chỉ là thứ yếu. Lão Lỗ, vấn đề trước chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển kinh tế mà bù lại, cũng không có con đường nào khác. Về phần lý do thứ ba cũng có lý. Anh và Phú Quyên nghiên cứu một chút để đưa ra chính sách cổ vũ phát triển ngành điện ảnh và truyền hình, văn hóa, du lịch. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nói. Tôi hy vọng một ngày nào đó Ninh Lăng không chỉ thành trung tâm kinh tế của khu vực An Đông, mà còn là trung tâm văn hóa nghệ thuật. Như vậy Ninh Lăng mới có đủ sức hấp dẫn. Lỗ Năng không hề ngạc nhiên với lời này của Triệu Quốc Đống. Vị bí thư thị ủy này không làm người khiêm tốn, mặc dù bề ngoài của hắn không phải như vậy nhưng người chính thức tiếp xúc lâu với hắn sẽ nhận ra vị bí thư Triệu này đã không làm thì thôi, đã làm phải làm lớn, làm tốt. Bí thư Triệu, theo xu thế phát triển hiện nay của Ninh Lăng thì tôi nghĩ không lâu nữa sẽ làm được, đến lúc đó phải là các nhà đầu tư đến xin được phép đầu tư. Lỗ Năng có chút tức giận nói, các công ty đến đàm phán đều có mắt cao hơn trán. Mặc dù Lỗ Năng có nhiều kinh nghiệm nhưng sự khinh thường của đối phương với Ninh Lăng làm y không chịu được. Lão Lỗ, tâm trạng này của anh không được, chúng ta phải thừa nhận thiếu sót của chúng ta là người phục vụ. Chúng ta không cần khúm núm, cũng không thể lạnh lùng. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta cần phải chủ động đưa ra ủng hộ và giúp đỡ bọn họ. Quan điểm này nếu anh mà không thay đổi thì tôi nghĩ mình phải ngồi nói chuyện một lúc lâu với anh. Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật nói. Bí thư Triệu, cái này tôi rõ nhưng ngài không gặp đám người đó, đây là coi chúng ta là kẻ nhà quê, coi Ninh Lăng là vùng nông thôn. Vẻ kiêu căng đó làm người ta không chịu nổi, tôi tự nhận mình tính tốt mà nói chuyện với bọn họ cũng rất tức giận. Lỗ Năng nói hơi quá nhưng cũng đã thể hiện một vấn đề. Ninh Lăng mặc dù có tài nguyên tốt nhưng không phát huy hết.
Nếu muốn xây dựng trụ sở điện ảnh và truyền hình thì không chỉ cần có tài nguyên, càng cần các nhà đầu tư. Mà các nhà đầu tư vì lợi nhuận, nếu không thấy lãi không ai đi làm. Dù chính quyền địa phương có đưa ra chính sách tốt cũng không thể thay đổi cách nghĩ của bọn họ. Đây là sự khác nhau, đương nhiên chúng ta phải chịu. Chẳng qua tôi tin rồi mọi chuyện sẽ được cải thiện. Đúng, bộ phim quay ngoại cảnh đến đâu rồi? Lâu như vậy tôi cũng không có thời gian đến xem. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, đây có lẽ là hạng mục duy nhất làm tôi vui mừng, tiến hành khá thuận lợi, diễn viên đang diễn chăm chỉ, bộ khung đã có, tất cả theo kế hoạch, có lẽ đến tuần 1/5 năm sau sẽ chính thức công chiếu. Lỗ Năng nói. Đây là việc Lỗ Năng đắc ý nhất. Mặc dù còn chưa chính thức công chiếu nhưng Lỗ Năng cảm thấy bộ phim này không bình thường. Người từ Bắc Kinh đến đúng là khác, đầu tư lớn, đưa ra các thứ làm người ta chấn động. Y chỉ xem một đoạn quay ngắn mà thôi. Lỗ Năng đoán nếu xem cả bộ phim thì khí thế càng vĩ đại, bộ phim có nội dung hay, hình ảnh đẹp, tuyệt đối sẽ đẩy khu dân cư Tây Giang lên độ cao mới về danh tiếng. Ừ, nó có tác động thúc đẩy trụ sở của Tây Giang. Chúng ta bây giờ phải cố gắng mời nhiều đoàn làm phim đến Ninh Lăng quay phim, giúp chúng ta tạo danh tiếng. Về phần khác nó cũng khiến khu dân cư Tây Giang thêm tiếng tăm, cũng sẽ hấp dẫn thêm nhiều đoàn làm phim, nó sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Đến cuối cùng Ninh Lăng sẽ thành trụ sở điện ảnh truyền hình mà mọi người luôn nghĩ tới. Quyển 14, chương 32. Cảm thấy thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn Đường Diệu Văn và Chủ tịch Hoa Lâm, Cát Thành rồi nói. Đúng là có cảm nhận rất sâu sắc, chúng tôi bị chấn động không ít, trên đường về mọi người thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Có thể nói chênh lệch giữa chúng ta và khu vực Duyên Hải là quá lớn. Bên chúng ta phải kém bên đó ít nhất 10 năm, không phải là 15 năm. Chúng tôi đã đến Dương Thành, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Hoàn và đều cảm nhận được sự phát triển của bọn họ. Đường Diệu Văn nói, chỉ từng đó thôi sao? Triệu Quốc Đống nói, đương nhiên không phải. Chúng tôi cảm nhận sâu nhất ở bên đó là tiết tấu. Dù từ tiết tấu công việc đến tiết tấu cuộc sống đều nhanh hơn chúng ta, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của tôi. Hơn nữa ý thức gây dựng sự nghiệp của bên đó cũng rất cao, nó khác hẳn so với quan điểm nhất định phải làm cán bộ nhà nước bên ta. Nhân tài phải là người làm việc ở các công ty, bên đó cũng cổ vũ các phần tử trí thức gây dựng sự nghiệp và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân rất quan trọng để bọn họ phát triển nhanh như vậy. Đường Diệu Văn đương nhiên biết đến tỉnh Nam Việt lần này nếu không đưa ra được thứ gì đó thì không qua nổi cửa bí thư Triệu cho nên y cũng sớm chuẩn bị tư tưởng. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đặc biệt chú trọng việc cán bộ ra ngoài học tập. Yêu cầu cán bộ ra ngoài phải viết bài viết trên 5.000 chữ, hơn nữa phải là chính cảm nhận của mình. Dù đúng hay sai cũng phải là suy nghĩ của bản thân, nghiêm cấm do thư ký viết thay, hắn sẽ đích thân duyệt các bản viết này. Triệu Quốc Đống gật đầu, xem ra Đường Diệu Văn cũng có chút xúc động. Không phải chỉ nhìn thấy hiện tượng bề ngoài. Có thể cảm nhận sâu như vậy thì dù chỉ một chút thôi cũng đủ. Chỉ sợ anh vô tri vô giác đi xem thấy sự phồn hoa của người ta chứ không biết mình nên học gì của người ta. Lão Cát, nói cảm nhận của anh xem. Triệu Quốc Đống nhìn Cát Thành, vị quyền chủ tịch này do Vưu Liên Hương đề cử, hắn không quá quen. Cát Thành trước làm cục trưởng cục thống kê thị xã, chẳng qua có thể vào tầm mắt của Vưu Liên Hương thì cũng không quá kém. Bí thư Triệu. Bí thư Đường vừa nãy đã nói chênh lệch giữa chúng ta và bên khu vực Duyên Hải là rất lớn. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta kém về quan niệm tư tưởng, về hiệu suất làm việc và quan niệm phục vụ so với bọn họ. Bọn họ sau khi ký kết hiệp định liền đẩy nhanh việc xây dựng, hiệu suất làm việc rất nhanh, gần như triển khai công việc xung quanh các công ty. Các ban ngành chức năng bao trùm toàn bộ công việc của các công ty. Có thể nói việc công ty không nghĩ tới thì chính quyền đã nghĩ tới. Có thể làm được như vậy là không dễ. Cát Thành cẩn thận nói. Trên đường tôi đã thảo luận với bí thư Đường về việc này. Các ngành chức năng của Ủy ban huyện vẫn có chênh lệch không nhỏ về quan niệm tư tưởng với bọn họ. Kinh tế Hoa Lâm nếu muốn phát triển thêm nữa thì không chỉ dựa vào đưa vào các công ty, mà còn phải đột phá về quan niệm tư tưởng. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu, Cát Thành này xem ra cũng có đầu óc, có thể nói hợp tác tốt đối với Đường Diệu Văn. Bí thư Triệu, thay đổi quan niệm tư tưởng là rất quan trọng. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị thường ủy mở rộng, chuẩn bị thảo luận trong phạm vi toàn huyện về thay đổi quan niệm tư tưởng, tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa Hoa Lâm và khu vực Duyên Hải, làm như thế nào để ý thức của cán bộ thay đổi về cơ bản. Muốn cho các công ty đến và nguyện ý lưu lại, phát triển tốt để hai bên cùng thắng lợi. Đường Diệu Văn nói. Ồ,
hai anh có thể cảm nhận được nguy cơ làm tôi rất vui mừng. Tôi sợ cách anh chỉ lo suy nghĩ thu hút đầu tư, đưa các công ty vào nhưng quên sự phát triển căn bản là ở đâu. Việc thay đổi quan niệm tư tưởng mới là đi trước, điểm này mới là trụ cột quan trọng nhất, quên điểm này thì sẽ lạc hậu với người khác. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên tôi không phải để các anh nhặt cái này vứt cái kia. Việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, đưa vào ngành nghề mới cũng là sự thể hiện đổi mới quan niệm. Bí thư Triệu, lần này chúng tôi đi cũng có chút thu hoạch. Các ngành nghề thu hút nhiều người lao động ở bên đó khá phát triển, chủ yếu nhằm vào thị trường xuất khẩu, các công ty gia công rất nhiều. Các đơn hàng từ Hong Kong, Nhật Bản, Âu Mỹ chính là thị trường cho bọn họ. Hơn nữa sản phẩm của bọn họ thường xuyên được đổi mới, cũng có một số công ty bên đó muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu vực Trung Tây. Nhắc đến việc này cả Cát Thành và Đường Diệu Văn đều hưng phấn. Các công ty này hy vọng giảm giá thành, hưởng thụ ưu đãi về chính sách, nguồn năng lượng của chúng ta, đồng thời cũng có vài công ty hy vọng khai thác thị trường trong nước, dù nó chỉ là nhánh phụ nhưng cũng coi như mua bảo hiểm tránh cho thị trường xuất khẩu có vấn đề lại không có nơi bán được hàng, công nhân phải nghỉ. Triệu Quốc Đống rất hứng thú với việc này. Hoa Lâm là nơi hắn lập nghiệp, nhưng bây giờ sự phát triển của Hoa Lâm gặp một chút khó khăn, ba ngành chính mặc dù tăng tốc bình thường nhưng không thể so sánh với Tây Giang và khu khai phát. Ngay cả một vài huyện như Thổ Thành, Vân Lĩnh cũng bắt đầu có động tác khiến huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm không thể ngồi yên. Đường Diệu Văn và Cát Thành đều biết Triệu Quốc Đống vẫn chú ý sự phát triển của Hoa Lâm, việc này có liên quan đến mặt mũi của Triệu Quốc Đống. Có thể nói Hoa Lâm phát triển thì Ninh Lăng phát triển và ngược lại, Tây Giang cũng là như vậy. Một nơi là chỗ lập nghiệp của Triệu Quốc Đống, một nơi là chỗ hắn quật khởi cho nên đây không đơn giản là trò chơi con số, mà là một tâm trạng phức tạp. Rất nhiều người cho rằng nếu Hoa Lâm kém phát triển sẽ làm Triệu Quốc Đống mất mặt. Cho nên dù từ góc độ nào hắn cũng không thể chấp nhận việc Hoa Lâm phát triển kém đi. Vì thế khi lựa chọn ai phối hợp xây dựng bộ máy Hoa Lâm với Đường Diệu Văn, Triệu Quốc Đống đã phải tính toán rất kỹ. Hoa Lâm xem ra cũng đã nhận ra vấn đề. Chẳng qua tôi đoán các công ty này đến Hoa Lâm đầu tư một phần là do chính sách ưu đãi, nhưng bọn họ cũng tính tới nhiều phương diện khác. Các anh làm như thế nào có thể hấp dẫn bọn họ có thể lưu lại, phát triển tốt ở Hoa Lâm, tôi cảm thấy các anh còn rất nhiều công việc cần làm. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bí thư Triệu, điều ngài nói chúng tôi đã tính tới. Ưu thế của Hoa Lâm chính là có tài nguyên ra sung túc, ngoài ra khu công nghiệp Hoa Lâm cũng là khu công nghiệp hàng đầu của Ninh Lăng, cơ sở vật chất khá đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi cũng đang yêu cầu lựa chọn các công ty đến đầu tư vào Hoa Lâm. Càng nhiều là người của tỉnh An Nguyên chúng ta đi sang tỉnh Nam Việt làm ăn, tích lũy tài chính và bây giờ muốn về quê gây dựng sự nghiệp. Cho nên chúng tôi đầu tiên không cần nhiều, mà cần hất lượng, hy vọng có thể khiến các công ty tiến vào nhanh chóng đứng vững trong thị trường, đẩy mạnh ngành nghề phát triển. Huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm cũng chuẩn bị giúp đỡ nhiều về mặt chính sách, xúc tiến bọn họ nhanh chóng trưởng thành, tạo hiệu quả làm mẫu. Cát Thành giải thích làm Triệu Quốc Đống có cảm giác mới lạ. Khi hắn ở Hoài Khánh, Tăng Khắc Minh cũng đã có hành động ở mảng này. Hắn không ngờ Cát Thành cũng đi con đường đó. Hơn nữa Hoa Lâm có ưu thế về ra, nếu có thể thực hiện tốt ý đồ thì chưa chắc không thể tạo ra một con đường mới. Đầu tiên là tạo tấm gương điển hình, sau đó đẩy mạnh là cách làm khá khoa học. Nhưng nó có thể thành hay không còn phải xem tình hình thị trường. Nhưng mà Hoa Lâm có thể đi được bước này đủ nói rõ huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm không dừng bước, dù thành công hay không cũng đáng khen. Diệu Văn, Cát Thành, chính quyền có thể đưa ra các chính sách cổ vũ giúp đỡ các công ty vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng cách này kéo dài hay không thì các anh phải cân nhắc, càng quan trọng hơn là phải thông qua sự phát triển của các công ty mà vượt qua sự cạnh tranh của thị trường. Nhất là ở ngành thu hút nhiều người lao động thì thị trường chính là ở nước ngoài. Hiện tại vấn đề không lớn nhưng từ lâu dài cũng phải tính tới thị trường trong nước. Gia công đạt lãi không nhiều. Khi công ty phát triển đến trình độ nhất định thì việc tự sản xuất với thương hiệu của mình mới là chính xác nhất. Điều này tôi nghĩ các công ty đang giãy giụa trong thị trường đều hiểu được, nhưng chính quyền cũng cần phải có trách nhiệm dẫn dắt bọn họ nhanh chóng chuyển mình, tránh bỏ qua thời cơ. Đường Diệu Văn và Cát Thành vội vàng ghi lại lời Triệu Quốc Đống nói. Hai người không ngờ thứ mình khổ tâm suy nghĩ mà Triệu Quốc Đống lại dễ tìm ra mấu chốt của vấn đề, còn đưa ra vài ý kiến giải quyết vấn đề. Điều này làm hai người phải thầm than bí thư Triệu có thể trẻ như vậy làm bí thư thị ủy đúng là có năng lực, bản lĩnh. Hoa Lâm phải đi về phía trước, chỉ bằng việc bí thư Triệu chú ý tới Hoa Lâm, hai người bọn họ biết mình không có đường lui.
Điều này làm Đường Diệu Văn và Cát Thành thấy áp lực rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 14, chương 36. Lưu Kiều nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Ánh nắng buổi sáng chiếu tới làm hai người đều thấy thoải mái dễ chịu. Lưu Kiều rõ ràng đang cẩn thận đánh giá từng vẻ mặt của Triệu Quốc Đống. Tên Triệu Quốc Đống dung hợp vẻ tinh xảo dễ chịu của người đàn ông Ý cùng với khí chất trầm tĩnh của người Anh. Khuôn mặt hắn nhìn qua mặc dù không có bao quý khí nhưng nó lại có cảm giác như vật báu ẩn trong hộp. Triệu Quốc Đống có mặt chữ điền khó có thể làm người ta có khoảng cách gần gũi, nhưng lại lộ ra sự cá tính, từ bên nhìn trông cũng được, bảo sao Nhược Đồng lại bắt đầu thay đổi tình cảm vì hắn. Đương nhiên không phải là do tướng mạo của đối phương, người này không gọi là đẹp trai, vẻ mặt rất bình thường, ngoài việc cao to chút ra thì không có bao sức hấp dẫn. Nhưng tiếp xúc lâu lại thấy hắn có vẻ lạ, nói thế nào nhỉ? Nó giống một kho báu theo thời gian sẽ đào móc được càng nhiều thứ hơn. Đây là chuyên gia Lưu Kiều thấy được từ Nhược Đồng nói, mà cô cũng nhận ra điều này. Triệu Quốc Đống hấp dẫn về nhiều mặt, ngoài việc hắn phát triển nhanh trong chính trị ra, làm cho Lưu Kiều tò mò là tư tưởng của hắn. Ánh mắt quyết định cảnh giới, lòng dạ quyết định cục diện. Có thể rời khỏi vị trí cục trưởng của Bộ Năng lượng để về tỉnh An Nguyên, hơn nữa còn đến một thị xã xa xôi, nghèo khó, theo Lưu Kiều thấy nếu không có quyết đoán, nghị lực là không thể làm được. Với tính cách của Triệu Quốc Đống nếu như đến Ninh Lăng tự nhiên phải khiến Ninh Lăng thay đổi hoàn toàn. Với biểu hiện trong hơn năm qua của hắn đúng là đã làm được việc này. Mặc dù công ty Liên Hoa có một phần công lao của cô, nhưng Lưu Kiều cũng biết tư bản trục lợi, không phải cô có thể ảnh hưởng đến quyết định của công ty kia. Không có công ty đầu tư Trung Hoa sẽ có tổ chức tài chính khác tiến vào. Nó giống như tập đoàn Nam Pha và công ty Phong Hoa vậy. Ngay cả các nhà đầu tư Chiết Giang cũng dám tiến vào ngành năng lượng mới, qua đó có thể thấy sức hấp dẫn của ngành này lớn đến như thế nào. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa, theo Lưu Kiều thấy khi Triệu Quốc Đống trầm tư trông rất lạnh lùng, có chút u buồn, đáng tiếc chỉ có mình nhìn thấy vẻ mặt này. Lưu Kiều cười thầm trong lòng, đúng là lãng phí một bức ảnh đẹp. Triệu Quốc Đống không chú ý đến Lưu Kiều lại cẩn thận quan sát mình đến thế. Lúc này hắn đang chìm đắm trong vấn đề mà Lưu Kiều đưa ra. Lưu Kiều nói làm hắn chấn động, nguồn tài chính cho công ty vừa và nhỏ là vấn đề khó khăn đối với chính quyền địa phương nhiều năm, làm như thế nào để phá vỡ khó khăn này là mục tiêu mà chính quyền các cấp cần thực hiện. Nhưng ngân hàng có nỗi khó xử của bọn họ, công ty có suy nghĩ của mình, chính quyền làm ngành quản lý cũng không thích hợp tham gia quá sâu, chỉ có thể tiến hành tuyên truyền một chút. Nhưng đúng là khó có thể phá vỡ khoảng cách giữa đôi bên. Ninh Lăng về nhiều khía cạnh còn xa mới có thể so sánh với khu vực Duyên Hải. Nhất là không khí và ý thức càng là quan trọng nhất. Một bên tình nguyện nghĩ rằng chỉ cần đưa tới vài công ty đảm bảo là đủ để ngân hàng cho công ty vừa và nhỏ vay vốn là không thể. Không chừng đúng như Lưu Kiều nói là một năm cũng chỉ có 2-3 vụ cho vay. Lưu Kiều, vậy chị cảm thấy làm như thế nào để phá vỡ vấn đề này? Tình hình Ninh Lăng là như vậy, chính quyền cũng đang tích cực phối hợp với bên ngân hàng nhưng mỗi nhà đều có chỗ khó của mình. Ngân hàng phải đảm bảo mức mạo hiểm xuống thấp nhất. Chính quyền cũng không có cách can thiệp vào nghiệp vụ bình thường của ngân hàng. Lời chị nói rất chính xác, em bây giờ đang suy nghĩ làm như thế nào phá vỡ khó khăn này. Triệu Quốc Đống thật lòng hỏi. Vấn đề này khu vực Duyên Hải cũng khó khăn nhưng trong nội địa càng khó khăn hơn. Khu vực Duyên Hải dù sao cũng có nhiều tổ chức tài chính tư nhân, có thể thông qua bạn bè, họ hàng, đồng hương để mượn một chút tài chính, mặc dù lãi cao nhưng đối với việc phát triển công ty vừa và nhỏ thì đó là tiền cứu mạng. Nhưng ở khu vực Trung Tây thì tài chính vốn thiếu thốn, chủ yếu dựa vào ngành tài chính, nếu ngành tài chính thắt chặt ví thì anh tìm đâu ra cửa vay tiền. Vấn đề này rất nhiều người đang suy nghĩ, cũng không thoát ra vài điểm. Nhưng mà tính mạo hiểm khó khống chế, chỉ là mạo hiểm của ngân hàng chuyển sang cho công ty đảm bảo. Nhưng công ty đảm bảo không ngu, cũng tính tới sự mạo hiểm nên hiệu quả cũng như nhau. Có thể nói là áp dụng rất khó khăn. Lưu Kiều một bên suy nghĩ một bên nói. Nếu Triệu Quốc Đống nói nghiêm túc như vậy thì cô cũng không ngại chỉ dẫn hắn. Triệu Quốc Đống hơi nghiêng về trước, mặt rất chăm chú thể hiện hắn coi trọng vấn đề này. Ngân hàng không muốn cho công ty vừa và nhỏ vay là do khoản nợ này khó đòi. Hơn nữa công ty vừa và nhỏ hay bị kinh tế ảnh hưởng, một khi có động tĩnh một chút là sẽ phá sản, sẽ khiến ngân hàng gặp tổn thất. Thứ hai xử lý khoản nợ này cũng là vấn đề khó khăn, giá quản lý khá cao. Công ty đảm bảo sẽ gánh trách nhiệm khoản vay của các công ty vừa và nhỏ, mà nó cũng muốn cố gắng tránh né mạo hiểm,
vì thế việc nắm bắt rõ tình hình kinh doanh của công ty là mấu chốt, mà việc này cũng khó khống chế nhất. Nhất là khi độ tin cậy trong kinh doanh của Trung Quốc chưa được thành lập thì càng có vấn đề. Cho nên thường sẽ hay lựa chọn dẫn tới hiệu suất gặp ảnh hưởng lớn. Lưu Kiều nói, mà nguồn tài chính của công ty vừa và nhỏ có khó khăn cần có tài chính bù vào, như vậy cũng cần được giải quyết nhanh chóng. Nếu chậm thì sẽ mất thời cơ, đây là một vòng luẩn quẩn. Triệu Quốc Đống nhíu mày, mấy vấn đề này hắn đương nhiên hiểu, chủ yếu là giải quyết nó như thế nào. Chỉ có một đề nghị, về phần nó có hiệu quả hay không hoặc là có thể áp dụng hay không thì do chính em quyết định. Lưu Kiều đương nhiên biết Triệu Quốc Đống đang nghĩ gì. Thứ nhất lựa chọn công ty đảm bảo có danh tiếng tốt, phải biết rõ chi tiết, phải đảm bảo việc nhanh chóng được ngành tài chính chấp nhận. Cho nên cổ đông hoặc lai lịch của công ty đảm bảo là rất quan trọng, được ngân hàng chấp nhận là cơ sở, nếu không sẽ vô dụng. Thứ hai phải để cho công ty đảm bảo và công ty có nhu cầu vay vốn nhanh chóng tạo được quan hệ và tin tưởng lẫn nhau, tin tức liên thông là rất quan trọng. Nhất là việc công ty đảm bảo muốn biết tin tức của công ty vay tiền. Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng về việc này, một vài nơi nổi tiếng về hệ thống tin cậy, đương nhiên trong đó có rất nhiều vấn đề cụ thể cần giải quyết. Công ty đảm bảo thường bị vướng ở vấn đề này. Bọn họ không thể nắm giữ về tình hình phát triển của công ty, bao gồm cả thị trường, sản phẩm chính, độ tin cậy và các khoản nợ của công ty. Nhất là về sau công ty đảm bảo càng bị hạn chế nhiều hơn. Mà ở điểm này chính quyền lại có ưu thế trời ban. Nếu chính quyền có thể hợp tác với công ty đảm bảo ở điểm này thì chị cảm thấy sẽ giải quyết được một chút vấn đề. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên nhưng lập tức lại nghĩ tới một việc. Nhưng ngành chức năng nắm giữ tin tức cũng không thể tùy tiện tiết lộ, điểm này gặp phải vướng mắc về pháp luật. Quốc Đống, chú phản ứng rất nhanh, suy nghĩ rất chu đáo cho nên chị nói hiệu quả của biện pháp này không dễ đạt được, mà khi sử dụng cũng gặp trở ngại. Chú làm như thế nào xử lý tốt mâu thuẫn trong đó là bản lĩnh của chú. Nếu như chị có thể làm thay chú thì chị đã lên làm bí thư thị ủy. Hi hi. Lưu Kiều nở nụ cười trông khá quyến rũ. Ừ. Vấn đề này em nghĩ mình có thể tìm được biện pháp giải quyết. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi rất kiên quyết nói. Tin tức không thể để lộ nhưng chính quyền có thể đưa ra đánh giá về độ tin cậy của công ty, thành lập hệ thống giám sát độ tin cậy của các công ty trong thị xã, em nghĩ điểm này chính quyền có thể làm được. Lưu Kiều, chỉ có thể giới thiệu bạn tới Ninh Lăng khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Nơi khác em không dám nói nhưng ở địa phận Ninh Lăng thì thị ủy, ủy ban Ninh Lăng sẽ ủng hộ bọn họ mọi mặt. Lưu Kiều hài lòng gật đầu, người đàn ông này không giống bình thường, suy nghĩ rất nhanh, hơn nữa còn dám kiên quyết tỏ thái độ, không giống nhiều người tỏ vẻ về nghiên cứu. Được, chỉ có thể liên lạc giúp chú, dù sao chú cũng ở Thượng Hải vài ngày mà, chỉ sợ Nhược Đồng sẽ trách chị. Vốn là tới Thượng Hải nghỉ ngơi vậy mà lại thành đi làm việc. Lưu Kiều cười nói, hy vọng có thể có kết quả tốt. Triệu Quốc Đống cũng cười ha hả nói. Lưu Kiều. Em đúng là phải cảm ơn sự giúp đỡ của chị. Xem kìa, đây là nơi nào chú, sao trong miệng chú lại thành công việc vậy? Muốn chị giúp không thể nói dễ nghe một chút sao? Lưu Kiều trừng mắt nói. Đừng có mãi đắm chìm trong hoàn cảnh của mình, đây là Thượng Hải, là thành phố lớn nhất Trung Quốc, chú đến đây để nghỉ ngơi đó. Triệu Quốc Đống đang định trả lời thì có một giọng nói vang lên. Kiều Kiều, chuyện gì làm em vui vậy? Có thể nói cho anh nghe không? Quyển 14, chương 37. Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm phát hiện Lưu Kiều ngẩn ra, người hơi nghiêng về trước, vẻ mặt trông khá khó chịu. Người đàn ông đứng sau Lưu Kiều trông khá lạnh lùng, kiêu ngạo. Dù cho đối phương có vẻ muốn thu lại việc này, muốn trở nên dễ gần hơn nhưng không thể. Trần Hàn Phong, có một thời gian không gặp rồi nhỉ? Sao anh cũng thích nơi này sao? Anh hình như không phải người Hoài Cổ mà. Lưu Kiều không quay đầu lại. Vẻ mặt rất bình tĩnh như không có gì cả. Chỉ là người cô hơi nghiêng về trước không biết là có phải muốn giữ khoảng cách với đối phương hay không. Triệu Quốc Đống nhìn thấy Trần Hàn Phong kia hiện ra một tia xấu hổ và tức giận thoáng qua rồi lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rất tươi, mắt rất sáng đang nhìn hắn, giống như một cơn gió quét qua. Ha ha, em vẫn nói năng sắc bén như vậy, làm người khác bị thương, mình cũng không dễ chịu gì mà. Trần Hàn Phong thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lưu Kiều trông khá tùy ý, vừa không hỏi ý Lưu Kiều, vừa không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống. Có lẽ trong mắt y thì khinh thường người trẻ tuổi như Triệu Quốc Đống. Lưu Kiều nở nụ cười đầy khinh thường giống như không muốn nhiều lời với đối phương. Trần Hàn Phong, nếu như anh không có chuyện gì thì mời đi,
chúng tôi có việc phải bàn. Câu nói không hề khách khí của Lưu Kiều làm Trần Hàn Phong tái mặt, không khí cũng trở nên khá căng. Triệu Quốc Đống có chút tò mò cười cười một tiếng, xem ra Trần Hàn Phong này có quan hệ không bình thường với Lưu Kiều, nhưng hắn không rõ là như thế nào. Hắn không thể đoán được đối phương và Lưu Kiều có quan hệ gì. Nhưng vẻ mặt của người này đã rơi vào mắt Triệu Quốc Đống. Hắn liếc mắt là nhận ra đối phương là kẻ nhỏ nhen. Triệu Quốc Đống cười làm cho Trần Hàn Phong rất khó chịu. Y lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Đống giống như đang thẩm phán đoán thân phận của đối phương. Chẳng qua nhìn cách ăn mặc của Triệu Quốc Đống cũng không giống người bình thường, vì thế y không tiện hỏi. Kiều Kiều, chẳng lẽ chúng ta không có chút cơ hội làm lại sao? Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau, có lẽ chúng ta... Trần Hàn Phong bình tĩnh nói. Trần Hàn Phong không phải người dễ dao động, chẳng qua là chuyện liên quan đến Lưu Kiều nên mới thế. Đây là chuyện y không thể nhịn. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không giống có quan hệ kia với Lưu Kiều, nhưng sự ghen ghét làm y thấy áp lực và khó chịu. Nhất là khi thấy Lưu Kiều nói chuyện vui vẻ với đối phương thì càng làm y tức tối. Trần Hàn Phong, tôi nghĩ chúng ta không có gì cần phải nói. Tại sao mỗi lần chúng ta gặp mặt đều như vậy? Anh không chán sao? Nhiều năm qua đi, anh rất thoải mái mà, tôi cũng sống tốt, mọi người đều có cuộc sống, sự nghiệp của mình, không cần phải dây dưa mãi. Quan hệ của hai chúng ta chỉ có một, đó là anh là người giám hộ của con tôi, mà tôi có quyền thăm con, chỉ như vậy mà thôi. Lưu Kiều lạnh nhạt nói, thậm chí giống như không nhịn được. Ngoài ra mời anh không nên quấy rầy chúng tôi việc cần trao đổi. Vì thằng danh này mà em không muốn nói chuyện với anh. Hay là em không có thời gian, chẳng lẽ tình cảm vợ chồng 8 năm không bằng một thằng thanh niên này sao? Hắn có thể làm em sung sướng ở trên giường hơn ư? Lưu Kiều quá lạnh lùng làm cho Trần Hàn Phong tức tối, y thậm chí cũng có chút kinh ngạc khi mình nói ra lời này. Y gần như gằn từng tiếng qua kẽ răng. Triệu Quốc Đống nhíu mày định đứng lên. Nói thật trước đó hắn còn có chút thương xót cho tên Trần Hàn Phong này. Nhưng tâm trạng đó đã mất sạch sau vài câu, thay vào đó là sự khinh bỉ chán ghét. Đây là một thứ đồ rác rưởi, dù y từng có quan hệ như thế nào với Lưu Kiều. Dù có tình cảm như thế nào với Lưu Kiều thì nếu nói ra câu này đã chứng minh y là kẻ đáng bỏ đi. Quốc Đống, đừng. Lưu Kiều hiểu chút ít về tính cách và bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Nhược Đồng từng nói chuyện với cô về việc Triệu Quốc Đống giỏi đánh nhau. Hơn nữa Trần Hàn Phong có thân phận và gia thế khá đặc biệt, nếu có chuyện thì sợ sẽ dễ gây ra sóng gió. Chẳng qua đã muộn. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng đứng lên, vung chân đá vào tới. Trong tiếng kêu của Lưu Kiều, thân hình cao lớn của Trần Hàn Phong ngã xuống, lăn vài mét. Đây còn là do Triệu Quốc Đống cố ý thu lại sức một chút và chỉ đánh vào vai đối phương, nếu không chỉ riêng cú đá này của hắn cũng đủ làm đối phương nửa tháng không ngồi dậy nổi. Trần Hàn Phong không ngờ đối phương ra tay ngay làm y không có phản ứng. Y thậm chí không thấy rõ Triệu Quốc Đống làm gì mà người đã ngã lăn ra vài mét. Khi y chật vật bò được lên, Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Sao vậy anh? Sao lại không cẩn thận như vậy? Có phải là vận động quá độ nên không thể khống chế được cơ thể mình? Trần Hàn Phong mặt tái mét không biết nói gì. Tất nhiên bây giờ đấu với đối phương thì mình sẽ thiệt. Mình nếu có động tác thì mình sẽ ăn đòn, nhưng đối phương quá độc ác, còn ra vẻ không hề biết gì. Không biết Lưu Kiều sao lại quen loại người như thế này? Lưu Kiều giật mình đứng lên nhưng bị Triệu Quốc Đống ra hiệu nên lại ngồi xuống. Tình hình này dù là ai cũng có thể nhận ra. Mà nơi này cũng có nhiều người nhận ra cô nên cô cũng phải có biểu hiện đúng mực. Hàn Phong huynh, vận động quá độ không tốt đâu, có đôi khi cơ thể không nghe lời mình, phải không? Triệu Quốc Đống rất quan tâm đi tới đưa tay ra định kéo đối phương đứng lên. Trần Hàn Phong lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Đống, đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy. Y nói, thằng danh, mày giỏi, tao nhớ, giỏi thì nói tên đi. Không cần như vậy, chúng ta không là người cùng đường. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Ngày sau có ra ngoài phải súc miệng trước, đừng có nói mấy lời làm thối không khí. Trần Hàn Phong có chút tức giận khinh thường nói. Mày nghĩ tao không điều tra được về mày sao? Nực cười, thằng danh, Lưu Kiều không giữ được mày đâu, không ai có thể bảo vệ được mày. Mày sẽ hối hận vì những gì mình làm. Anh nghĩ tôi sợ anh sẽ điều tra về tôi sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Anh có lai lịch cũng không có nghĩa anh muốn làm gì thì làm. Đừng có coi mình quá cao, đây là cảnh cáo của anh đó. Trần Hàn Phong nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nói. Mày biết tao?
Lưu Kiều sao lại tìm đồ rác rưởi như thế này chứ? Tôi còn đánh giá cao ánh mắt của chị ta, không ngờ ở điểm này lại không có mắt. Triệu Quốc Đống nói. Được rồi, anh có thể đi, có thể điều tra về tôi không là ai cả nhưng nhớ trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng cần suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trần Hàn Phong mặt tái mét lại đi ra ngoài. Khi Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế, Lưu Kiều có chút buồn bực nói. Xin lỗi Quốc Đống, làm chú cười chê, cả đời chị không nhìn lầm người, chỉ có việc quan trọng nhất lại nhìn lầm. Coi như báo ứng của chị. Đời người không ai hoàn hảo mà. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Em có thể nhận ra tên Trần Hàn Phong này là đồ rác rưởi, nhưng lại rất quan tâm tới chị nếu không sẽ không như thế. Người này về điểm khác cũng được, mỗi tội hẹp hòi. Quốc Đống, chị sợ chú sẽ có phiền phức, hay là... Lưu Kiều có chút buồn nói. Không phải cô ngại gì mà Trần Hàn Phong kia là kẻ có thù tất báo. Hôm nay mất mặt nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Mà bây giờ bảo Triệu Quốc Đống rời khỏi Thượng Hải thì lại hơi quá. Em còn có việc ở Thượng Hải, ngoài ra còn chờ gặp bạn của chị mà. Con người của em rất rõ ràng, chuyện này có gì mà phải tránh. Quyển 14, chương 38. Lưu Kiều bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống, không thể không nói sự trấn định của hắn có thể làm người xung quanh cảm thấy an toàn. Dù gặp phải vấn đề khó khăn như thế nào thì hắn luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Lưu Kiều cười cười tự giễu rồi lắc đầu nói. Quốc Đống, có đôi khi chị suy nghĩ có phải chú luôn nắm giữ được mọi chuyện không? Sao chị luôn thấy chú lúc nào cũng tự tin? Bởi vì chị khi bàng hoàng, bất lực, nôn nóng hoặc sợ không thể giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nó có thể phản tác dụng. Cho nên phải hiểu được việc này thì sẽ giúp chị bình tĩnh suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đương nhiên nếu như thật sự không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề thì phải thản nhiên đối mặt, ít nhất cũng phải thể hiện mình phong độ mà. Câu nói cuối cùng là do Triệu Quốc Đống tự đánh giá về mình. Được rồi Quốc Đống, không nói mấy vấn đề kia nữa. Trần Hàn Phong là chồng cũ của chị, hôm nay mất mặt thì y nhất định sẽ trả thù. Đương nhiên y cũng không phải vì chuyện này mà dám vứt hết những gì mình đang có. Chỉ là nhà của y và thân phận của y hiện nay đủ để mang tới nhiều phiền phức cho chú. Chị tin bây giờ y đang cho người tìm hiểu về chú, tìm cách đối phó chú. Lưu Kiều nói. Cho nên chị mới đề nghị chú lập tức về An Nguyên, ở An Nguyên y không thể với tay tới. Nhưng ở Thượng Hải thì lại khó nói. Nhà của y có lai lịch thì em biết một chút, Nhược Đồng đã nói với em, chẳng qua không rõ ràng. Bây giờ y đang làm gì? Triệu Quốc Đống thấy Lưu Kiều nghiêm túc như vậy thì không dám coi nhẹ. Có một số người nếu ngông cuồng mà mất mặt sẽ tìm cách lấy lại. Hơn nữa đây là Thượng Hải, Triệu Quốc Đống không quá quen nên nếu tên kia đang nhằm vào hắn thì hắn phải hiểu rõ một chút để xem mình sẽ gặp việc gì. Y bây giờ là giám đốc điều hành đoàn Bắc Quang kiêm chủ tịch công ty xăng dầu Bắc Kinh, không biết lần này y tới Thượng Hải làm gì mà lại gặp phải. Lưu Kiều có chút lo lắng nói, đây là điều mà Triệu Quốc Đống chưa từng thấy, dù chuyện khó khăn hơn thì Lưu Kiều cũng không có vẻ mặt như vậy. Đây chính là quan tâm sẽ loạn. Tập đoàn Bắc Quang. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Đây là tập đoàn lớn ở Trung Quốc, thành lập tức lâu. Trước đây nó là con đường quan trọng của Trung Quốc giao thương với nước ngoài. Sau khi cải cách nó chủ yếu phát triển nghiệp vụ ở khu vực Hong Kong và Đông Nam Á, có quyền xuất khẩu độc lập, mấy năm nay phát triển rất nhanh, nghiệp vụ bao trùm rộng từ xăng dầu, bến tàu, kho chứa, vật tư, mậu dịch, du lịch, bất động sản. Ừ, y vẫn công tác ở tập đoàn Bắc Quang. Từng làm ở trụ sở chính tại Macau, sau đó điều tới Bắc Kinh, bây giờ đang rất đắc ý. Lưu Kiều thở dài nói, đời người như mộng, rất nhiều lúc nghĩ đã quên hết nhưng nó lại ăn sâu trong lòng cô, làm cô thêm nặng nề. Cô không biết mình sao lại vô thức nói đến chuyện này với Triệu Quốc Đống. Ồ, nếu có thể làm được như vậy thì em tin y không phải người không có lý trí. Dù hôm nay mất mặt cũng do y tự tìm, Lưu Kiều, không cần phải phí tâm tư vì loại người này. Nó không đáng. Em mặc dù chưa từng tiếp xúc với y nhưng chỉ bằng biểu hiện hôm nay của y, em thấy y không xứng với chị. Chú không biết đâu, người này quan hệ rất rộng. Trước hôn nhân chị không rõ, sau hôn nhân thì người này đã thay đổi. Ỷ vào gia đình nên khá độc đoán. Lưu Kiều cười khổ nói. Biết bây giờ y đang qua lại với ai không? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Ai? Lưu Kiều thuận miệng nói ra tên một nữ diễn viên khá nổi tiếng trong những năm 90 nhưng mấy năm gần đây hình như ít xuất hiện trên phim. Hả, vậy y còn quấn lấy chị làm gì? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi.
không biết y nghĩ gì nữa, có lẽ không chấp nhận việc chị chủ động ly hôn. Y thậm chí còn giành quyền nuôi con, coi đây là áp lực nhưng chị không lùi bước. Lưu Kiều không muốn tiếp tục ở đề tài này. Quốc Đống, chị phải nhắc chú là mấy hôm ở Thượng Hải, chú phải cẩn thận. Chị cảm thấy y sẽ không bỏ ý đồ. Triệu Quốc Đống cười nói. Có cần em báo cảnh sát không? Lưu Kiều nghe vậy cũng vui lên đôi chút. Báo cảnh sát cũng vô ích, y có quan hệ rất rộng, hơn nữa làm việc cẩn thận và rất chu đáo. Lưu Nhược Đồng đến khách sạn Hoa Viên hơi muộn một chút. Từ Phổ Đông sang đây bị tắc đường, cô mới từ nước ngoài về nên chỉ kịp nghỉ một đêm, sáng hôm nay bay tới Thượng Hải. Nhược Đồng, đây. Từ xa đã nghe được tiếng của Lưu Kiều. Lưu Kiều ở Thượng Hải thường ở tại khách sạn Hoa Viên này. Xem ra Triệu Quốc Đống đã sớm tới. Tim Lưu Nhược Đồng đập nhanh một chút, tại sao có thể như vậy? Trước đây cô chưa từng có hiện tượng này, chẳng lẽ ở bên nhau lâu và có tình yêu sao? Lưu Nhược Đồng cẩn thận khống chế tâm trạng mình, trên mặt nở nụ cười. Nhược Đồng, đến nhanh thế. Triệu Quốc Đống đứng lên cầm túi cho Lưu Nhược Đồng, kéo ghế cho cô. Em uống gì? Anh trở nên quan tâm em như vậy từ bao giờ thế? Lưu Nhược Đồng trừng mắt nhìn hắn. Cà phê à? Triệu Quốc Đống cười nói. Em cũng biết anh đó không thích cái này, uống như trâu uống nước vậy. Chịu hai người rồi, nghĩ chị không ở đây sao? Lưu Kiều lắc đầu nói. Chị ra ngoài một chút rồi về ngay, thuận tiện liên lạc mấy người bạn giúp Quốc Đống. Lưu Kiều vừa đi, Lưu Nhược Đồng hỏi Triệu Quốc Đống. Tứ tỷ sao vậy anh? Ồ, em quan sát giỏi thế. Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn cô. Có tiến bộ. Đừng nói linh tinh. Lưu Nhược Đồng có thể nhận ra vẻ buồn bã trên mặt Lưu Kiều. Mặc dù Lưu Kiều giấu tốt nhưng Lưu Nhược Đồng vẫn có thể nhận ra. Triệu Quốc Đống nhún vai kể lại chuyện vừa rồi, Lưu Nhược Đồng cũng có chút tức giận với hành động của tên kia. Sao anh lại không đá mạnh thêm chút nữa? Nhược Đồng, em không phải muốn y tàn phế hay nằm trên giường mấy tháng đó chứ? Hay là muốn anh phải ra tòa? Triệu Quốc Đống có chút tức giận nhìn cô. Không phải, chỉ cần làm y ngậm cái miệng bẩn lại là được. Lúc này Lưu Nhược Đồng trông rất lạnh lùng. Đó là kẻ rác rưởi, ỷ vào gia đình mà không biết trời cao đất rộng, cũng không biết tứ tỷ trước sao lại chọn y chứ. Đây là do tứ tỷ tự chọn, hơn nữa vì thế mà tứ tỷ còn mâu thuẫn với trong nhà. Không tới mức như vậy chứ. Triệu Quốc Đống không hiểu mấy ân oán giữa các gia đình nên nói. Anh không hiểu đâu, Trần gia cùng Lưu gia trước có quan hệ tốt nhưng vì việc này nên xung đột. Mặc dù thế hệ trước hiểu biết không tính toán nhưng đồng lứa bọn em không nghĩ vậy. Hơn nữa Trần gia còn xa sút hơn Lưu gia chúng ta nên càng nhạy cảm ở việc này, cho rằng tứ tỷ vong ơn. Tứ tỷ lúc trước vào công ty đầu tư Trung Hoa có một phần là nhờ Trần gia. Nhưng sức ảnh hưởng của Trần gia giảm quá nhanh, bây giờ căn bản không có sức ảnh hưởng gì mấy với bên trên. Tứ tỷ toàn nhờ vào năng lực và quan hệ của mình để đứng vững tại công ty. Lưu Nhược Đồng hiếm khi nói nhiều việc trong nhà. Cô cũng biết Triệu Quốc Đống có chút không thích nghe việc Lưu gia, ngay cả Lưu Thác, Lưu Nham cũng nói chuyện với cô không nên đề cập việc của Lưu gia trước mặt Triệu Quốc Đống, tránh làm Triệu Quốc Đống phản cảm. Dù sao Triệu Quốc Đống xuất thân bình thường, đây là hai thế giới khác nhau. Mặc dù hắn bây giờ đã phá tầng ngăn cách nhưng không có nghĩa là tâm trạng của hắn sẽ thông suốt. Quyển 14, chương 39. Trần Hàn Phong ra khỏi khách sạn Hoa Viên liền chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Y không mang theo thư ký và lái xe, y vốn định tìm chỗ nói chuyện với Lưu Kiều, mặc dù không ngừng bị từ chối nhưng y biết Lưu Kiều vẫn không tìm người đàn ông khác. Người phụ nữ xinh đẹp đến đâu chơi mãi cũng chán, Trần Hàn Phong chơi còn được chứ cưới ư? Không thể, lúc này y mới phát hiện tầm quan trọng của một hậu phương vững chãi. Lưu Kiều trước đây chỉ mắt nhắm mắt mở với quan hệ ngoài luồng của y, chỉ khi y có tình cảm với một người phụ nữ khác thì Lưu Kiều mới quyết tâm chia tay. Trần Hàn Phong cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào mà lại đồng ý ly hôn. Không thể không nói ả diễn viên này khá hấp dẫn, ít nhất có thể làm cho mình đồng ý ly hôn là không đơn giản. May là cuối cùng mình tỉnh táo lại, không đồng ý kết hôn với người phụ nữ kia, nếu không sẽ là quá sai lầm. Lưu Kiều thường ở khách sạn Hoa Viên hoặc Đông Hồ, thói quen này Trần Hàn Phong hiểu rõ. Nhiều năm như vậy y vẫn không chịu bỏ Lưu Kiều, trên thực tế hàng năm y luôn có một hai lần về quấn lấy Lưu Kiều. Để tỏ vẻ với bên ngoài rằng Lưu Kiều vẫn là người Trần gia, là người phụ nữ của Trần Hàn Phong y, đừng ai dám có ý đồ với cô. Nếu chính thức để lấy lại Lưu Kiều, Trần Hàn Phong không biết mình dám làm như vậy không?
như vậy cuộc sống tự do tự tại của y sẽ kết thúc, không thể nào thoải mái như hiện nay. Y có thể không thèm để ý đến vẻ khinh miệt của Lưu Kiều, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một kẻ kém hơn mình lại dùng cách đó sỉ nhục mình rồi không phải trả giá cái gì. Y lúc ấy cố gắng lắm mới có thể ra khỏi khách sạn, nếu không y sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó mất lý trí. Trả thù cũng cần kỹ xảo và thực lực. Đối phó Lưu Kiều thì y sẽ không làm, cũng không thể làm, cũng chưa chắc đã như ý, còn phản tác dụng. Nhưng nếu tên kia chỉ là bạn làm ăn của Lưu Kiều thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng người này ở khách sạn Hoa Viên sao? Làm như thế nào mới nắm rõ chi tiết của hắn? Trần Hàn Phong sẽ không đánh khi chưa rõ tình hình đối phương. Hải tử, cậu không phải có quan hệ với cảnh sát Thượng Hải sao? Ồ, cậu cũng biết đó, Lưu Kiều ở khách sạn Hoa Viên, tôi muốn điều tra một chút xem cô ta đến cùng ai. Ôi, tôi không phải muốn kết hôn lại với Lưu Kiều sao? Không nói nữa, cậu lập tức điều tra cho tôi chờ điện thoại của cậu. Trần Hàn Phong ngồi trong xe suy nghĩ, bây giờ còn không rõ đối phương là loại người gì, nhưng dù biết đối phương là ai thì y cũng phải làm đối phương trả giá. Trần Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi lại cầm máy gọi đi. Nhị Thuận, liên lạc với Mai Lão Tam hộ tôi không ra mặt, cậu tự thu xếp. Đừng nói nhiều, chuyện của tôi mà còn cần cậu quan tâm sao? Ừ, tôi nói với cậu có kẻ làm phiền chị dâu cậu, muốn làm cóc ăn thịt thiên Nga, không để cho hắn bài học là không được. Người ở đầu bên kia có lẽ cũng biết tình hình của Trần Hàn Phong, nghe thấy dính tới việc này thì không nói gì nữa, chỉ nói sẽ nhanh chóng bố trí. Trần Hàn Phong có chút do dự, Mai Lão Tam là người y không quen mấy, nhưng đám Nhị Thuận thì y biết đó là kẻ độc ác, đã ra tay sẽ không nương nhẹ. Ở trong khách sạn Hoa Viên, bây giờ còn ở khách sạn, cậu chuẩn bị trước ở gần đó đi. Trần Hàn Phong cắn răng nói. Bên Lô Loan sao? Người đầu bên kia có chút do dự nói. Đại ca, bên kia rất phồn hoa nên khó xuống tay, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện như vậy mà cậu cũng không làm được sao? Trần Hàn Phong lạnh lùng nói. Không phải là không làm được mà tôi lo đám người Mai Lão Tam không có tâm tư, không có đầu óc, ra tay dễ có chuyện nên khó thu xếp. Đối phương vội vàng nói. Việc này không cần cậu lo, những người đó không dùng tiền xử lý được sao? Trần Hàn Phong hừ một tiếng nói. Cậu chuẩn bị đi. Trần Hàn Phong ngồi trong xe suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn chưa đáng tin. Đám người Mai Lão Tam đánh nhau không sao, nhưng đó là đối phó người bình thường. Nếu có chuyện thì Lưu Kiều nhất định nghi ngờ mình bây giờ có thân phận khác nếu như dùng cách làm văn minh đối phó đối phương là cách tốt nhất. Chuyện ở Thượng Hải đối với Trần Hàn Phong mà nói là không vấn đề gì. Y có đủ biện pháp đối phó tình hình, nhưng đầu tiên cũng phải tìm hiểu rõ về đối phương. Người đầu y gọi điện rất nhanh gọi lại, Lưu Kiều ngày đầu ở một mình tại khách sạn, không có ai đi cùng cô. Hơn nữa người kia sáng nay mới tới, có lẽ theo hẹn mà tới, thân phận không rõ. Lễ Tân nhớ một xe biển Thượng A đưa hắn tới đó, nếu muốn điều tra thì phải tốn chút thời gian. Đối phương có thể làm được như vậy là không dễ, điểm này Trần Hàn Phong cũng rõ. Không đầy nửa tiếng đã có thể tìm được như vậy, đối phương nhất định đã điều động không ít quan hệ, nhưng điểm này đối với Trần Hàn Phong là rất quan trọng, quyết định hành động tiếp theo của y. Vì thế y đã nhờ đối phương tìm xem xe kia có lai lịch gì. Đối phương do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Việc này hơi phạm quy, Trần Hàn Phong cũng rõ. Chẳng qua đây không phải việc lớn, chỉ cần mình không mưu sát thằng kia thì sao đâu. Xe Mercedes, Benz 350 màu đen chạy ra khỏi khách sạn, Trần Hàn Phong hung hăng trừng mắt nhìn sang bên kia. Thằng danh, mày không thoát được đâu. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ đối phương tốn nhiều tâm tư như vậy để điều tra mình. Hắn đến đây là do chi nhánh Ninh Lăng ở Thượng Hải đưa tới. Chi nhánh nhiều năm không có bao nghiệp vụ. Chủ yếu phụ trách công tác tiếp đón. Lãnh đạo các quận, huyện Ninh Lăng đến Thượng Hải thì đều nhờ người của chi nhánh giúp vài việc, có đôi khi cũng tiến hành thu hút đầu tư, bọn họ cũng liên lạc giúp một chút. Có đôi khi lãnh đạo muốn ra nước ngoài khảo sát và bay từ Thượng Hải, bọn họ cũng đón và đưa tiễn. Triệu Quốc Đống biết tác dụng của loại đơn vị này không nhiều, nhưng hắn cũng phải thừa nhận có chi nhánh này cũng thuận tiện khi mình tới Thượng Hải làm việc. Lưu Kiều đã bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng cũng tránh không nhắc tới Trần Hàn Phong. Triệu Quốc Đống không ngờ Lưu Kiều còn đầu tư vào mảng dầu mỏ, công ty cô không làm ngành này nhưng Lưu Kiều lại có bạn làm mảng đó. Tin tức của Lưu Nhược Đồng và sự phán đoán của Triệu Quốc Đống làm cho Lưu Kiều bắt đầu có ý đầu tư vào mảng này. Mặc dù đầu tư không nhiều nhưng cũng coi như có thu hoạch,
điều này càng làm Lưu Kiều tin vào phân tích của Triệu Quốc Đống. Tình hình Iraq không thể ổn định, người Mỹ mặc dù đã phá bỏ chính quyền cũ nhưng trước đó Đảng Phục Hưng cũng có chuẩn bị, mà phái CIA cũng đang nhanh chóng mở rộng thế lực. Điều này làm cho các quốc gia Trung Đông khác đều thấy lo lắng. Mỹ sau khi vào Iraq liền cảm thấy như đấm vào không khí vậy. Bây giờ Mỹ đang cố gắng ổn định tình hình Iraq, nhưng Iraq vẫn rất loạn. Bọn họ tấn công không gặp bao chống cự mấy, nhưng bây giờ bọn họ vẫn có chút khó chịu. Lưu Nhược Đồng giới thiệu những điều không phải bí mật, chỉ là do cô hiểu càng rõ ràng hơn mà thôi. Triệu Quốc Đống không biết Trung Quốc có tham gia hay không, nhưng có một điều có thể khẳng định là các nước lớn đang đánh cờ, sáng không được thì cục chiêu thương tối. Cho nên giá dầu trong thời gian ngắn không thể hạ xuống. Theo phán đoán của tôi thì nó còn tiếp tục tăng lên. Nếu muốn Iraq khôi phục sản xuất thì nước Mỹ vẫn chưa đủ khả năng, bởi vì nhiều người không hy vọng Iraq khôi phục sản xuất như Nga, nhất là bọn họ không có cơ hội chia chén canh từ Iraq. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Cục diện rối rắm có đặc sắc, có người khổ sở, có người thích thú, phải xem năng lực của mọi người. Lưu Nhược Đồng không nhịn được cười. Triệu Quốc Đống phân tích luôn sắc bén. Vậy ý của anh là tứ tỷ còn có thể làm tiếp ở mảng này. Lưu Nhược Đồng thuận miệng nói. Lưu Kiều đạt lợi từ đầu tư vào dầu mỏ thì cô biết. Chẳng qua cô không rõ Lưu Kiều kiếm được bao nhiêu. Đây chỉ là một xu thế chung, còn ở giữa cũng có lúc xuống. Nhưng có thể khẳng định giá dầu không thể trở lại giai đoạn 20 USD một thùng, dù là 40 USD cũng không duy trì được lâu dài, 70, 80 USD một thùng là rất bình thường. Triệu Quốc Đống nói, tình hình bên Iraq rất khẩn trương phải không? Quyển 14, chương 40. Nhất định là không dễ dàng rồi. Bọn họ đều chú ý cử động của nước Mỹ, có lẽ đây là cách giết gà dọa khỉ, nhưng nếu khỉ không nghe lời thì sao? Lưu Nhược Đồng nói. Chẳng qua trong nước cũng ý thức được vấn đề này. Tháng 7 vừa rồi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đã tới Trung Quốc, ký một loạt hiệp định. Các công ty dầu mỏ hàng đầu Trung Quốc đã ký không ít hợp đồng. Chuyện này Triệu Quốc Đống cũng biết. Sau khi Mỹ thành công đánh chiếm Iraq đã làm một loạt nước chấn động. Iraq dễ dàng bị đánh bại làm Iran cảm thấy nguy cơ cận kề. Bọn họ mới nhận ra lực lượng của Mỹ mạnh đến mức như thế nào, thậm chí có thể dễ dàng phá vỡ một chính quyền mạnh. Vậy mục tiêu tiếp theo của Mỹ là ai? Bởi vì như vậy nên Iran vừa tăng cường lực lượng quân sự, cũng tích cực tìm kiếm đồng minh, tìm kiếm nước lớn ủng hộ và giúp đỡ. Vì thế Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đến Trung Quốc, mà theo Triệu Quốc Đống phán đoán đây chỉ là bước mở đầu mà thôi. Iran cần Trung Quốc giống như Trung Quốc cũng cần Iran vậy. Trung Quốc đạt được quyền tiến vào khai thác dầu khí ở Iran, một loạt mỏ với sản lượng lớn đều đã được các công ty dầu mỏ Trung Quốc ký kết hợp đồng. Iran cũng dự định để Trung Quốc thăm dò mấy mỏ khí thiên nhiên ở khu vực Azaz với sản lượng trên 1 tỷ tấn. Đồng thời tập đoàn xăng dầu Trung Quốc sẽ xây dựng một nhà máy lọc dầu khổng lồ ở Iran, giúp Iran giảm bớt khó khăn về việc thiếu xăng. Sợ có chút khó khăn, anh nhớ Nga có quan hệ truyền thống với Iran, hơn nữa cơ sở không kém, cạnh tranh chắc cũng không ít phải không? Triệu Quốc Đống luôn chú ý động tĩnh của Bộ Năng lượng, thường xuyên liên lạc với một ít đồng nghiệp trên bộ để biết tin tức. Công ty dầu mỏ lúc Nga cũng cạnh tranh hạng mục này, chủ yếu là do khu vực Azaz quá hấp dẫn đối với bọn họ, tập đoàn xăng dầu Iran không kham hết nên mới muốn giao cho tập đoàn xăng dầu Trung Quốc. Lưu Nhược Đồng cười nói. Công ty lúc là công ty cổ phần, đa nguyên hóa, các nước Âu Mỹ đều có cổ phần, nó không đạt được sự ủng hộ toàn lực của chính phủ Nga, hơn nữa bây giờ Nga cũng không có thực lực chống lại Mỹ. Hiện nay chính sách nguồn năng lượng của Trung Quốc đã có thay đổi. Quốc gia đã thả lỏng mảng khai thác, lọc dầu, vận chuyển và tiêu thụ, nhưng việc khai thác dầu thô trong nước vẫn do các công ty trong nước nắm trong tay. Nhưng bây giờ đã có vài hướng đi mới, ví dụ như cổ vũ các công ty tư nhân tiến vào ngành khai thác, vận chuyển khí thiên nhiên, cổ vũ các công ty ra nước ngoài. Quốc gia sẽ ủng hộ nhiều về tài chính và chính sách. Lưu Kiều nhìn Triệu Quốc Đống và nói, công ty bọn chị cũng đã có ý định về việc này nhưng bây giờ mới là trong thương thảo. Nhiều nhân tố không xác định nên cần phải chú ý cẩn thận. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành năng lượng. Mặc dù bây giờ việc khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên ở trong nước thậm chí là tiêu thụ về cơ bản do công ty nhà nước khống chế, nhưng ngành than đã sớm không phải thiên hạ của công ty nhà nước, mà mảng bán lẻ xăng dầu cũng dần buông lỏng. Đây chính là tiến bộ lớn, chỉ cần đạt được quyền khai thác, sản xuất và quyền kinh doanh thì cơ chế lũng đoạn trong nước sẽ dần bị phá vỡ, sẽ có lợi cho dân, cho nước.
Lưu Kiều đã liên lạc vài người bạn cho Triệu Quốc Đống. Bọn họ cũng đã đến thử tìm cơ hội đầu tư tại Chiết Giang nhưng đúng như Lưu Kiều nói, trong này có nhiều mạo hiểm. Nhất là ở tình huống tin tức không cân xứng thì càng rõ ràng rõ. Mà chính quyền lại khá bảo thủ, cẩn thận ở việc này. Khi Lưu Kiều giới thiệu thân phận của Triệu Quốc Đống ra liền đã làm đối phương có hứng thú. Bọn họ tỏ vẻ mai sẽ đến gặp Triệu Quốc Đống. Bữa trưa ba người ăn ở khách sạn, Triệu Quốc Đống không thích cơm Tây mấy nhưng vẫn phải ăn. Trần Hàn Phong cuối cùng đã tìm được lai lịch của đối phương. Xe kia là xe của chi nhánh Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên tại Thượng Hải. Các vấn đề khác Trần Hàn Phong không cần tìm hiểu nhiều. Khách từ Ninh Lăng tới ư, thằng nhà quê. Không cần phải nói cũng biết đây là một giám đốc công ty tư nhân nào đó muốn đi vay tiền, nếu không cũng là cán bộ nhà nước lợi dụng đợt quốc khánh lên Thượng Hải chơi, thuận tiện gặp người nắm tài chính là Lưu Kiều. Nhìn đối phương chỉ tầm 30 tuổi thì cũng không thể nào làm to được. Phải cho hắn biết hậu quả của việc dám trêu mình, có lẽ đối phương từ một kẻ trông rất oai phong sẽ mềm nhũn ra ngay. Trần Hàn Phong nghĩ đến đây mà rất vui sướng. Tin tức truyền ra thì thằng đó hình như còn dẫn theo một người phụ nữ. Như vậy càng tốt, Trần Hàn Phong đang mong cơ hội này. Có thể làm cho đối phương khóc như con chó trước mặt người phụ nữ của hắn, lại mình xin tha thứ, mình sẽ làm như thế nào? Nhổ nước bọt lên mặt hắn, hay là đấm hắn? Ngay cả Trần Hàn Phong cũng cảm thấy mình như muốn điên lên vì việc này. Nếu không phát tiết được cơn tức giận trong lòng, y không biết mình còn mặt mũi nào mà gặp Lưu Kiều. Đã lâu không kiên nhẫn chờ đợi như vậy, chờ đúng là mệt. Nghĩ đến tin tức truyền đi thì hình như lúc này Lưu Kiều đã tách với bọn họ. Trần Hàn Phong từ phía xa xa nhìn về cửa khách sạn. Y dùng ống nhòm quân sự là có thể thấy hết mọi thứ. Chiếc xe màu đen kia cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn. Trần Hàn Phong ngồi bật dậy, ống nhòm tập trung vào biển số xe, đúng là nó. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng không để ý lời cảnh cáo của Lưu Kiều. Theo bọn họ thấy người thành đạt như Trần Hàn Phong dù như thế nào cũng không đến mức làm ra chuyện trái pháp luật giữa ban ngày được. Mà vài hôm nữa hắn sẽ rời khỏi Thượng Hải, chẳng lẽ đối phương còn có thể đuổi tới Ninh Lăng sao? Chẳng qua bọn họ quên mất một điều, có những kẻ khi điên lên thường đánh giá quá cao năng lực của mình, coi người khác như bao cát mặt cho y đánh. Khi hai chiếc xe Santana 2000 màu đen một trước một sau chặn đường, Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống mới nhận ra có chuyện. Đại Tào, đừng dừng lại, tránh qua bọn họ. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Lái xe Đại Tào đang định dừng xe xuống mắng đối phương một trận. Y làm lái xe cho chi nhánh Thượng Hải nhiều năm, biết vợ chồng sếp to ở đây thì cũng không sợ có phiền phức. Nhưng bây giờ nghe sếp nói như vậy, Đại Tào có chút giật mình, xem ra có chuyện rồi. Đại Tào không kịp suy nghĩ nhiều mà vô thức dùng chân phải đạp ga, động cơ gầm lên lao về bên trái, vòng qua đuôi xe phía trước, quệt chúng vào cửa xe vừa định mở ra của đối phương. Xe đằng sau không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, nó giống như trong phim. Ngày Quốc Khánh nên Thượng Hải rất đông người, đoạn được mậu danh này nổi tiếng nhiều xe qua lại nên nếu muốn thoát khỏi đối phương là quá nguy hiểm. Nguy rồi, bí thư Triệu, đằng trước tắc đường. Đại Tào đổ mồ hôi, đằng trước đang tắc đường. Nếu muốn vượt qua thì chỉ có thể lao lên đường dành cho người đi bộ. Dừng đi. Triệu Quốc Đống đã gọi điện cho 110 báo cảnh sát, bây giờ là giữa ban ngày, hắn không tin Trần Hàn Phong dám thuê người đánh mình. Lưu Nhược Đồng cũng có chút khó hiểu. Ở Thượng Hải này đâu đâu cũng có cảnh sát giao thông mà lại như thế nào sao? Quyển 14, chương 41. Xe Santana thành công ép xe hoàng quan của Triệu Quốc Đống sang bên đường khiến không ít người chú ý. Dù sao một xe Santana không có cửa sau điên cuồng đuổi theo xe khác ở Thượng Hải náo nhiệt như vậy, xe cảnh sát tuần tra cũng đã phanh két ở bên. Đại Tào rất lo lắng nhìn bí thư Triệu mặt không chút thay đổi. Vợ chồng sếp không hề có vẻ lo lắng, ngược lại còn có chút tò mò. Điều này làm y không rõ là có chuyện gì xảy ra. Thượng Hải khác tỉnh An Nguyên, đây là nơi nhiều thành phần phức tạp, toàn bộ Trung Quốc có mấy Thượng Hải chứ? Chỉ có một mà thôi. Mấy tên thanh niên từ xe đối phương đi xuống có vẻ rất tức giận, tất nhiên đều chưa từng gặp cảnh phải đuổi theo như vậy bao giờ. Bọn chúng đang hung hăng đi tới. Mà cảnh sát tuần tra cũng bị hai người của đối phương chặn ở bên nói gì đó, còn đưa ra một loại giấy tờ gì đó. Cảnh sát tuần tra sau khi xác minh liền gọi về trụ sở để báo cáo tình hình. Quốc Đống xem ra hôm nay chúng ta làm Tây Dương kính rồi. Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống một chút thì thấy mặt mày hắn đang nhăn nhó. Xem ra hắn không muốn gặp chuyện này, mà cũng đúng, ai muốn gặp mấy chuyện như thế này chứ?
Xuống đi hai vị, chẳng lẽ còn muốn chúng tôi mời sao? Một người đàn ông đi đến trước cửa sổ xe, cửa kính tự động hạ xuống. Lưu Nhược Đồng lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi không rõ có chuyện gì xảy ra. Đâm hỏng xe chúng tôi, chẳng lẽ hai người cứ định vỗ mông rời đi sao? Đối phương tức giận nói. Vốn tưởng đối phương là hai kẻ nhà quê thì xử lý quá dễ. Không ngờ gặp phải chuyện này, cũng may mình phản ứng nhanh, kịp thu tay thu chân nếu không đúng là tàn phế rồi. Ồ, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, va quệt thì có cảnh sát giao thông xử lý, trách nhiệm của ai thì người đó phụ trách là được. Đó là chuyện của lái xe. Lưu Nhược Đồng cười cười một tiếng, xem ra đối phương nhìn nhầm người rồi. Nhìn nhầm rồng thành rắn, quá đáng tiếc, xem ra sẽ làm tên Trần Hàn Phong thất vọng. Chuyện đâm xe sẽ có người xử lý, ngoài ra chúng tôi có việc nhờ hai người hỗ trợ điều tra, mời hai người phối hợp với công việc của chúng tôi. Một người đàn ông tuổi lớn hơn có chút bực mình nhìn đồng bọn, tiện tay đưa thẻ công tác của mình ra vung lên làm cho Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống thấy rõ chữ trên đó. Xin lỗi tôi không thấy rõ, chúng tôi không rõ vì sao lại phải hỗ trợ điều tra. Chuyện này đối với Lưu Nhược Đồng là quá đơn giản, cô nói. Tôi từ chối. Cô từ chối. Một tên thanh niên khác lớn tiếng nói. Cô có thể từ chối. Chỉ dựa vào cô. Vậy có thể đưa thẻ công tác của anh cho vợ chồng chúng tôi xem kỹ không? Thời buổi này thứ gì cũng có thể làm giả. Lưu Nhược Đồng không muốn tốn thời gian nói nhảm với đối phương. Người đàn ông lớn tuổi ngăn tên thanh niên đang kích động. Y cảm thấy hôm nay sợ là việc khó có thể giải quyết. Mặc dù Trần Hàn Phong đã nói rõ câu chuyện nhưng y vẫn sợ có sơ sót cho nên muốn xác minh một chút và thấy không có vấn đề gì. Đối phương từ tỉnh An Nguyên đến, xe này là chi nhánh một thị xã của tỉnh An Nguyên tại Thượng Hải. Theo bọn họ không khó để xử lý. Tùy tiện tìm lý do đưa về thẩm vấn một phen. Khách sạn Hoa Viên là khách sạn tư nhân quản lý, nhiều người nước ngoài, là nơi phức tạp. Ở tình huống đó dù không làm gì đối phương thì kiếm lý do đưa về nhốt vài tiếng cũng đơn giản. Nhiều lắm cuối cùng lấy lý do cần chỉ về vụ án liên quan đến an ninh quốc gia nên cần đối phương hợp tác là được. Y cẩn thận đánh giá hai người trong xe, lái xe trông rất căng thẳng nhưng hai vợ chồng kia thì không. Có thể tự tin như vậy ở tình huống này thì nếu không phải Trần Hàn Phong nói dối thì chính là mình gặp phải con cá lớn, nhưng khả năng phía sau là rất nhỏ. Trần Hàn Phong đáng chết. Nhưng ở tình huống này nếu mình cứ thế rời đi sẽ mất mặt, cũng không tiện ăn nói với Trần Hàn Phong. Đây là thẻ của tôi, mời cô xem rõ. Lúc này y mới tỉnh táo lại và muốn xem lai lịch của đối phương. Cục An ninh Quốc gia. Lưu Nhược Đồng nhướng mày. Trần Hàn Phong không ngờ còn có thể mời tên này ra, đúng là có chút bản lĩnh. Trần Hàn Phong đánh giá cao Trần Hàn Phong vài phần. Chẳng qua nhìn đám người Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải này thì xem ra trình độ cũng không cao. Lưu Nhược Đồng biết thân phận của đối phương càng thêm yên tâm, đối phương sẽ không dám làm gì quá đáng. Nhiều lắm đưa vợ chồng mình về nhốt vài tiếng là đủ. Thưa cô, bây giờ có thể đi chưa? Người đàn ông nhìn Lưu Nhược Đồng, chính chủ ngồi bên phải không nói gì, mà người phụ nữ này hình như cũng không dễ chọc vào. Rất xin lỗi, chúng tôi không thể đi theo anh, trừ khi anh đưa ra thủ tục đầy đủ, mà tôi nghĩ sợ rằng anh không mang theo. Lưu Nhược Đồng nói, đây là tôi mời anh chị hỗ trợ điều tra. Tên này xa sầm mặt lại, quả nhiên là nhân vật khó chơi. Nhưng mấy tên cảnh sát đứng bên nếu mình cứng rắn lôi đi sẽ không ổn. Hứa tiên sinh, tôi đã xem thẻ của anh, là thật. Tôi cũng nói với anh tôi làm ở Bộ Tổng Tham mưu, đây có số điện thoại, tôi đề nghị anh thông qua hệ thống của mình liên lạc với thủ trưởng của tôi, xác minh thân phận của tôi. Anh không có quyền khi chưa đủ thủ tục mà muốn hỏi tôi về bất cứ chuyện gì. Có vấn đề gì anh có thể trực tiếp liên lạc với thủ trưởng của tôi. Lưu Nhược Đồng lạnh lùng và đưa cho đối phương một số điện thoại. Đối phương ngẩn ra rồi lập tức yêu cầu cấp dưới xác minh. Y nhìn sang Triệu Quốc Đống rồi nói. Tôi sẽ lập tức xác minh, còn đây là... Đây là chồng tôi, không cùng ngành với tôi. Nhưng tôi cảm thấy anh không phải vì công việc, anh đừng phủ nhận. Tôi biết anh có thể tìm rất nhiều lý do để giải thích, tôi không muốn can thiệp vào công việc của các anh. Nhưng tôi phải nhắc anh đừng dẫm lên pháp luật. Các anh là nhân viên chấp pháp của quốc gia, vượt qua pháp luật thì chỉ mình bị tổn thương mà thôi. Lưu Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nói tiếp. Anh ấy là ủy viên tỉnh ủy An Nguyên, bí thư thị ủy Ninh Lăng, là đại biểu Đại hội Đảng Quốc gia, tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ hậu quả những gì mình đang làm. Đối phương có chút buồn bực, người phụ nữ ở Bộ Tổng Tham mưu không nói, còn gặp một kẻ khác khó chơi hơn.
bí thư thị ủy mặc dù không tính gì nhưng đại biểu đại hội đảng lại khác. Nếu nói mình thực hiện theo trình tự công việc thì không sao, nhưng bây giờ Trần Hàn Phong hại mình rồi. Không khí trở nên có chút căng thẳng, cảnh sát tuần tra bên kia đang tò mò nhìn tới và thấy sao lại lâu xử lý xong như vậy. Đối phương phải nhanh chóng đưa người đi mới đúng. Rất nhanh tên thanh niên kia đã đi tới nói vài câu với người đàn ông đứng tuổi. Tên này suy nghĩ một chút rồi nói. Xin lỗi Lưu tiểu thư, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng tôi biết, không sao. Chẳng qua đã làm hỏng xe các anh. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Nhược Đồng định nói gì nên chặn cô lại. Chuyện vốn không quan hệ đến các anh, tôi chỉ nghĩ các anh về sau làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, đừng lạm dụng quyền lực quốc gia giao cho anh. Cũng mời anh chuyển lời đến vị kia bảo y tự thu xếp. Đối phương có chút xấu hổ gật đầu, xua tay cho phép xe đi. Tại sao? Lưu Nhược Đồng nhíu mày nói. Ôi, có gì mà phải hỏi kỹ chứ? Chúng ta không biết nguyên nhân sao? Họ hứa kia cũng được, rất tỉnh táo và lý trí. Anh nghĩ y cũng có nỗi khổ, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì mà, có thể bỏ qua thì bỏ qua đi. Triệu Quốc Đống dựa đầu vào ghế nói. Hừ, anh không nghĩ anh rơi vào tay bọn họ sẽ. Không đến mức như vậy. Anh tin em cũng nhìn ra một vài chi tiết. Y thực ra chỉ làm lấy lệ, anh nghĩ tên kia đang đứng bên nhìn. Bây giờ có kết quả ra ra là đủ rồi. Anh thấy họ hứa còn có vẻ vui mừng. Đó là người thú vị, giỏi hơn tên Trần Hàn Phong kia nhiều. Lưu Nhược Đồng hừ một tiếng không nói gì. Quyển 14, chương 42. Buổi chiều Triệu Quốc Đống muốn gặp Trường Xuyên và Đức Sơn, tối cũng ăn bữa cơm với Kiều Huy. Mặc dù là đi nghỉ nhưng trên thực tế Triệu Quốc Đống cảm thấy vẫn rất bận. Ngoài ra Hoắc Vân Đạt cũng sẽ bay lên Thượng Hải tìm cơ hội thu hút đầu tư, chủ yếu y dựa vào việc Triệu Quốc Đống giới thiệu người cho mình. Theo tập đoàn ô tô Fukuda đầu tư vào Ninh Lăng, một hạng mục sản xuất ô tô khổng lồ như vậy sẽ kéo theo rất nhiều ngành liên quan, mà đây chính là cơ hội của khu công nghiệp Đông Giang. Mặc dù các thiết bị quan trọng do Fukuda và các công ty liên kết với bọn họ phụ trách sản xuất, nhưng sản xuất ô tô liên quan đến nhiều thiết bị, dù là công ty lớn đến đâu cũng không thể bao hết, mua thiết bị từ các công ty khác là bình thường. Vì thế do Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Cục Chiêu thương thị xã phối hợp, Hà Vi Trạch đã chủ động liên lạc với Fukuda, hy vọng hợp tác về điểm này với Fukuda. Đông Giang hy vọng đưa các công ty sản xuất linh kiện ô tô vào khu công nghiệp Đông Giang, làm ngành sản nghiệp trụ cột của khu công nghiệp. Fukuda cũng rất có hứng thú với việc này. Chính quyền địa phương có thể chủ động giải quyết việc này cho bọn họ đủ để nói rõ chính quyền coi trọng hạng mục của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng đưa ra các yêu cầu mang tính kỹ thuật, yêu cầu Đông Giang khi thu hút đầu tư phải thỏa mãn được yêu cầu này. Fukuda cũng đánh giá cao về hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng, thậm chí bọn họ còn đề nghị một vài công ty liên kết với mình đầu tư xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Đông Giang. Cũng có vài hạng mục đã được ký kết. Ngành sản xuất ô tô liên quan rất rộng. Fukuda cũng hy vọng chính quyền địa phương có thể giúp bọn họ lôi kéo đầy đủ toàn bộ dây chuyền sản xuất, mà chính quyền địa phương cũng rất thích giúp bọn họ. Như vậy sẽ giúp đỡ chính quyền địa phương có thể chủ động việc bố trí sản nghiệp trụ cột của mình. Nó giống như việc khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang và khu công nghiệp Đông Giang có lựa chọn giống nhau, hai bên mặc dù cũng cạnh tranh nhưng thị xã cũng có thể phát huy tác dụng phối hợp. Các thiết bị quan trọng chủ yếu tập trung bên Tây Giang, mà các linh phụ kiện với tính khoa học kỹ thuật không cao thì có thể tập trung bên Đông Giang. Đương nhiên điều này không phải tuyệt đối, chủ yếu còn phải xem quyết định của các công ty. Chiết Giang là nơi phát triển nhất về thiết bị ô tô, hơn nữa đầu tư tư nhân ở mảng này là rất lớn. Chói mắt nhất chính là tập đoàn Vạn Hướng, đây là một nhà xưởng tư nhân sau đó phát triển thành một tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ô tô. Bây giờ tập đoàn Vạn Hướng đã thành lá cờ đầu trong các công ty tư nhân. Đây cũng là điều mà Triệu Quốc Đống coi trọng công ty này. Hắn vẫn hy vọng có thể thu hút tập đoàn Vạn Hướng đến Ninh Lăng. Lần này đến Thượng Hải ngoài việc lợi dụng quan hệ giữa hắn với vài nhà kinh doanh Chiết Giang từ hồi còn ở Giang Khẩu, hắn cũng hy vọng thông qua quan hệ của Lưu Kiều mà liên lạc với bọn họ, có thể rót thêm luồng sức sống mới vào ngành thiết bị ô tô của Ninh Lăng, thúc đẩy xây dựng trụ sở mang tính tổng hợp ở Ninh Lăng. Em đi có tiện không? Lưu Nhược Đồng cười nói. Em thấy sao? Có một nhân vật lớn ở Bộ Tổng Tham mưu, anh mới yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Nếu không chồng cũ của tứ tỷ mời FBI hay cảnh sát quốc tế đến bắt anh thì anh có thể làm gì? Lưu Nhược Đồng nghe xong cũng phải phì cười. Triệu Quốc Đống này quá xấu, lúc nãy trong xe không nói gì mà muốn xem mình diễn,
đến cuối cùng hắn lại làm người tốt. Có thể nói làm kẻ xấu là mình, hắn làm người tốt. Trần Hàn Phong không ngờ lại là như vậy, đối phương trong điện thoại thay đổi hẳn thái độ, cho rằng mình cố ý làm hại hắn. Chuyện gì thế này? Bộ tổng tham mưu, sao lại chui ra nhân vật tàn nhẫn như vậy? Người đàn ông còn là đại biểu đại hội đảng toàn quốc, bí thư thị ủy, sao có thể? Thằng đó mới tầm 30 mà, chẳng lẽ khu vực Trung Tây Trung Quốc trẻ hóa cán bộ tốt đến như vậy sao? Trần Hàn Phong còn định giải thích với đối phương một chút, muốn hỏi thêm tình hình nhưng đối phương rõ ràng cảm thấy mất mặt nên không muốn nói nhiều, chỉ nói lai lịch của đối phương rất lớn. Bộ tổng tham mưu cơ mà, các ngành chấp pháp ở trong nước căn bản không thể động tới. Trần Hàn Phong vốn định rửa nỗi nhục ban sáng nhưng không ngờ kế hoạch tỉ mỉ lại kết thúc như vậy, thậm chí còn không biết nguyên nhân thật sự. Y không nuốt trôi cơn tức này, nhưng không có nghĩa y mất tỉnh táo. Nếu không kể hậu quả làm loạn thì không phải tác phong của Trần Hàn Phong. Người với người, số mạng khác nhau, ít nhất bây giờ Trần Hàn Phong thấy mình rất thoải mái, tại sao lại phải mạo hiểm gây loạn cho mình chứ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, từ từ sẽ tới, không phải gấp. Trần Hàn Phong cố an ủi mình, cố làm mình bình tĩnh lại. Bây giờ y cần làm là hiểu rõ lai lịch hai vợ chồng kia. Chị dâu, được đó, Đức Sơn này ngoài ông anh ra thì chưa phục ai, nhưng hôm nay tôi đúng là phục thêm chị. Đức Sơn vốn đang rất tức giận vì việc Triệu Quốc Đống bị tập kích, y đi qua đi lại mãi. Đến khi nghe Lưu Nhược Đồng nói dùng cách gì để giải quyết vấn đề, y mới yên tĩnh đôi chút. Ông anh của tôi là như vậy đó, nhiều lúc thích làm người tốt. Cục an ninh quốc gia thì sao chứ? Có thể coi trời bằng vung, không coi pháp luật vào đâu sao? Đức Sơn chưa nói hết câu đã bị Triệu Quốc Đống quát lên. Cút, một kẻ không bao giờ biết pháp luật như chú mà nói vậy được sao? Sang bên ngồi im cho tôi. Anh, em chỉ nói là mấy thằng đó tự nhận mình ở Cục an ninh quốc gia nên muốn làm gì thì làm được sao? Nực cười. Đức Sơn bị Triệu Quốc Đống mắng nên dịu giọng đi chút. Anh chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Dù thằng Trần Hàn Phong đó làm gì thì em nếu không cho nó ngã, em mang họ nó. Câm miệng, chuyện của anh từ lúc nào đến lượt chú chỉ trỏ. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn đối phương rồi bình tĩnh nói. Tôi cảnh cáo chú, việc này không đơn giản như chú nghĩ, nó liên quan rất nhiều. Anh thật ra hy vọng đối phương lý trí một chút, đương nhiên nếu đối phương không từ bỏ ý đồ thì anh cũng phải cho y biết có những lúc vượt qua giới hạn là không được. Lưu Nhược Đồng nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặc dù ít thể hiện nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo. Ý của hắn rất rõ, hắn không muốn làm Lưu Kiều khó xử, nói cách khác là không muốn việc này không thể cứu vãn. Đương nhiên nếu Lưu Kiều, thậm chí Lưu Gia không xử lý được việc này thì hắn sẽ dùng cách của hắn, hoặc lực lượng của hắn để giải quyết. Trường Xuyên thật ra lại không quá để ý tới việc này. Với tình hình chính trị Trung Quốc thì bất luận là kẻ nào dùng cách này đối phó quan chức là cực ngu xoản. Lần này là do đối phương không rõ thân phận của Triệu Quốc Đống nên mới làm vậy. Sau khi biết thì đối phương nhất định sẽ không dùng cách đó. Anh, chuyện này không có gì đáng phải nhắc tới. Tên Trần Hàn Phong nếu là người trong nhà nước thì sau lần này sẽ biết điều mà lui. Đương nhiên thằng ngu thì vẫn sẽ sinh sự, có thể xem một chút. Nếu như không ai có thể trị được y thì em tin trên đời này có nhiều biện pháp giải quyết vấn đề. Trường Xuyên nói khá nhẹ nhàng nhưng lại làm Lưu Nhược Đồng run lên. Đức Sơn là người thẳng thắn, nhưng Trường Xuyên này lại luôn lên kế hoạch trước rồi mới hành động, hơn nữa đã ra tay là chúng. Y nói như vậy nhất định là đã sớm có biện pháp đối phó. Đủ rồi, chuyện tạm dừng ở đây, không cần hai chú nhúng tay vào, nhất là Đức Sơn đó. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện không nên mở rộng. Tốt nhất là để đối phương không xuất hiện trước mặt hắn. Quyển 14, chương 43. Trung Dược Quân cảm thấy tâm trạng chủ tịch Triệu Tần không tốt mấy. Chẳng qua khi thấy mình tới thì Cư cũng vui hơn chút. Nhân lúc Cư vào phòng nghe điện, y lặng lẽ hỏi vợ Cư, Từ tỷ xem Cư có chuyện gì. Từ tỷ nó bí thư thị ủy Lô Hóa, trừ lương mới đi không lâu và làm lão Tần không vui. Cô biết Trung Dược Quân có quan hệ tốt với chồng mình nên cũng không giấu. Cũng bảo Trung Dược Quân khuyên lão Tần. Không nên phiền lòng vì công việc khiến cho người ta phải mất sức khỏe. Tâm trạng Tần Hạo Nghiên đúng là không tốt, Trừ Lương đến chỗ y ngồi gần tiếng nhưng toàn mang tới tin tức làm người ta khó chịu. Trừ Lương là người mình cố gắng đề cử, lên chức gần như cùng lúc với Trung Dược Quân. Tần Hạo Nghiên vẫn cho rằng năng lực của Trừ Lương còn hơn Trung Dược Quân một bậc, vì thế y không tiếc thỏa hiệp với Yến Nhiên Thiên để Trừ Lương tới làm bí thư thị ủy Lô Hóa.
nhưng Trử Lương đến Lô Hóa đã hơn năm mà lại làm Tần Hạo Nghiên rất buồn bực. Lô Hóa là thành phố công nghiệp cũ, phát triển chậm, mấy năm qua tốc độ tăng trưởng luôn kém hơn trung bình toàn tỉnh 4%. Đây cũng là nguyên nhân khiến Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu muốn thay đổi bộ máy Lô Hóa. Bí thư thị ủy Lô Hóa trước đây sau khi tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, Trử Lương được điều từ sở dân chính tới làm bí thư thị ủy Lô Hóa. Tần Hạo Nghiên vốn hy vọng kinh tế Lô Hóa sẽ khởi sắc khi Trử Lương tới. Không ngờ hơn nương qua mà kinh tế Lô Hóa vẫn chậm phát triển, không có khởi sắc mấy, quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy thị ủy không đoàn kết. Ngược lại Trung Dược Quân làm thị trưởng Ninh Lăng lại như cá gặp nước, hợp tác tốt với Triệu Quốc Đống. Là do mình nhìn nhầm sao? Tần Hạo Nghiên cho rằng không hoàn toàn như vậy. Với thân phận của Trung Dược Quân lúc ấy mà muốn làm bí thư thị ủy một nơi là không thể, tới làm thị trưởng Ninh Lăng là vị trí tốt nhất của hắn. Chẳng qua Tần Hạo Nghiên không ngờ Ninh Lăng lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Hoàng Lăng bị bắt, thay vào đó là Triệu Quốc Đống từ Bộ Năng lượng về, hai người Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân hợp tác tốt đến thế. Chỉ có hơn năm mà Ninh Lăng đã phát triển nhanh như vậy, làm cho Tần Hạo Nghiên suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy lại khác. Nhưng Trung Dược Quân là thị trưởng, bí thư thị ủy là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lại là người ở thời Ninh Pháp đẩy ra, mà bây giờ Ứng Đông Lưu lại đứng vững trước sự phản đối của Yến Nhiên Thiên mà điều Triệu Quốc Đống từ Bộ Năng lượng về. Mặc dù Triệu Quốc Đống được thông qua nhưng nhiều người đang muốn xem biểu hiện của hắn tốt hay xấu, qua đó có lẽ ảnh hưởng đến uy tín của Ứng Đông Lưu. Nhưng biểu hiện bây giờ của Trung Dược Quân và Trử Lương làm cho Tần Hạo Nghiên rất thất vọng. Ứng Đông Lưu đã có ý muốn thay đổi bộ máy các nơi kém phát triển gồm Lô Hóa, Vinh Sơn, Đường Giang. Mặc dù nó còn chưa thể uy hiếp địa vị của Trử Lương nhưng tỉnh ủy đã có vài âm thanh cho rằng biểu hiện của Trử Lương ở Lô Hóa không tốt. Nếu như lần này thị trưởng Lô Hóa bị điều chỉnh mà có biến hóa tốt lên thì uy tín của mình sẽ như thế nào? Ngồi đi Dược Quân, đợt quốc khánh này có ra ngoài chơi không? Tần Hạo Nghiên có chút mệt mỏi xua tay ra hiệu Trung Dược Quân không cần câu nệ. Lúc Trung Dược Quân ở Ủy ban xây dựng tỉnh, Tần Hạo Nghiên vẫn là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch phụ trách giao thông, xây dựng. Trung Dược Quân, lúc ấy ở Ủy ban xây dựng có mâu thuẫn khá lớn giữa chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thường trực, thường hay tạo ra sóng gió trong hội nghị đảng ủy. Chỉ có Trung Dược Quân không bị quấn vào mâu thuẫn của hai người, cố gắng làm tốt công việc của mình. Hai người dù bố trí công việc gì, Trung Dược Quân cũng không từ chối, điều này làm Tần Hạo Nghiên có ấn tượng tốt đối với Trung Dược Quân. Sau đó khi bộ máy ủy ban xây dựng được đồng chí, Trung Dược Quân làm phó bí thư, phó chủ nhiệm thường trực, quan hệ của đôi bên càng thêm mật thiết. Tôi không đi, bí thư Triệu lên Thượng Hải, tôi không dám rời tỉnh An Nguyên, sợ xảy ra chuyện gì gấp lại không về kịp. Trung Dược Quân rót trà cho mình rồi ngồi xuống. Hắn đến nhà Tần Hạo Nghiên nhiều lần, trước đây mỗi lần gặp Tần Hạo Nghiên thì thấy chủ tịch tỉnh có tâm trạng tốt, hiếm khi tỏ vẻ mệt mỏi như hôm nay. Ừ, điều này thì đúng. Bây giờ cải cách tiến vào giai đoạn sâu rộng, một ít mâu thuẫn tưởng không quan trọng sẽ tạo thành sự kiện quần thể. Chuyện ở Đường Giang diễn ra, tỉnh ủy đã đưa ra yêu cầu, không biết Ninh Lăng đã bố trí công việc đến thế nào rồi. Tần Hạo Nghiên gật đầu nói. Bên Ninh Lăng chúng tôi khá bình tĩnh, chủ yếu là do Ninh Lăng đã đưa ra nhiều biện pháp giúp đỡ các gia đình khó khăn và giải quyết việc làm cho công nhân mất việc. Qua đó tạo thành hiệu quả rõ ràng, tiêu trừ nhiều nhân tố gây mất ổn định, cũng được quần chúng ủng hộ. Mặc dù tài chính của thị xã gặp không ít gánh nặng nhưng chúng tôi cho rằng như vậy là đáng giá. Chuyện Tần Hạo Nghiên nói xảy ra ở Đường Giang chính là sự kiện quần thể diễn ra ở Đường Giang. Hai vợ chồng của nhà máy dệt Đường Giang đều là công nhân nghỉ việc. Do cuộc sống khó khăn nên vợ đi trộm đồ ăn ở chợ bị bắt. Chồng nhục nhã không có mặt mũi gặp ai nên uống thuốc sâu tự tử. Mặc dù cứu được nhưng vẫn khiến toàn bộ công nhân nhà máy dệt tụ tập lên ủy ban thị xã kiện. Vậy ủy ban 8 tiếng tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Đây là cảnh báo đối với việc đảm bảo công ăn việc làm cho nhân dân đối với toàn tỉnh. Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị khẩn cấp, yêu cầu các nơi lập tức tiến hành điều tra, có biện pháp giúp đỡ người khó khăn. Nghe Trung Dược Quân nói như vậy, mắt Tần Hạo Nghiên sáng lên nói. Ồ, biện pháp của Ninh Lăng đúng là đáng để tham khảo, hiệu quả thế nào rồi? Giải quyết được khó khăn cho bao công nhân mất việc và dân chúng. Ninh Lăng chúng tôi xác định như thế này, nếu hai vợ chồng cùng phải nghỉ việc mà trong 3 tháng không tìm được việc sẽ do Ủy ban thị xã thống nhất bố trí ít nhất một người đến làm lao động công ích. Công nhân mất việc và dân chúng nội thành đặc biệt khó khăn thì sẽ do cơ quan cũ và các hợp tác xã đưa giấy chứng minh thì sẽ được vào làm lao động công ích.
Trung Dược Quân nói. Hiện nay công việc này đang được đẩy mạnh, ngoài thị xã ra thì các quận, huyện Ninh Lăng cũng đang phổ biến chế độ này. Chẳng qua nó tạo áp lực nhất định đối với tài chính, mặc dù tiền lương không cao nhưng thứ nhất số lượng không nhỏ, thứ hai là đảm bảo công việc cho bọn họ. Cho nên nơi có tài chính khó khăn rất khó phổ biến chế độ này. Ninh Lăng cũng có các huyện khó khăn về tài chính thì sẽ giải quyết như thế nào? Tần Hạo Nghiên nhíu mày nói. Mấy quận, huyện như Phong Đình, Đông Giang cùng Thương Hóa đúng là có chút khó khăn về tài chính. Nhưng thứ nhất dân cư nội thành ít, phù hợp tiêu chuẩn không nhiều, thứ hai thị xã cũng có tài chính nhất định trợ cấp cho các quận, huyện khó khăn này, đợi đến khi tài chính các quận, huyện tốt lên thì thị xã sẽ rời khỏi. Trung Dược Quân cảm thấy Tần Hạo Nghiên có hứng thú với việc này nên giải thích khá chi tiết. Áp lực đối với các quận, huyện nông nghiệp nhỏ hơn, áp lực chủ yếu tập trung ở nội thành. Cũng may Ninh Lăng các anh năm nay thu tài chính tăng nhanh. Tôi đã xem vài báo cáo số liệu thì thấy tỷ lệ thu thuế đứng hàng đầu của tỉnh. Tần Hạo Nghiên có chút ấn tượng đối với số liệu của Ninh Lăng. Ngoài ra thu nhập bình quân của Ninh Lăng có vẻ cũng tăng lên rất nhanh. Vâng, chủ yếu mấy ngành xây dựng, vật tư, du lịch tăng tốc nhanh, hơn nữa các hạng mục công nghiệp cũng đang lục tục xây dựng xong và đưa vào sản xuất. Qua đó khiến thu tài chính cũng xuất hiện xu thế tốt. Trung Dược Quân không giấu vẻ vui mừng của mình. Dự tính nguồn thu chủ yếu là ở khu khai phát, khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang và khu Giang Đông. Đây cũng là trụ cột để chúng tôi đảm bảo hệ thống an sinh xã hội. Ồ, anh nói một chút xem nào. Tần Hạo Nghiên thở dài nói. Y nghĩ đến Trử Lương đang rất đau đầu ở Lô Hóa, nói 1.000 nói 1.000 nhưng tài chính không có tiền. Như vậy cơ sở vật chất của anh không được cải thiện, mà cơ sở vật chất kém thì sẽ khó thu hút đầu tư. Không có hạng mục công nghiệp lớn tiến vào thì thương mại không thể phát triển. Điều này khiến thu tài chính kém đi. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn. Chủ tịch Tần, ở điểm này tôi và Bí thư Triệu có ý kiến khá thống nhất, đó chính là dù phải buộc chặt thắt lưng, vay tiền cũng phải xây dựng trước cơ sở vật chất, đây là trụ cột. Không có điều này thì không thể phát triển, công ty đầu tư đô thị Ninh Lăng chính là quân tiên phong. Bây giờ mặc dù vay vốn nhiều nhưng khu khai phát và khu Giang Đông cũng nhờ đó mà phát triển rất nhanh. Dược Quân, xem ra anh và Triệu Quốc Đống phối hợp rất ăn ý. Tôi vẫn còn lo cậu ta còn quá trẻ không thể khống chế được tình hình, lo rằng quan hệ của thành viên bộ máy thị ủy không tốt, xem ra tôi quá lo lắng rồi. Tần Hạo Nghiên nói đầy ẩn ý. Quyển 14, chương 414. Trung Dược Quân run lên, lời này của Tần Hạo Nghiên hình như có chuyện nên y không tiện tiếp lời. Tần Hạo Nghiên cũng nhận ra điều này nên cười nói. Anh và Quốc Đống quan hệ ăn ý như vậy. Tôi và Bí thư Ứng thấy rõ ràng và rất vui. Kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển tốt như vậy đã thể hiện bộ máy thị ủy Ninh Lăng đoàn kết. Dược Quân, biểu hiện của anh và Triệu Quốc Đống làm tỉnh ủy, ủy ban tỉnh rất hài lòng, hy vọng anh và Quốc Đống có thể tiếp tục duy trì tình huống này, làm tấm gương cho các nơi trong tỉnh. Trung Dược Quân lúc này mới yên tâm đôi chút, y cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch Tần, ngài là lão lãnh đạo của tôi ở đây cũng không giấu gì ngài. Quốc Đống không phải người hoàn hảo, cũng có vài khuyết điểm ví dụ như cách làm việc và dùng người có chút độc đoán, hơn nữa tính cách khá bá đạo, một vài chi tiết trong cuộc sống không chú trọng. Đương nhiên điều này có chút quan hệ do tuổi của y. Tần Hạo Nghiên gật đầu ra hiệu Trung Dược Quân nói tiếp. Nhưng tôi thấy Triệu Quốc Đống và Hoàng Lăng khác nhau về bản chất. Triệu Quốc Đống mặc dù có chút độc đoán nhưng không phải hiện tượng phổ biến. Chỉ là ở vài vấn đề cụ thể hoặc là chuyện y cho rằng là chính xác thì thường khá quyết đoán, không nghe ý kiến người khác. Nhưng về tổng thể mà nói dù tôi nói ra ý kiến khác thì cũng không bị chối bỏ, y cũng khá tôn trọng ý của tôi. Nhưng đối với các đồng chí khác trong bộ máy thì khó nói. Đương nhiên thành viên trong bộ máy cũng không dám trực tiếp tranh luận với y. Tôi cũng chuẩn bị nhắc đến vấn đề này trong hội nghị lần tới. Ừ. Rất tốt, bí thư thị ủy mặc dù là người đứng đầu nhưng anh cũng là phó bí thư thị ủy, thị trưởng, anh có trách nhiệm này. Chính là giám sát đề phòng hiện tượng không nghe ý kiến của ai khác. Tần Hạo Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chế độ tập trung dân chủ ở nhiều nơi chỉ là hình thức. Hiện tượng người đứng đầu đảng ủy quyết định tất cả tồn tại khá nhiều, đây là điều mà đảng đang cố sửa đổi. Làm như thế nào tôn trọng quyền lực của bí thư thị ủy, đồng thời phát huy chế độ tập trung dân chủ. Tôi hy vọng Ninh Lăng có thể làm tốt việc này, điều này cũng có lợi cho sự trưởng thành của Quốc Đống. Trung Dược Quân cố gắng suy nghĩ ý trong câu nói của Tần Hạo Nghiên. Y cảm thấy Tần Hạo Nghiên hình như có cái nhìn với Triệu Quốc Đống.
Điều này làm y không rõ nguyên nhân là tại sao. Chỉ vì mình là thị trưởng, Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy nên Tần Hạo Nghiên coi trọng mình, còn bí thư Ứng coi trọng Triệu Quốc Đống. Điều này làm Trung Dược Quân có chút khó xử. Nói thật quan hệ giữa y và Triệu Quốc Đống khá tốt, trong công việc khó tránh khỏi có mâu thuẫn và ý kiến khác nhau nhưng Trung Dược Quân cảm thấy bây giờ vẫn trong phạm vi khống chế, còn không đến mức để lãnh đạo tỉnh can thiệp vào. Mấy câu đầu Chủ tịch Tần có vẻ hài lòng với sự phối hợp giữa mình và Triệu Quốc Đống, sao mấy câu sau lại thành thế này? Chủ tịch Tần, tôi cảm thấy tôi và Triệu Quốc Đống đang phối hợp khá ăn ý. Bây giờ hai chúng tôi về cơ bản đạt thành nhất trí trong các hạng mục công việc, đây là điều không dễ gặp sau nhiều năm công tác của tôi. Trung Dược Quân nói, Ninh Lăng có thể phát triển nhanh như vậy tôi cảm thấy có nguyên nhân chính là việc này. Tần Hạo Nghiên hơi cứng mặt nhưng lập tức khôi phục bình thường. Vậy là tốt, bộ máy đoàn kết thì mới có thể đẩy mạnh kinh tế địa phương phát triển, hy vọng hai người duy trì tốt điểm này. Trung Dược Quân nhận ra vẻ mặt Tần Hạo Nghiên thay đổi, y không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Chủ tịch Tần rất coi trọng mình nhưng mình có vẻ đã đi ra ngoài quỹ đạo của đối phương. Hai người nói chuyện một chút, Tần Hạo Nghiên không hứng thú mấy nên Trung Dược Quân cảm thấy biết ý mà xin về. Nhìn Trung Dược Quân rời đi, mặt Tần Hạo Nghiên hơi đổi một chút. Trung Dược Quân này hình như đã bị Triệu Quốc Đống thu phục hoàn toàn. Một người như vậy sao có thể chống trả lại Triệu Quốc Đống? Nghĩ đến đây Tần Hạo Nghiên có chút buồn cười. Mình sao trở nên hẹp hòi như vậy? Chẳng lẽ là thấy người do Ứng Đông Lưu đề cử làm tốt, người mình đề cử kém nên thấy khó chịu sao? Tần Hạo Nghiên không khỏi lắc đầu một tiếng, xem ra phải tìm cơ hội trấn an Trung Dược Quân mới được. Lưu Nhược Đồng và Lưu Kiều đến siêu thị Hồng Kiều, thích mua sắm là bản tính của bất cứ người phụ nữ nào. Kiều Huy bây giờ đã là người trên không trung. Mặc dù Cù Vận Bạch đã quay lại Thiên Phu nhưng Kiều Huy vẫn rất bận. Thị trường bất động sản nóng lên làm ai cũng muốn tiến vào. Thiên Phu Thượng Hải đã thành một đối trọng khá nặng ở giới bất động sản Thượng Hải. Từ ban đầu xây dựng các căn biệt thự sang trọng, sau đó Thiên Phu xây dựng thêm các căn chung cư cao cấp. Danh tiếng của Thiên Phu phát triển rất nhanh, cũng mua nhiều đất lên. Làm người phụ trách chính của mảng bất động sản Thiên Phu, Kiều Huy tập trung chính vào Thượng Hải và Bắc Kinh, cũng phải chiếu cố đến thị trường An Đô, Hàng Châu, Thiên Tân cùng với Hải Nam. Kiều Huy nói Bắc Kinh và Thượng Hải bây giờ chỉ cần có thể cầm được đất dù với giá gì thì chỉ cần 1-2 năm là kiếm được rất nhiều. Đương nhiên anh nếu có tài chính xây dựng đợi đến khi bán ra thì nó sẽ khác hẳn. Huy ca, mặc kệ anh mệt như thế nào thì khi nghĩ đến những đồng bạc trắng chảy vào túi mình thì tôi nghĩ đều đáng phải không? Đức Sơn có chút hâm mộ nhìn Kiều Huy. Tôi chuẩn bị mua một căn ngự phủ Giang Nam của Thiên Phu Thượng Hải, đúng là sót quá. Đức Sơn, cậu đừng ở đó mà kêu gào, tôi về lập tức tăng lên 50% nữa xem cậu nghĩ như thế nào. Kiều Huy trừng mắt nhìn đối phương. Đừng được lợi còn kêu gào, giá khu đó tăng lên rất nhiều, ở đó có hoàn cảnh rất đẹp đó. Cậu nhìn hàng xóm quanh mình đi, cậu sẽ cảm thấy cậu ở đó tuyệt đối là đáng giá. Đức Sơn có chút tức giận nói. Trường Xuyên, anh sớm nói Thương Lãng nên hợp tác với Thiên Phu. Công ty chí nghiệp Thương Lãng không nên chỉ chuyên môn vào mảng bán bất động sản thôi. Bây giờ kiếm tiền chính là vua, ai có thể lầm cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta làm đó. Chú xem đi, bây giờ lại để Thiên Phu đến kiếm tiền của Thương Lãng chúng ta. Hai anh em Đức Sơn mua 4 căn ở Ngự Phủ Giang Nam, ngoài việc mua cho bố mẹ một căn, Trường Xuyên cũng lấy danh nghĩa của mình mua một căn cho Triệu Quốc Đống. Bán ma túy càng lãi hơn đó, sao chú không đi? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Trường Xuyên, đừng để ý đến nó. Anh thấy nó muốn tiền đến điên rồi, chẳng lẽ là có con bé ngôi sao nào lấy hết tiền của nó sao? Triệu Quốc Đống nói làm Đức Sơn phải im tiếng, Kiều Huy nghe xong không khỏi cười ha hả. Triệu Quốc Đống có quyền uy tuyệt đối với em trai. Đức Sơn không sợ trời không sợ đất, ở Thượng Hải cũng là nhân vật nổi tiếng. Tên này có quan hệ rộng rãi với làng giải trí. Ngự Phủ Giang Nam là một khu dân cư cao cấp hạng sang của Thiên Phu Thượng Hải xây dựng ở khu phố Tây, được xưng là khu đất vàng của Thượng Hải. Nó chẳng những có vị trí tốt, hơn nữa từ xây dựng đến quy hoạch, tuyên truyền đều do chuyên gia đến từ Hong Kong, Singapore phụ trách. Bắt đầu từ quy hoạch không lúc nào không tạo tiếng vang, cũng tạo kỳ tích ở Thượng Hải. 258 căn nhà nhưng chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã được bán hết. Bây giờ giai đoạn 2 chưa chính thức khởi công mà đã được đặt hàng hết từ trước. Điều này làm cho Nhật báo Quang Minh lên án vì Thiên Phu đã khiến thị trường bất động sản nóng lên quá cao,
nhưng nó lại khiến danh tiếng của Ngự phủ Giang Nam đạt đến đỉnh cao. Huy ca, Thiên Phu coi như đã tạo được thanh danh ở Thượng Hải, sau đây anh định làm gì? Triệu Quốc Đống cảm thấy Kiều Huy mặc dù mệt nhưng lại rất vui vẻ. Điều này cũng là bình thường, ai đứng ở thành công lớn mà giữ được bình tĩnh là điều chỉ xuất hiện đối với thánh nhân hoặc người điên. Làm sao ư, còn có thể làm gì ngoài tiếp tục đi tới? Kiều Huy xua tay nói. Bất động sản Thiên Phu có sản phẩm ở Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với nhiều nơi khác, bán ra cũng tốt. Hơn nữa Thiên Phu có quan hệ tốt đẹp với ngân hàng, tài chính lưu động cũng nhiều nên tạm thời chưa gặp ảnh hưởng nhiều từ nhân tố bên ngoài. Quyển 14, chương 45. Tụ tập tài chính chỉ là một phương diện, rất nhiều người làm bất động sản chỉ nhìn điểm này. Mặc dù dự trữ quỹ đất là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý tính hợp lý giữa quỹ đất và tiền mặt. Triệu Quốc Đống nói, Kiều Huy là chuyên gia trong lĩnh vực này, bây giờ Dương Thiên Bồi về cơ bản đã giao hết mảng bất động sản cho Kiều Huy. Sự thật chứng minh Kiều Huy đã khá thành công, mà Dương Thiên Bồi càng phụ trách chính vào cơ cấu của cả tập đoàn và mảng xây dựng. Xây dựng Thiên Phu đã bắt đầu hướng ra thị trường nước ngoài, bắt đầu cạnh tranh nhận hợp đồng với các công ty xây dựng khác. Ví dụ như một vài hạng mục xây dựng ở Kazakhstan, Turkmenistan, Pakistan, Myanmar cùng với Sudan, mặc dù Thiên Phu còn chưa thể so sánh với các công ty nhà nước khổng lồ nhưng xây dựng Thiên Phu đã thành công đi bước đầu. Mà công ty xây dựng Thiên Phu cũng đang chuẩn bị niêm yết lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống không quá quan tâm tới chuyện của Thương Lãng, Thiên Phu. Theo hắn thấy trách nhiệm của hắn đối với hai tập đoàn này đã hết. Hai tập đoàn này như con thuyền vào biển lớn bắt đầu hành trình của nó. Đương nhiên ở vài vấn đề quan trọng thì Triệu Quốc Đống vẫn có thể phát huy tác dụng chỉ đường của mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ quan tâm hơn cả là sự phát triển của công ty năng lượng quốc toàn. Hắn công tác ở Bộ Năng lượng hơn nửa năm cùng ký ức về sau khiến hắn hy vọng năng lượng quốc toàn có thể tạo tác dụng phá vỡ thị trường nguồn năng lượng của Trung Quốc, thậm chí có thể tiến ra nước ngoài. Trường Xuyên mua cho anh một căn ở Ngự Phủ Giang Nam, anh định xử lý như thế nào? Lưu Nhược Đồng một bên thay đồ một bên nói. Lưu Nhược Đồng mặc dù có chút ấn tượng đối với sự giàu có của Triệu gia nhưng một căn biệt thự mấy triệu tiện tay là mua tặng vẫn làm Lưu Nhược Đồng có chút giật mình. Mặc dù là ở Thượng Hải thì biệt thự khu đó cũng thuộc dạng xa xỉ bậc nhất. Lưu Kiều cũng có bạn mua nhà bên đó và thấy rất tự hào. Xử lý như thế nào ư? Có lẽ không cần anh phải suy nghĩ, cứ để đó thôi, lúc rảnh rỗi đến Thượng Hải coi như có điểm dừng chân. Triệu Quốc Đống cũng thay áo ngủ nói. Miễn cho hai chúng ta đến Thượng Hải lại phải vào khách sạn ở. Quốc Đống, nơi như vậy theo em thấy anh tốt nhất không nên vào ở. Thân phận của anh bây giờ đã khác. Thượng Hải là nơi nhiều người qua lại dễ dàng có người nhận ra anh, sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết. Lưu Nhược Đồng khẽ thở dài một tiếng nói. Cũng không biết mấy người em của anh tạo được tập đoàn lớn như vậy là phúc hay họa đối với anh nữa. Nếu anh tiếp tục đi theo con đường chính trị thì phải tính tới điểm này. Ừ, anh biết chừng mực cho nên về cơ bản ưu không xuất hiện trong phạm vi nơi làm việc của anh. Anh cũng giục bọn họ tốt nhất có thể đưa công ty lên thị trường chứng khoán, biến thành công ty của công chúng. Triệu Quốc Đống cũng biết đây là việc khó. Hắn vốn nghĩ đó là chỗ dựa lớn của mình, nhưng bây giờ ngoài việc nó làm hắn không phạm sai lầm về kinh tế ra thì hình như đó lại là gánh nặng. Lưu Nhược Đồng cũng không nói nhiều ở việc này. Không thể vì Triệu Quốc Đống là chính trị mà khiến Triệu gia không kinh doanh, nhưng nếu như không sớm đề cập tới, không sớm chú ý thì về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Quốc Đống, ai cũng có mối lo lắng, tính toán trước là điều rất cần thiết. Em không biết anh tính như thế nào. Nhưng nếu anh tiếp tục đi con đường này thì sau lưng anh có tập đoàn gia tộc khổng lồ như vậy thì dù anh có trong sạch bao nhiêu cũng sẽ tạo thành ấn tượng không tốt đối với dân chúng. Anh cần phải tính toán thật kỹ. Hai người nằm trên giường đều có chút tâm sự. Ngoài việc về công việc ra, cả hai đều phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, nhất là Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng không biết mình nên đối mặt như thế nào. Cô vốn nghĩ kéo dài vài năm rồi tìm lý do chia tay. Cô cũng không cần phải trả giá quá nhiều vì cuộc hôn nhân này, vừa có thể ngăn chặn miệng lưỡi gia đình, vừa có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống riêng nhưng bây giờ hình như đã đổi khác. Là mình có tình cảm hay mình thích tình thân, Lưu Nhược Đồng không rõ, nhưng cô phải thừa nhận cô bây giờ càng lúc càng thích ở bên Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không ngủ được, làm hắn phải suy nghĩ không chỉ có Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng là một người phụ nữ đáng giá làm bạn. Đối với hắn mà nói làm bạn không có nghĩa là tình yêu mà là tình thân lâu dài. Hắn cũng có thể cảm nhận được tình thân giữa hai người,
mặc dù nó hơi mờ nhạt nhưng bây giờ đã đang dần ổn định. Nhưng tình cảm là điều mà Triệu Quốc Đống tự nhận khó có thể khống chế được. Có đôi lúc hắn rất tỉnh táo đối mặt tất cả, nhưng có lúc hắn bị bên dưới chỉ huy, một chút kích thích mơ hồ là làm không khống chế được. Ai cũng nói như vậy mới là đàn ông thực sự nhưng đó là điều Triệu Quốc Đống không muốn thấy. Bây giờ có lẽ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn sở dĩ không chọn Hàn Đông mà chọn Lưu Nhược Đồng là hắn cảm thấy mình và Lưu Nhược Đồng đều thoáng trong chuyện tình cảm, cảm thấy hôn nhân chỉ là bịt miệng thế gian mà thôi, sau đó sẽ tách ra. Nhưng bây giờ hắn mới biết hai người vốn như hai đường thẳng song song đã bắt đầu tìm được điểm giao nhau. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng ở Thượng Hải năm hôm, sau chuyện xung đột với Trần Hàn Phong lần đó thì mọi chuyện đã trở lại yên tĩnh. Lưu Kiều sau khi biết Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng bị tập kích thì rất tức giận. Cô rất nhanh thông qua quan hệ phát thông điệp cuối cùng với Trần Hàn Phong. Nhưng Trần Hàn Phong giống như biến mất khỏi Thượng Hải vậy, không liên lạc được nữa. Lưu Kiều biết đây là cách quen thuộc của Trần Hàn Phong. Trần Hàn Phong sẽ thông qua con đường khác giảm ảnh hưởng, nhưng không ai có thể đảm bảo y có thể gây chuyện lại nữa hay không. Triệu Quốc Đống thật ra không quá để ý đến việc này. Lưu Kiều với tâm trạng áy náy nên đã liên lạc không ít người cho hắn. Hai bên đã gặp nhau và nói chuyện ở khách sạn Hoa Viên. Đây cũng không phải cuộc đàm phán mang tính chính thức, nhưng thái độ thành khẩn, thân phận của Triệu Quốc Đống và danh tiếng tốt đẹp của Lưu Kiều đã tạo được hiệu quả khá tốt. Mà hiện nay Ninh Lăng cũng đang được truyền thông đưa tin khá nhiều nên cũng làm bọn họ chú ý một chút. Nếu không với thị trường nhỏ như Ninh Lăng thì sao được bọn họ chú ý tới? Mặc dù là như vậy nhưng bọn họ vẫn chỉ là thử muốn tới Ninh Lăng khảo sát thực địa, cũng không hy vọng thị trường Ninh Lăng mang tới hiệu quả lớn đến như thế nào. Triệu Quốc Đống cũng tỏ thái độ chào mừng bọn họ tới Ninh Lăng. Hai bên cũng hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo. Sau đợt nghỉ này đối phương sẽ tổ chức một đám người đến Ninh Lăng khảo sát thị trường, đồng thời cũng muốn gặp mặt các cơ quan tài chính lớn của Ninh Lăng, hiểu rõ mức độ cho vay của hệ thống ngân hàng với các công ty đầu tư vào Ninh Lăng. Ngoài việc Triệu Quốc Đống thông qua một ít quan hệ của mình liên lạc với người Chiết Giang, Lưu Kiều cũng chủ động liên lạc một vài người bạn đến cổ vũ. Điều này làm Hoắc Vân Đạt và Vương Lệ Mai đều rất hưng phấn. Mà Vương Lệ Mai trong đợt này cũng thể hiện đầy đủ năng lực giao tiếp của mình, ít nhất Triệu Quốc Đống cảm thấy không khí cuộc hội đàm khá tốt. Vương Lệ Mai gần như có thể nói chuyện tốt với từng vị khác. Vương Lệ Mai đã được điều đến làm Phó Chủ tịch quận Đông Giang, đây là đề nghị của Vưu Liên Hương với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng được nhắc là có thể dùng Vương Lệ Mai nhưng phải cẩn thận. Hơn nữa Vưu Liên Hương còn nói Vương Lệ Mai là người có nhiều tham vọng. Ý tứ của cô là rất rõ ràng. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Khu công nghiệp Đông Giang mới được thành lập, quy hoạch ngành nghề mới xuất hiện một chút mặt mày. Hoắc Vân Đạt cũng cần có một vài hạng mục đến để khởi động nên đã kéo theo Vương Lệ Mai là người giỏi giao tiếp. Các nhà đầu tư khá tích cực và hài lòng với thái độ của Đông Giang. Dù sao hạng mục Fukuda đầu tư vào Ninh Lăng đã mang tới hiệu quả khá rõ ràng. Còn về phần kết quả như thế nào thì phải phụ thuộc vào cuộc gặp sau này. Quyển 14, chương 46. Đưa mắt nhìn Lưu Nhược Đồng biến mất sau cửa soát vé, Triệu Quốc Đống có chút thất thần. Hình như cuộc hôn nhân của hai người cứ mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn rồi vội vàng chia ly. Hắn vô thức thở dài một tiếng nhưng cảm thấy bên cạnh còn hai người nên hắn cũng thu lại cảm giác mất mát. Hoắc Vân Đạt đã gặp Lưu Nhược Đồng, y biết vợ của bí thư Triệu có lai lịch, từ khí chất của đối phương là y có thể nhận ra điều này. Vương Lệ Mai thật ra rất chú tâm quan sát Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống gần như chỉ sống một mình ở thị xã, ngoài việc biết vợ Triệu Quốc Đống làm ở Bộ Ngoại giao ra thì rất nhiều người không biết về tình hình gia đình hắn. Về phần nói Triệu Quốc Đống sao lại tìm một người vợ ở Bộ Ngoại giao thì có nhiều lời đồn, nhưng dù là ai nghĩ đau đầu cũng không thể biết được tin chính xác nhất. Cuộc gặp mặt hôm nay đã triệt để cắt đứt các ảo tưởng trong đầu Vương Lệ Mai. Khí chất cao quý, sáng trọng của Lưu Nhược Đồng làm cho cô cảm thấy tự ti. Mà ánh mắt lạnh lùng của Lưu Nhược Đồng như có thể thấy rõ dơ bẩn trong lòng người, làm người ta vô thức xuất hiện một cảm giác kính sợ. Vương Lệ Mai thậm chí không thể nói được mấy câu với đối phương. Triệu Quốc Đống bay về Ando sau khi Lưu Nhược Đồng lên máy bay tiếng rưỡi. Mà Hoắc Vân Đạt và Vương Lệ Mai còn ở Thượng Hải thêm ngày nữa. Có một vài nhà đầu tư Mai muốn đến gặp Hoắc Vân Đạt và Vương Lệ Mai. Còn một tiếng rưỡi nên ba người tìm một quán cà phê gần đó vào ngồi. Bí thư Triệu, vợ của ngài đúng là không giống bình thường, quan chức ngoại giao đại biểu hình tượng quốc gia chúng ta, đúng là rất hợp với ngài. Vương Lệ Mai cảm thấy Lưu Nhược Đồng vừa đi,
mình như được cởi xiềng xích, nói chuyện cũng phong phú hơn. Lễ Mai, cùng với việc khen Nhược Đồng thì không bằng chị dùng tài ăn nói đối phó người Chiết Giang. Đừng thấy bọn họ ai cũng nhiệt tình, tôi nói với chị chính thức đến khu công nghiệp Đông Giang khảo sát, bàn bạc điều kiện cụ thể thì bọn họ rất tinh danh, cũng đừng vì thu hút đầu tư mà không để ý tất cả. Triệu Quốc Đống hời hợt chuyển đề tài. Bí thư Triệu, điểm này xin ngài yên tâm, Chủ tịch Hoắc cũng đã bàn với tôi. Chúng tôi nếu tới thì vừa phải tỏ rõ thành ý của Đông Giang, đồng thời cũng phải cố gắng để đối phương hiểu rõ điều kiện của Đông Giang. Khu công nghiệp Đông Giang ngoài việc xây dựng chậm một chút thì điều kiện khác có gì kém khu khai phát thị xã chứ? Bây giờ cơ sở vật chất của khu công nghiệp Đông Giang đều chiếu theo điều kiện của khu khai phát mà xây dựng, chỉ có thể cao hơn tiêu chuẩn bọn họ chứ không thấp hơn yêu cầu của bọn họ, cứ như vậy chẳng lẽ còn không mời được bọn họ tới? Hơn nữa hạng mục của tập đoàn Fukuda có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư đợt này. Nếu không tôi nghĩ dù Đông Giang có đưa ra điều kiện tốt hơn nữa cũng không làm bọn họ động tâm. Vương Lệ Mai mặc dù mới làm phó chủ tịch Đông Giang chưa đầy tháng nhưng cách ăn nói cũng đổi khác đôi chút. Đúng là phù hợp với câu đứng ở vị trí nào thì biểu hiện của anh sẽ giống vị trí đó. Đúng thế bí thư Triệu, chúng tôi không muốn kém mãi. Hạng mục Fukuda có ảnh hưởng khá lớn đối với toàn thị xã. Đông Giang có điều kiện tiếp nhận ngành sản xuất thiết bị ô tô, thị xã cũng nên cân nhắc đến việc này giúp Đông Giang chúng tôi. Khu công nghiệp Lâm Cảng bên Tây Giang theo tôi thấy nên chú trọng phát triển ngành vật tư, kho chứa, một số ngành công nghệ cao chứ không nên mất công sức cạnh tranh với khu công nghiệp Đông Giang chúng tôi. Hoắc Vân Đạt bỏ thêm viên đường cho Triệu Quốc Đống, y biết Triệu Quốc Đống không thích uống quá ngọt. Triệu Quốc Đống nhìn Hoắc Vân Đạt và biết đối phương có ám chỉ gì đó. Vân Đạt, hai người mới đến Đông Giang được bao lâu? Ăn cơm Đông Giang vài ngày đã bắt đầu muốn lật trời hả? Không sợ Lưu Như Hoài cùng Cổ Bình Nguyên mắng hai người sau lưng sao? Khu công nghiệp Lâm Cảng và khu công nghiệp Đông Giang có cạnh tranh có hợp tác đó là hiện tượng tốt. Còn nếu cạnh tranh quá gay gắt thì thị xã không cho phép, thị xã cũng biết chừng mực. Nhưng thuyết phục nhà đầu tư như thế nào, tôi cảm thấy chủ yếu phải dựa vào điều kiện mềm của Đông Giang, mà không chỉ về cơ sở vật chất. Điểm này tôi phải nhắc hai người. Bí thư Triệu, việc này cũng không thể trách Chủ tịch Hoắc. Chủ tịch Cổ thường hay lên chỗ thị trưởng chung để đòi kéo hạng mục thủy tinh Phúc Diệu về Tây Giang. Nghe nói còn đến chỗ thị trưởng Vưu và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Thị xã để lý luận. Đông Giang chúng tôi khó khăn lắm mới đưa được một hạng mục tốt tốt về, y làm vậy là không muốn người nghèo có cơm ăn. Vương Lệ Mai bắt đầu phát huy khả năng của cô. Có những lời Hoắc Vân Đạt không tiện nói nhưng cô mới lên làm phó chủ tịch thì có thể. Cô không phải e ngại nhiều, nói chuyện cũng khá rõ ràng và sắc bén. Tây Giang nằm ở trung tâm thị xã, cơ sở vật chất tốt, khi lựa chọn phát triển sản nghiệp thì tôi cảm thấy bọn họ cần phải cẩn thận cân nhắc, tham quá nhiều đâu phải trọng điểm. Ngành sản xuất ô tô có nhiều mảng như vậy, chẳng lẽ mọi thứ đều đến Tây Giang bọn họ? Điều này là không thể, không thực tế. Vì sao bí thư Như Hoài không nói nhiều về hạng mục thủy tinh Phúc Diệu, theo tôi thấy đó là do tầm nhìn. Lệ Mai. Hoắc Vân Đạt nhíu mày nói. Y biết Cổ Bình Nguyên có cái nhìn với Hoắc Vân Đạt. Vương Lệ Mai lúc trước là cấp dưới trực tiếp nên không dám nói như vậy. Bây giờ Vương Lệ Mai đã chuyển sang Đông Giang nên không có gì phải e ngại. Nhưng Vương Lệ Mai nói như vậy là hơi quá, là không thích hợp. Cô nói gì vậy? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn hai người biểu diễn. Hoắc Vân Đạt bây giờ cũng học được cách này. Bây giờ y làm chủ tịch quận đã bắt đầu diễn khá đạt. Hạng mục thủy tinh Phúc Diệu đúng là khiến Tây Giang có phản ứng không nhỏ. Bọn họ cho rằng hạng mục Fukuda vừa đầu tư vào Tây Giang, hạng mục liên quan quan trọng như vậy nhất định phải tính tới Tây Giang trước. Nhất là hạng mục này có quy mô không nhỏ, không chỉ là cung cấp cho Fukuda Ninh Lăng, còn cung cấp cho các công ty sản xuất ô tô ở Vĩnh Châu, Trùng Khánh. Lưu Như Hoài cũng vì thế lên tìm Triệu Quốc Đống trao đổi, yêu cầu Triệu Quốc Đống tính tới việc Tây Giang muốn xây dựng một hệ thống hoàn thiện của ngành sản xuất ô tô, đưa hạng mục này đến khu công nghiệp Lâm Cảng, nhưng cuối cùng Triệu Quốc Đống đã không đồng ý. Thứ nhất do công ty Phúc Diệu về cơ bản đã xác định đầu tư vào khu công nghiệp Đông Giang, khu công nghiệp Đông Giang cũng đã có chuẩn bị đầy đủ. Thứ hai kính chắn không là sản phẩm trung tâm của ngành sản xuất ô tô, cho nên Triệu Quốc Đống cũng đề nghị quận Tây Giang phải có định vị của mình. Khu công nghiệp Lâm Cảng cần phải phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, mà không nên tham nhiều. Được rồi Vân Đạt, anh và Vương Lệ Mai đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Hạng mục thủy tinh Phúc Diệu đầu tư vào Đông Giang đã được trao đổi ở hội nghị thường trực ủy ban thị xã, không phải ai cũng có thể thay đổi.
Tôi cũng đã nói trừ khi nhà đầu tư muốn thay đổi ý kiến, nếu không thì ủy ban không thể thay đổi. Hai người bây giờ cần chính là xem đối phó đám người ngày mai như thế nào. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Mấy nhà đầu tư này mà tiến vào khu công nghiệp Đông Giang thì có lẽ quy mô ban đầu không quá lớn, đầu tư tầm 3 đến 5 triệu là tốt rồi. Nhưng một khi bọn họ cho rằng đầu tư xây dựng nhà máy ở Đông Giang có thể kiếm lời, cảm thấy ở đó gần với thị trường giảm được giá thành sản phẩm, giảm tiền vận chuyển thì bọn họ sẽ tăng cường đầu tư, thậm chí chuyển dây chuyển sản xuất từ khu vực Duyên Hải tới. Cho nên tôi phải nhắc hai người về sau cần làm tốt công tác phục vụ, đừng để nhà đầu tư cảm thấy bọn họ bị lừa tới rồi vứt xó, không được quan tâm. Nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng, Hoắc Vân Đạt và Vương Lệ Mai vốn còn định giải thích một chút nhưng lúc này không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Lệ Mai, nếu như quận giao việc xây dựng khu công nghiệp và thu hút đầu tư cho chị, tôi hy vọng chị gánh vác tốt việc này. Đừng để người khác đâm sau lưng chị và Vân Đạt, phải có kết quả làm cho mọi người hài lòng. Vương Lệ Mai chỉ có bản lĩnh gì thì tôi nghĩ quần chúng, cán bộ Đông Giang mắt rát sáng và nhận ra ngay. Là một nữ đồng chí, chị vừa có ưu thế nhưng cũng là áp lực lớn. Nhưng tôi tin chị có thể gánh vác trọng trách này. Chị làm tốt, thì ủy ban cũng sẽ thấy. Chị làm kém thì chỉ sợ chị không còn mặt mũi ngồi tiếp tục ở vị trí phó chủ tịch quận. Quyển 14, chương 47. Hoắc Vân Đạt nhìn bóng dáng tiêu sái của Triệu Quốc Đống biến mất ở trạm soát vé thì thấy trong lòng có hơi cảm khái. Nhân sinh chính là vô số những điểm nút ngẫu nhiên tiếp nối với nhau tạo thành, mà bất kể là anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa hẳn đã có thể đi theo phương hướng mà trong lòng mình nghĩ. Nhưng theo sự biến đổi tình thế bên ngoài thì có lẽ trong lúc vô ý anh sẽ phát hiện mình đã nhẹ nhàng đạt được mục đích mà mình muốn. Hắn đang làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm mà chỉ với một câu nói của Triệu Quốc Đống là hắn hăng hái đi theo tới Tây Giang, nhưng đến Tây Giang thì lại gặp phải sự tắc nghẽn, mặc dù đã nhanh chóng trở thành thường vụ quận ủy. Triệu Quốc Đống, vị lãnh đạo mà mình ngưỡng mộ đã lại rời đi, suốt 4 năm trời mình vẫn chỉ vật lộn ở cái vị trí thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Tây Giang. Tính cách của vị bí thư quận ủy Tăng Lệnh Thuần này khá mềm mỏng, cũng không chịu nhận sự coi trọng của Hoàng Lăng, Tông Kiến thì chỉ là loại ruồi bỏ cả ngày cứ bám váy phụ nữ. Dưới cái cơ cấu này thì nhân sự trong quận 4 năm như một ngày, gần như chẳng hề có biến hóa gì cả, kinh tế Tây Giang dù phát triển có khởi sắc nhưng nếu nói đúng ra thì còn không sinh động bằng Hoa Lâm. Ít nhất thì sự mạnh tay của Hoàng Côn kết hợp với Đường Diệu Văn biết làm thực tế đã hình thành một khuôn mẫu tốt đẹp, khiến cho Hoa Lâm bám đuổi Tây Giang. Chẳng qua tất cả đều thay đổi trong nháy mắt khi Triệu Quốc Đống trở về Ninh Lăng, mặc dù đã dự liệu vị trí công tác của mình sẽ phát sinh biến hóa nhưng Hoắc Vân Đạt cũng không thể dự đoán được đến cái mức bất ngờ như thế. Phó Bí Thư, Chủ tịch quận Đông Giang, biến hóa gần như là giống hệt với Ngụy Hiểu Lam ngày trước, một thường vụ Phó Chủ tịch quận trực tiếp nhảy lên làm Chủ tịch quận, bỏ qua cả bước trung gian. Mặc dù vị trí kinh tế của quận Đông Giang xếp cuối trong toàn thị xã nhưng dù sao cũng là một cán bộ cấp huyện. Rất nhiều người mất cả đời cũng khó vượt qua. Tình hình gay gâu của quận Đông Giang ngược lại càng khiến Hoắc Vân Đạt hừng hực ý chí chiến đấu, càng gian nan thì càng được cọ sát, càng ác liệt thì càng bật được bản sắc anh hùng. Hắn muốn biến những cảm xúc dồn nén bao năm qua để tạo dựng được thành quả ở quận Đông Giang, mà Vương Lệ Mai cũng ôm tâm tư như vậy đến quận Đông Giang, do đó hai người gần như trở thành đồng minh tốt nhất. Một người muốn làm ra sự nghiệp để mưu cầu tiến thêm một bước trên quan lộ. Một người thì muốn rửa đi những thành kiến trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp ngày xưa đối với mình, để bọn họ thấy mình không phải là một bình hoa, sự kết hợp như vậy xứng đáng gọi là quần anh tụ hội. Chủ tịch hoặc, bí thư Triệu có phải là có chút thay đổi hay không? Vương Lệ Mai cũng thấy vô cùng bồi hồi, ý chí chiến đấu trong ánh mắt dường như có vẻ tràn trề hơn. Có ai mà không thay đổi chứ? Đứng ở vị trí đó mà nếu không có nhiều thứ thay đổi thì sẽ bị đào thải, nhưng cũng có thứ cả đời không thay đổi. Hoắc Vân Đạt nói một cách từ từ. Giống như tôi và cô vậy, đứng ở vị trí khác nhau thì cũng cần phải thay đổi một ít. Đương nhiên cũng phải kiên trì một chút, làm quan, làm người đều giống nhau. Vương Lệ Mai bật cười phì một cái, liếc nhìn Hoắc Vân Đạt. Chủ tịch Hoắc, tôi nhớ khi ngài ở Tây Giang thì cũng không khôi hài và triết lý như vậy, cả ngày chỉ biết chạy xuống dưới, ngoại trừ hội nghị ủy ban nhân dân quận thì hiếm khi gặp ngài ở đó. Lệ Mai! Hình như khi làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận thì cô cũng không sắc sảo, chua ngoa như vậy, à, ngoại trừ những người cụ thể không được nhằm vào thì những cái khác đều rất khá. Tuy ban cán sự thị xã đã định rồi nhưng tôi đoán Cổ Bình Nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ mà sẽ gây rối với thị trưởng chung,
hạng mục pha lê phúc diệu mới chỉ là cái đầu tiên, chỉ sợ ngày sau sẽ còn có tranh chấp, phạm vi trung tâm phân phối linh kiện này rất mơ hồ, cái gì gọi là trung tâm, cái gì gọi là phi trung tâm. Giá trị gia tăng cao cũng giống như công nghệ cao, bên nào cũng cho là mình phải, đây là cuộc tranh cãi dai dẳng, ai có thể thu hút xí nghiệp tới thì đó mới là vương đạo. Tôi cảm thấy thị xã sẽ không can thiệp quá nhiều vào loại cạnh tranh này, chỉ cần không đi quá giới hạn thì chúng ta nên làm như thế nào thì cứ làm theo thôi. Hoắc Vân Đạt khẽ nở nụ cười. Chủ tịch Hoắc, vẫn câu nói đó, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta không có tinh lực để gây sức ép với bọn họ, tôi cảm giác Bí Thư Triệu vẫn ủng hộ chúng ta, ít nhất thì cuộc đàm phán ngày mai cũng là một cây cầu tốt để đứng lên, tôi cảm thấy mấy nhà đánh giá này có thể thu phục. Đấu trí của Vương Lệ Mai khá sục sôi. Tôi cũng không tin hành trình tới Thượng Hải lần này mà lại không nắm được hạng mục gì để trở về. Bí Thư Triệu ủng hộ tất cả, cô có thể nói y không ủng hộ Tây Giang không? Hoắc Vân Đạt lắc đầu. Đứng ở vị trí đó thì đứng về bên nào cũng vậy, đương nhiên trước mắt thì kinh tế cơ sở quận Đông Giang còn kém nên Bí Thư Triệu sẽ có khả năng cân nhắc ý tưởng kéo gần khoảng cách để phát triển chung, nhưng sau này thì chưa chắc. Cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian, ý của tôi là như thế này, Chủ tịch Hoắc, sau ngày mai thì tôi sẽ ở lại. Những nơi nào có chút nguyện vọng nhưng còn chưa xác định thì tôi định ở lại để tiếp tục tập trung làm công tác với từng nhà một. Thậm chí cũng có thể đến từng xí nghiệp hiện hữu của bọn họ để xem được những ưu thế, bất lợi và đồng thời so sánh với tình hình bên Đông Giang chúng ta. Như thế thì một là có thể tiến hành cải tiến mang tính tiên phong, hai là có thể chỉ ra được những thiếu sót của bọn họ, tranh thủ thuyết phục bọn họ đến Đông Giang. Hoắc Vân Đạt nhìn Vương Lệ Mai chằm chằm, trong lòng thầm nhất định, đây chính là hào kiệt trong giới quần thoa. Không chịu khuất phục, trước kia mình đã có đánh giá lệch lạc về nàng. Hắn khẽ gật đầu nói. Được, tôi sẽ về trước. Về khu công nghiệp Đông Giang thì tôi sẽ bố trí người để ý thay cô, nếu không một khi pha lê phúc diệu tới mà đường xá, điện nước còn chưa sửa chữa, thông suốt thì không thể được. Bên này thì cô cứ kéo dài lâu lâu một chút, thu hút đầu tư mặc dù trọng yếu nhưng cũng không thể trông cậy chỉ một lần là xong. Kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng mới là vương đạo. Chủ tịch Hoắc. Ngài cứ yên tâm đi, nếu Bí Thư Triệu đã đặt tôi và ngài vào cái vùng đất trũng quận Đông Giang này thì tức là muốn hai chúng ta biến nơi này thành bãi đất cao. Mượn một câu mà Bí Thư Triệu hay nói, thời gian không đợi người, quận Đông Giang chúng ta không chờ được, có thể kéo được một xí nghiệp, hạng mục đến quận Đông Giang thì chúng ta mới bớt lo đi được một ít, đến khi đi họp thì lưng chúng ta mới thẳng hơn được đôi chút. Ánh mắt của Vương Lệ Mai toát ra ý chí bừng bừng lửa rực như muốn hòa tan tất cả trước mắt. Cũng may hắn còn ở An Đô chứ chưa trở về Ninh Lăng, sau nửa tiếng hắn đã đến ban tổ chức tỉnh ủy. Tỉnh ủy quyết định để Lam Quang đến Ninh Lăng làm phó bí thư thị ủy, Cố Vĩnh Bân làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng. Hàn Độ nói một cách đơn giản rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Quốc Đống, chắc cậu cũng không xa lạ gì lão Cố. Cậu ở Ninh Lăng nhiều năm như vậy, hiện giờ xem như là chiêu nạp bạn cũ. Triệu Quốc Đống cũng chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình là như nào, Cố Vĩnh Bân. Thường vụ thị ủy Hoài Khánh, bí thư huyện ủy Quy Ninh. Trước đó không nghe được phong thanh gì về người này cả. Hắn cố bình ổn tinh thần của mình. Trưởng ban Hàn, vậy hai người Kiếm Dân và Liên Hương cũng đã định rồi chứ? Lục Kiếm Dân đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Lam Sơn, Vưu Liên Hương đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Đường Giang. Hàn Độ biết Triệu Quốc Đống sẽ không quan tâm đến vấn đề này, kỳ thật là từ trước Quốc Khánh đã có phong thanh việc Lục Kiếm Dân và Vưu Liên Hương đến đâu rồi, chỉ là chưa qua trình tự hội nghị thường vụ tỉnh ủy mà thôi. Đây chính là vinh dự của Ninh Lăng các cậu đó, chỉ một lần mà có hai cán bộ cấp sở đi ra, lịch sử An Nguyên từ trước đến giờ chưa từng có đâu. Lịch sử cũng là do con người sáng tạo, cũng nhờ có ngài giúp đỡ, dìu dắt cả, trưởng ban Hàn. Tâm tình Triệu Quốc Đống lúc này đã dần bình ổn lại. Mình không cần phải để ý như thế, Cố Vĩnh Bân cũng tốt mà người khác cũng ổn. Đối với một bí thư thị ủy như hắn mà nói thì cũng lắm cũng chỉ là làm như thế nào để thống nhất những người này về dưới trước của mình và tiến về phía trước theo cùng một phương hướng mà thôi. Hắn cũng tin rằng dưới dòng chảy lợi ích thì bất kể là ai tới Ninh Lăng thì cũng sẽ đều bị cuốn vào cơn thủy triều này và phải phát huy được lực lượng của mình. Triệu Quốc Đống vốn đề cử Lam Quang làm phó bí thư thị ủy, Thiên Phu. Làm phó thị trưởng thường trực nhưng giờ xem ra tỉnh ủy vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận ý kiến của mình. Lam Quang đảm nhiệm phó bí thư thị ủy là thích hợp, vốn đã nhiều năm đảm nhiệm thường vụ thị ủy nên bất kể là tố chất chính trị hay là năng lực công tác TH hắn đều hoàn toàn xứng đáng.
Còn Tiêu Phượng Minh thì là cán bộ mà hiện nay Triệu Quốc Đống tán thưởng nhất, tuy thời gian đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ có hơi ít nhưng những biểu hiện của hắn đã nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của Triệu Quốc Đống. Bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực cũng là một sự khẳng định lớn nhất đối với công tác của hắn, nhưng thật không ngờ tỉnh ủy lại không đồng ý với ý kiến này mà lại điều Cố Vĩnh Bân tới Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực. Hàn Độ cũng cảm giác Triệu Quốc Đống không tập trung tinh thần nên cười cười. Quốc Đống, có phải là có hơi bất ngờ hay không? Tỉnh ủy không đồng ý với kiến nghị của thị ủy Ninh Lăng các cậu. Điều này cũng rất bình thường, trao đổi cán bộ cũng là một cơ chế tốt, không thể nói chỉ có cán bộ Ninh Lăng các cậu là có thể đi ra ngoài, cán bộ các địa phương khác không thể tới Ninh Lăng nhậm chức. Thước có sở đoản mà tất có sở trường, nước chảy không hôi hám. Chốt cửa không mối mọt một, chỉ có liên tục trao đổi thì mới có thể duy trì được sức sống và cảm xúc mạnh mẽ của cán bộ địa phương. Một ý nói nước vì chảy không ngừng nên không bị tù đọng mà trở thành hôi hám, cái chốt cửa vì được dùng thường xuyên nên không bị mối mọt ăn. Trưởng ban Hàn, ngược lại mới đúng, Vĩnh Bân thì tôi cũng rất quen thuộc, khai triển công tác ở huyện Quy Ninh rất xuất sắc, Quy Ninh vẫn luôn đứng đầu về kinh tế ở thị xã Hoài Khánh, so với Tây Giang Ninh Lăng chúng ta thì còn mạnh hơn rất nhiều. Ninh Lăng chúng ta có nhiều điểm phải học tập Hoài Khánh, tôi tin sự có mặt của đồng chí ấy sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống đã không còn hành động theo cảm tính như hồi tranh thủ Lỗ Năng làm thường vụ thị ủy trước kia nữa, ở trước mặt Hàn Độ thì hắn tỏ ra rất bình thản, không hề nhìn ra cảm xúc bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Cậu có thể thấy như vậy thì tôi rất vui mừng, Quốc Đống, lãnh đạo phải biết lúc cứng rắn lúc mềm mỏng, chẳng ai có thể công tác ở một nơi cả đời được. Điều chỉnh thích hợp cũng rất có ích trong việc khai triển công tác. Nhất là những người khác nhau thì còn có thể mang đến những quy nghiệp, tư tưởng mới, một bầu không khí trăm nhà đua tiếng thì mới có thể để mọi người trổ hết tài năng. Hàn Độ mỉm cười nói. Quyển 14, chương 48. Vấn đề nhân sự đã định rồi nhưng vẫn có những cái treo lơ lửng như cũ, làm quang lên thì ai sẽ đảm nhiệm bí thư đảng ủy chính pháp. Hàn Độ không đề cập đến thì chắc là còn chưa xác định được người nào. Trưởng ban Hàn, Lão Lam đảm nhiệm phó bí thư thị ủy rồi vậy thì bí thư đảng ủy chính pháp. Triệu Quốc Đống hỏi thăm dò. Hội nghị thường ủy lần này chưa kịp bàn tới chuyện này, e là tạm thời để Lam Quang kiêm nhiệm bí thư đảng ủy chính pháp luôn. Tôi đoán là còn chờ khảo sát cán bộ rồi mới tính. Hàn Độ lắc đầu. Nếu Ninh Lăng các cậu có đề cử thích hợp vào vị trí bí thư đảng ủy chính pháp này thì phải báo cáo với Lão Đinh. Ở các thị xã trực thuộc tỉnh thì đảng ủy chính pháp tỉnh ủy đều có quyền lên tiếng nhất định về vị trí bí thư đảng ủy chính pháp. Triệu Quốc Đống và Đinh Sâm có quan hệ bình thường, nếu muốn xác định người được chọn theo ý đồ của thị ủy Ninh Lăng thì trước hết cần phải phối hợp tốt với thái độ của Đinh Sâm, tránh phức tạp không cần thiết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, trưởng ban Hàn. Lời vừa rồi có ý nghĩa là vẫn còn có thời gian, hội nghị thường ủy không có khả năng chỉ nghiên cứu điều chỉnh nhân sự. Mỗi một lần điều chỉnh đều phải cách một khoảng thời gian ngắn. Điều này cũng có lợi trong việc tỉnh có thêm thời gian để quan sát ảnh hưởng của việc thay đổi nhân sự đối với công tác của địa phương, cũng dư giả thời gian để làm công tác chuẩn bị. Quốc Đống, xu thế phát triển của Ninh Lăng rất tốt, hy vọng chỗ trống mà hai vị kiếm dân và liên hương để lại không ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Về chuyện này thì Bí Thư Đông Lưu rất chú ý đó. Bí Thư đã trao đổi riêng về vấn đề này với tôi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các cậu đã mở ra một trang lịch sử mới cho An Nguyên đó. Tăng 128% còn cao hơn 42% so với kỷ lục 86% mà Hoài Khánh tạo ra vào năm trước. Con số này đã tạo ra một cơn chấn động rất lớn ở trên tỉnh. Chủ tịch Vi Phong và Chủ tịch Tề Hoa đều khen ngợi Ninh Lăng các cậu đã tạo ra được một kỳ tích về phát triển kinh tế đó. Đã nói xong chuyện chính sự nên tâm tình hai người cũng được nới lỏng hơn, có thể nói về một ít chủ đề một cách thoải mái. Trưởng ban Hàn, tôi nói thật, quý 3 tăng cao là bởi vì quý 3 năm trước phát triển chậm chạp, hơn nữa vài hạng mục lớn mấy năm trước đều tập trung hoàn thành vào quý 3 năm nay để đưa vào sản xuất. Cộng thêm cơ sở Ninh Lăng vốn rất thấp cho nên mới có tình trạng như vậy, thực sự không đáng để tỉnh coi trọng như thế. Tôi rất lo tỉnh thổi phồng Ninh Lăng quá cao rồi sẽ có ngày đà tăng sẽ chậm dần và rồi sẽ khiến lãnh đạo tỉnh hụt hẫng. Lúc đó tôi có thể sẽ trở thành tội nhân. Triệu Quốc Đống cảm thấy rằng nhờ có quan hệ với Hàn Đông nên ở trước mặt Hàn Độ mình có cảm giác như hàng con cháu, nếu như đổi là người khác thì hắn sẽ mất tự nhiên. Mỗi khi ở bên Hàn Độ thì hắn rất thích cái tư vị này, nó hoàn toàn khác với khi hắn ở bên Qua Tĩnh nhưng đều có điểm chung là rất thân ái. Ha ha ha, Quốc Đống, e là cậu đã tính trước mọi việc rồi. Hàn Độ khẽ lắc đầu.
nếu như thị xã Ninh Lăng các cậu chỉ nhờ có mấy hạng mục lớn kia chống đỡ thì trên tỉnh đã không cảm thấy hứng thú như thế. Nghe nói chính quyền huyện Hoa Lâm đã thiết lập một quỹ gây dựng sự nghiệp, cổ vũ nông dân, công thương nghiệp hồi hương, hơn nữa còn cố tình cung cấp và ủng hộ tài chính để những nhân tài từ vùng duyên hải hồi hương lập nghiệp, cổ vũ bọn họ gây dựng cơ đồ, ha ha. Một chính quyền cấp huyện mà có thể làm được như vậy thì không đơn giản. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Hàn Độ lại biết rõ cả chuyện này, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ thông qua số liệu báo cáo để biết tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng, không ngờ ngay cả mấy thứ chi tiết, cụ thể cũng biết rõ như lòng bàn tay. Tôi còn nghe nói quận Tây Giang còn đề xuất phương pháp mới cổ vũ phát triển công nghiệp văn hóa, phàm là xí nghiệp công nghiệp văn hóa nào thiết lập ở quận Tây Giang thì đều được miễn thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập 3 năm. Hơn nữa nghe nói bọn họ còn công khai đề ra một chính sách giúp đỡ công nghiệp điện ảnh và truyền hình, căn cứ vào tình hình để trợ cấp tài chính nhất định cho đơn vị chế tác điện ảnh, quay phim tiến đến Tây Giang. Chính quyền địa phương còn muốn cung cấp, trợ giúp về tài chính cho công nghiệp văn hóa, muốn để ngành này trở thành một điểm sáng mới trong sự phát triển của Tây Giang, dưới sự lãnh đạo của cậu đúng là liên tục có những hành động mới đó. Đây mới thật sự không đơn giản, Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu. Đích thân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại hiểu về một huyện tới mức này, không thể không nói tới mức độ quan tâm của đối phương đối với mình. Trưởng ban Hàn, tôi thật không ngờ ngài lại quan tâm tới Ninh Lăng chúng tôi như vậy. Triệu Quốc Đống rất cảm động. Không, Quốc Đống, cậu biết không, hiện tại tỉnh ủy đàm luận nhiều nhất chính là Ninh Lăng các cậu và Hoài Khánh. Hiện giờ Vĩnh Lương đang đứng thứ hai tổng sản lượng kinh tế toàn tỉnh nhưng tốc độ tăng trưởng năm nay đã chậm lại rõ ràng. Mặc dù vẫn còn nhanh hơn các thành thị khác rất nhiều nhưng nếu so với Ninh Lăng các cậu thì lại chậm hơn hẳn. Tựa như lời cậu nói, có nguyên nhân cơ sở, cũng có nguyên nhân là do điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hàn Độ hơi ngừng lại một chút. Ưu thế về hệ thống mạch điện của Hoài Khánh càng ngày càng rõ ràng, hiện tại khu khai phát kinh tế kỹ thuật của Hoài Khánh đã được tỉnh xin đề cử làm khu khai phát kỹ thuật cấp quốc gia, trọng điểm phát triển công nghiệp điện tử tin tức. Cách đây không lâu có một vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia đã đặc biệt tới khảo sát khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hoài Khánh và đã đánh giá rất cao nơi này. Trong lòng Triệu Quốc Đống chợt rung lên, động tác của Hoài Khánh nhanh thật, không ngờ lại muốn tỉnh đề cử làm khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia, điều này đã khiến Triệu Quốc Đống ý thức được mình đã không để mắt đến phương diện này. Thực ra thì điều này cũng không trách được hắn, năm trước giá trị sản lượng của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Hoa Lâm mới 1,3 tỷ. So với 6 tỷ của Hoài Khánh thì quả thực là không thể so sánh nổi. Nếu mạo muội đệ trình khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng lên tỉnh thì rõ ràng là không thích hợp, dù sao thì tổng sản lượng kinh tế khu khai phát kinh tế kỹ thuật Miên Châu, Kiến Dương, Vĩnh Lương, thậm chí Lam Sơn và Tân Châu đều cao hơn của Ninh Lăng. Ồ, vậy thì thật đáng mừng, Hoài Khánh đã tạo được con đường đi đúng đắn trong ngành công nghiệp điện tử tin tức rồi. Nếu như có thể trở thành khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia thì tôi nghĩ sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp đầu tư tin tức của Hoài Khánh. Hàn Độ liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái, trầm ngâm một lúc rồi nói. Quốc Đống, cậu chưa từng nghĩ cách đột phá về phương diện này cho khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng các cậu sao? Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống cũng không trả lời Hàn Độ về vấn đề này mà ngẫm nghĩ một hồi mới nói. Nếu như nói không nghĩ chút nào đương nhiên không phải. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận sự chênh lệch của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng với các địa phương khác trong tỉnh còn khá lớn, cần phải có thêm thời gian để gắng sức đuổi theo. Hàn Độ gật gật đầu, lời này của Triệu Quốc Đống là sự thật. Hiện tại tổng sản lượng kinh tế khu khai phát kinh tế kỹ thuật của Ninh Lăng còn chênh lệch không nhỏ với các địa phương khác, có lẽ 1-2 năm sau mới có khả năng đủ tư cách để so bì với các khu khai phát kinh tế kỹ thuật khác. Mặt khác thì cá nhân tôi cũng có quan điểm riêng. Việc khu khai phát kinh tế kỹ thuật được thăng cấp làm khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia chủ yếu thay đổi ở thẩm quyền phê duyệt, có thể hưởng thụ một vài chức năng phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp thị. Theo tôi thấy thì đây chỉ là đơn giản hóa một vài thủ tục phê duyệt chứ cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thị xã chúng tôi vẫn rất ủng hộ khu khai phát kinh tế kỹ thuật, thậm chí có thể nói là thành một thể thì cũng không quá, về phương diện trình tự phê duyệt thì cơ bản là nhanh gọn hợp lý, không hề có cản trở. Nếu chỉ vì đi xin thăng cấp mà chúng tôi phải tiêu tốn nhiều tinh lực thì tôi cho rằng đó là bỏ cái chính yếu, lấy cái phụ. Đương nhiên nếu điều kiện thích hợp thì khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng chúng tôi cũng sẽ chủ động xin thăng cấp. Triệu Quốc Đống nói rất hợp tình hợp lý, cũng cho thấy thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng theo chủ trương độc lập không muốn gặp sao hay vậy. Biểu hiện này so với các khu khai phát kinh tế kỹ thuật của Vĩnh Lương, Miên Châu,
Kiến Dương thường xuyên lên tỉnh hoạt động chờ xin thăng cấp thì đúng là một trời một vực. Hoa Dương cũng tán thành chủ trương của Triệu Quốc Đống, công năng chủ yếu của một khu khai phát chính là xây dựng được một hệ thống phục vụ tốt đẹp, hấp dẫn các ngành công nghiệp chủ đạo tập hợp lại, phát triển ưu thế sản nghiệp, hình thành và hoàn thiện hệ thống sản nghiệp, đây mới là chủ nghiệp. Về phần trình tự phê duyệt mà nói thì nếu quả thực hiệu suất phê duyệt hành chính chính quyền được nâng cao thì cái gọi là hưởng thụ chức năng phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp thị chẳng đáng để nhắc tới. Quốc Đống, cậu nói rất đúng, nhưng nhiều chính quyền địa phương trong tỉnh ta lại không nhìn thấu điểm này, họ cảm thấy nếu như có thể tranh được tư cách thăng cấp này thì đó là một chiến tích lớn lao. Bọn họ cũng không nhìn lại xem, giả sử sau khi tranh được rồi thì giá trị khu khai phát kinh tế kỹ thuật có thể hơn được bao nhiêu. Mà ngược lại nếu khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia lại bị một khu khai phát kinh tế kỹ thuật cấp tỉnh vượt qua thì đó mới thực là nực cười. Nếu như vậy thì thà không tranh còn hơn. Hai người nói về đề tài này khá sôi nổi, cũng nói tới khó khăn trong phát triển kinh tế mà Ando gặp phải năm nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ando năm nay vẫn theo xu hướng suy tàn từ năm trước, thậm chí còn lún sâu hơn, thu hút đầu tư cũng không có được bao nhiêu thành quả. Đến nỗi trên tỉnh có người còn đánh giá khu công nghiệp kỹ thuật cao Ando đã trở thành cái xác không, sản nghiệp truyền thống tăng trưởng chậm dần. Không nhìn bên dưới mà so sánh xem, khu khai phát kỹ thuật cao của các thành thị xung quanh đều phát triển sinh động, đây là một sự thật không tránh được. Thậm chí Ủy ban Nhân dân tỉnh còn mở một chuyên đề nghiên cứu về vấn đề định vị và phát triển khu công nghiệp kỹ thuật cao của Ando. Trên hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Nhậm Vi Phong đã đề xuất khu công nghiệp kỹ thuật cao Ando phải xác định lại từ đầu. Vứt bỏ toàn bộ những ý tưởng lớn quá mức cần thiết, cao xa không thực tế, phải bám sát với thực tại, nghiên cứu đầy đủ tình hình thực tế khu công nghiệp kỹ thuật cao Ando thậm chí là cả tỉnh An Nguyên. Lựa chọn một hai hạng mục có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao để làm cửa đột phá, khi đã đạt được hiệu quả nhất định thì mở rộng dần dần. Nhưng cái quan điểm này chưa thực sự được Hội nghị Thường vụ Thị ủy Ando tán đồng. Mãi cho đến khi thư ký của Hàn Độ vào thúc giục tới giờ tham gia một hội nghị thì Hàn Độ mới biết mình đã nói chuyện với Triệu Quốc Đống vượt qua cả thời gian dự định và Triệu Quốc Đống cũng vội vàng cáo từ. Quyển 14, chương 49. Từ văn phòng Hàn Độ đi ra, Triệu Quốc Đống liền cân nhắc những tin tức hôm nay mình đạt được. Thật ra dù không có cuộc nói chuyện với Hàn Độ lần này thì hắn cũng biết được một ít tình huống. Đó chính là tình hình thành phố Ando không lạc quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ando trong 3 quý đầu năm chỉ quanh quẩn 3,4%, thấp hơn 7% so với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh, đứng thứ tư từ dưới lên trong toàn tỉnh, chỉ hơn được 3 nơi là Vinh Sơn, Lô Hóa và Đường Giang, điều này đã dẫn tới sự chú ý rất cao của tỉnh ủy. Kinh tế Ando chỉ cần hắt hơi một cái thì cũng đủ khiến kinh tế An Nguyên bị cảm, những lời này mà dùng cho mấy năm trước thì chẳng hề quá, dù cho 2-3 năm gần đây có mấy thành phố, thị xã bắt kịp nhưng tổng sản lượng kinh tế Ando vẫn chiếm 1/3 kinh tế An Nguyên. Một khi kinh tế Ando phát triển chậm lại thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đà tăng tốc kinh tế của An Nguyên. Thành quả năm nay kém xa so với mục tiêu đề ra đã trở thành kết cục không thể tránh được, một nhân tố trọng yếu trong việc này chính là do kinh tế Ando xuất hiện sự kìm hãm. Chỉ cần kinh tế Ando tăng trưởng 1% thì cũng có thể kéo kinh tế toàn tỉnh tăng 0,3%. Mà giờ Ando kém hơn tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh tận 6,7% thì cũng tương đương với việc kéo đà tăng trưởng toàn tỉnh giảm đi 2%, điều này gần như đã triệt tiêu đi sự tăng trưởng của mấy thành phố, thị xã khác.